Đó là con nợ nó đến nó đòi mình từ quá khứ. Quá khứ của kiếp này, quá khứ của vô lượng kiếp về trước nữa. Một cái con người mà ngày xưa chưa biết đạo, mình lấy 5-7 con gà, con vịt rồi mình cột chân nó, hoặc là mình xách một chùm tất cả những con gà nước nè, rồi con còng cọc nè, con chim này kia, mình cột một chùm, mình treo toàn ten lủng lẳng, khớp chân của nó đau lắm quý Phật tử à. Chúng ta đã vay mượn nó không phải ở kiếp này không, mà vô lượng kiếp về trước. Mình làm cho xương thịt, mình làm cho chân cẳng của chúng sinh nó đau. Nó đau nhiều lắm quý Phật tử. Phải không? Rồi mình bị nhức đầu là do mình nói nặng người khác một câu là mình dây mượn rồi đó. Người ta suy nghĩ, người ta buồn, người ta đau đầu. Tức là mình đã dây mượn sự đau đớn đó rồi. Ở đây là thầy chưa có nói tới lấy cái khúc cây mà đập một cái bóp đâu. Phải không? Đi mua con cá lóc về là bắt đầu chở cán dao lại liền, gõ một cái bụp, con cá nó dậy dậy liền. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn của cuộc đời, vay mượn của vô lượng chúng sinh nhiều lắm. Cho nên bây giờ đó, Phật tử nào chúng ta cũng bị nhức tay, nhức chân, nhức mình, nhức mẩy hết đó quý Phật tử à. Phải không? Bị nhức đầu là thường xuyên luôn. Đó. Thành ra rồi mình mượn nợ của cuộc đời, đến khi đó người ta đòi mình là cái đầu mình nó nhức quá mà không chịu dùng A Di Đà vô lượng công đức để mà thanh toán món nợ của cuộc đời. Phải không? Nhức đầu quá không biết làm sao bây giờ đây, người ta chỉ là chân ốc heo ăn cái nó hết nhức đầu. Thiếu nợ chưa trả bắt đầu mượn nợ thêm. Thấy chưa? Người ta kêu chân ốc heo cái là bắt đầu bỏ vô cái trái bí rợ, mà trái nhỏ nhỏ vậy nè, gọt vỏ xong khoét cái lỗ móc ra, bỏ ốc heo vô chân ăn hết nhức đầu, nghe lời. Về chân ăn cả mấy cái ốc heo rồi mà đầu không hết nhức. Mình thiếu nợ người ta lợi, người ta đòi, người ta làm cho đầu mình nhức. Tại vì ngày xưa mình làm cho chúng sinh bị nhức đầu, mình dây, bây giờ mình trả. Quý Phật tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, để cho nó hết nhức đầu. Phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe cuộc đời của thầy nè. Cách đây khoảng chừng 4 năm, bác sĩ đi khám cái đầu của thầy, bác sĩ nói là thầy đã bị suy não, không thể đi giảng được nữa, nó nhức dữ dằn luôn. Thầy ngồi thầy nhìn là biết rồi, hồi kiếp trước chắc cũng dữ dằn lắm chứ không chơi đâu, phải không? Không đạp vô đầu người ta cũng nói trên đầu, trên cổ người ta nè, chứ không gì đâu. Bây giờ cho nên nó nhức nguyên một đêm không thể nào ngủ được hết, ngồi dựa vào trong vách tường không. Đi khám bác sĩ nói bị suy não, mà nếu tiếp tục mà đi giảng hoài đó thì nó đưa đến cái tình trạng khô não. Rồi thầy hỏi bác sĩ là suy não là sao bác sĩ? Bác sĩ nói suy não thì không có gì to tát lắm đâu thầy à. Mình đi ngang cái chùa của mình không có quẹo vô đi luôn không à. Không có nhớ ai hết trơn, không có nhớ chùa, nhớ chiền, không có nhớ đường đi, nước bước gì nữa hết đó. Rồi cuối cùng rồi bắt đầu đi trị bệnh. Đi lên bệnh viện này, bệnh viện kia, nó cũng nhức y như cũ. Cuối cùng sao thầy gặp được một cái ông thầy đó, ông thầy thuốc thôi chứ không phải là xuất gia. Thì ổng mới mời lại ngay cái chỗ, cái thất riêng của ổng. Ổng hốt thuốc nam cho uống. Ở trong đó ổng cho uống có hai vị thôi, mà trong đó có một cái cây mà ở đó gọi là cái cây, cái gì thầy quên tên rồi, mà ở miền Nam mình gọi là cây mắc cỡ ta. Không biết là ở đó nó tên, cái tên của vùng đó nó hai vị thôi. Với cây đinh lăng, cái đọt đinh lăng, hai cái đó rồi cái bắt đầu sắc cho thầy uống. Nhưng mà với điều kiện đó là mỗi một ngày phải lại 200 lại. Có nghĩa là gục lên gì nè, đứng lên gục xuống đặng cho máu nó lưu thông trên đầu. Lúc bây giờ thầy mới thấy nó như vậy, uống thuốc bắt đầu sám hối. Thấy nó lại không uổng quá, bây giờ sám hối thôi. Một ngày lại 1000 lại. Sáng 4 giờ lại 200, 9 giờ sáng lại 200, 2 giờ trưa lại 200, 6 giờ chiều lại 200, 9 giờ tối trước khi đi ngủ lại 200. Mỗi một ngày lại 1000 lại. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sẵn dịp đó mình sám hối luôn.
Quý Phật tử có biết không, khi mà thầy lại đến 150.000 lại, đầu tự nhiên hết nhất. Thấy không? Tự nhiên nó hết nhức đầu rồi, bây giờ cái bác sĩ coi lại cái não không còn là suy não nữa, phải không? Chứ nếu mà nó suy não làm sao ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử. Cho nên đó, không phải rằng là nó màu nhiệm hay nó linh thiêng gì cả, mà đây là một sự thật. Mình thiếu nợ người ta đòi, bây giờ phải trả thôi. Mà muốn trả, tiền của mình không trả được. Mình có tiền đâu có trả được. Thầy ví dụ như thế này, mình thiếu nợ một cái người ngoại quốc, mình lấy tiền Việt Nam mình trả, người ta đâu có lấy. Mình thiếu nợ người Mỹ, người Đức, người Anh, người Úc, người gì, bất cứ. Mình thiếu nợ người ta lấy vàng ra trả, người ta nhận hết. Đúng không? Cho nên mình thiếu nợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình thiếu nợ cõi trời, mình thiếu nợ cõi Phật. Mình chỉ dùng A-di-đà vô lượng công đức là trả được hết. Tại vì A-di-đà vô lượng công đức nó cũng giống như vàng vậy đó. Nước nào xài cũng được, cõi nào xài cũng được cả. Cho nên quý Phật tử thấy khi mà cha mẹ mình mà hoặc là người thân của mình qua bên kia cửa tử rồi, tại sao phải niệm A-di-đà vô lượng công đức? Trong cái giấy tiền giảng sanh quý Phật tử thấy không? Có cái đề cái chữ Nam-mô A-di-đà Phật đó. Không phải là mình phải viết cái miếng giấy có câu A-di-đà qua bên kia người thân của mình mới xài được. Mà tại vì đó các vị tổ sư của mình thấy người thân của mình không ai mà tha thiết với câu A-di-đà để gửi qua bên kia cho thân nhân của mình hết. Phải không? Đâu có đứa con nào mà nó ngồi nó niệm A-di-đà 49 ngày để mà nó gửi công đức về cho cha mẹ nó bên kia cửa tử đâu. Cũng đâu có người thân nào ngồi bên đây mà niệm Phật A-di-đà suốt 49 ngày để đem cái công đức này hồi hướng cho thân nhân của mình ở phía bên kia cõi vô hình. Phải không? Cho nên các vị tổ thấy vậy, biết cái tâm của chúng sinh nó không đủ trình độ niệm Phật gửi, cho nên bắt đầu mới tạo ra tiền vãng sanh để cho quý Phật tử vừa đốt miếng giấy đó để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên người nào mà niệm suốt 49 ngày A Di Đà thì thân nhân của mình nhận vô lượng công đức ở bên đó. Còn ở đây tới tuần thất mà mình đốt có mấy miếng tiền giảng sanh cũng giống như là mình gửi tiền lẻ qua cho ông bà mình bên đó vậy đó. Không có đủ để xài đâu quý Phật tử à. Cái cõi đó đâu có xài tiền mà chỉ xài vàng. Cũng giống như là mình ở đây mình xài A-di-đà vô lượng công đức vậy đó. Đổi được hết. Công đức đi đến đâu cũng đều xài được. Cũng giống như là vàng đi đến nước nào xài cũng được hết. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta phải làm sao hiểu được cái món nợ của cuộc đời để rồi chúng ta mới thanh toán, chúng ta mới trả được cho nó. Chứ còn cái này đó mà mình chưa có trả là mình vay liền rồi, phải không? Ở đây ai bị bệnh mà dám lại Phật đâu, lại Phật cho nó hết bệnh. Có như vậy đó mình mới có thể đủ cái tinh thần và đủ sức mạnh của mình về Phật. Thầy kể cho quý Phật tử nghe mới vừa rồi đây, một Phật tử pháp danh là Diệu Liên ở Vĩnh Long á. Cách đây cũng khoảng chừng năm nay cô được 72 tuổi rồi. Năm 64 tuổi bác sĩ nói rằng là thôi chở cô đi về đi. Rồi cô thèm cái gì cho cô ăn. Bởi vì cô bị ung thư đại tràng. Cái nguyên một cái khối ruột già ở trong bụng nó bị ung thư rồi. Xuất huyết đại tràng hoài luôn. 64 tuổi ốm nhôm ốm nhách. Con cháu đưa về nhà luôn cho cái bà nằm ở đó, chứ bà ăn cũng chẳng được luôn. Thì bạn đạo như quý Phật tử vậy nè mới đi đến mới nói thôi bác sĩ nói vậy thôi chị cũng vui vẻ đi. Cuộc đời ai cũng có một lần đi, và chúng tôi cũng đi như chị thôi, phải không? Cho nên thôi đừng có buồn nữa. Mà bây giờ đó trước khi đi về Phật, nhớ đem quà cho Phật A-di-đà. Thì bạn đạo nói vậy đó. Thì cô đang buồn mà bác sĩ chê rồi là buồn trong bụng lắm, sợ chết lắm luôn. Nhưng mà nghe bạn đạo nói thôi ai cũng đi, chúng tôi đi cũng như chị đi thôi, mà thôi mình đi về Phật mình phải có món quà để mà cúng dường cho Phật A-di-đà. Thì cô Diệu Liên mới hỏi bạn đạo mình món quà gì. Thì bạn đạo mới nói thôi bây giờ chị niệm Phật đi, chỉ có vô lượng công đức mới cúng dường lên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà mới cúng dường nó thanh tịnh được, chứ còn cúng dường tầm bậy tầm bạ tội thêm nữa. Thôi chị niệm Phật đi nghe. Thì cô Diệu Liên này nghĩ rằng là thôi mình cũng đi chứ không có thể nào sống được hết, nó ra máu tối ngày mà ăn không được nữa. Cô Diệu Liên niệm Phật không,
niệm Phật suốt như vậy đó, thì lúc đầu niệm được một tuần lễ, cô Diệu Liên thấy rằng là cái bụng nó đau nhưng mà ít hơn. Niệm được tới 3 tháng thì một đêm đau, một đêm không đau. Tới 6 tháng cô Diệu Liên cảm thấy mình ngủ được. Tới 6 tháng ngủ mà nó không còn đau và cái xuất huyết nó không còn nữa. Cô Diệu Liên bắt đầu sao tự nhiên cái bụng của mình nó thèm. Mới kêu con cháu đút cho một miếng sữa. Thì uống vô không có bị hề hấn gì hồi xưa. Uống vô một cái là nó đau chịu không thấu luôn đó. Uống được. Thì sau đó cô Diệu Liên ngủ được. Và ngồi, tự ngồi, chống tay tự ngồi dậy được. Con cháu mừng quá, sáu mừng luôn. Đó thì quý Phật tử biết, khi mà chở cô Diệu Liên đi lại bác sĩ để mà khám siêu âm một lần nữa, thì khối u đại tràng ngày xưa nó bích cái ống đường ruột luôn. Bây giờ nó teo lại còn có chút xíu vậy. Thì quý Phật tử thấy mình bệnh có nghĩa là gì? Con nợ đang đòi mình đó. Mà cái dở nhất của mình là sợ hãi, đau khổ, rồi đi tìm cái này cái kia để trị. Mà đi tìm có nghĩa là nợ cũ chưa thanh toán xong, mượn thêm nợ mới. Thấy không? Đau tim là gì? Đau tim có nghĩa là ngày xưa mình làm cho vô lượng chúng sinh đau khổ, nhốt người ta lại, rộng người ta trong thao, nhốt người ta trong chuồng, cột người ta ở trong cây cột. Chúng sinh sợ quá, chúng sinh lo quá, cho nên chính cái nghiệp làm chúng sinh lo âu sợ hãi mà bây giờ mình trả cái món nợ của cuộc đời, mình bị đau tim. Giật mình một cái là sợ, giật mình một cái là sợ. Bây giờ nó đòi rồi, thì quý Phật tử ơi, cứ hãy niệm Phật A-di-đà vô lượng công đức để mà mình thanh toán cái món nợ mình đã vay. Đằng này không chịu trả, mua cái tim heo đó mà chân với con rùa vàng đó nghe, dây tơ hồng nữa là hết đau tim. Phải không? Cái nợ cũ chưa có trả là bắt đầu dây thêm nợ mới nữa thì làm sao đây? Suốt cuộc đời của chúng ta cứ mang nợ cõi ta bà thì làm sao đi về Phật đây? Phải không? Mình mang nợ hoài thôi. Ở trong đây ai nhức chân đau quá trời, cái khớp này đau quá, không có cái gì để hết mà không biết lại Phật, không biết niệm Phật để mà cho nó hết. Phải không? Cái nghiệp của mình đến thì chỉ có cái đức của mình nó mới có thể tiêu thôi. Thuốc men cái gì, nếu mà cái nghiệp của mình nó nhiều rồi, cái đức của mình không có, bây giờ thuốc của ông thầy thuốc hoặc là thuốc của ông bác sĩ nổi tiếng cũng không thể nào mà chạy chữa hết đó. Có nhiều người rất là giàu, tiền rất là nhiều, còn cái nó nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà có sống được đâu. Quan trọng là cái đức của mình. A-di-đà vô lượng công đức, chứ không phải tiền đâu quý Phật tử. Nợ nó đòi là trả đi. Người càng giàu đó càng giật nợ nhiều, phải không? Cho nên mình thiếu người ta, cha mẹ mình bị đau như vậy đó mà không lo niệm Phật để mà trả, cha mẹ mình đang bị tim như vậy đó mà cứ đi mượn nợ chúng sinh. Mỗi một ngày là một con rùa vàng, mà uống 7 ngày là 7 con rùa vàng, uống 1 tháng là 30 con rùa vàng, chịu sao thấu đây? Phải không? Mình muốn bình an mà mình gieo sự bất an cho chúng sinh khác hoài thì làm sao bình an được? Cho nên đó, quý Phật tử thấy người càng giàu thì chúng ta càng dây nợ nhiều chừng nấy. Kiếp này đó mà cũng chết chứ không có sống nổi với cái bệnh đau tim đâu. Phải không? Thiếu nợ không trả thì vẫn là chết trong cái bệnh đau tim thôi. Nhưng mà kiếp sau trả lại 20 mấy con rùa vàng, phải không? Rồi 20 mấy trái tim heo nữa, chàng ơi. Rồi tiếp tục kiếp sau đó, kiếp này đau tim mà nhà giàu, kiếp sau đau tim nữa mà nhà vừa vừa khá giả thôi. Rồi tới kiếp sau nữa cũng đau tim nữa mà nhà nghèo thiệt là nghèo. Kiếp sau mới sanh ra bác sĩ nói bé này nó bị tim bẩm sinh. Nó cứ liên tục như vậy rồi kiếp này càng xuống hoài luôn đó quý Phật tử. Mình phải trả cái món nợ của cuộc đời, đừng có mượn, đừng có giật mà cũng đừng vay thêm nữa. Nhớ A Di Đà vô lượng công đức của chúng ta để chúng ta trả nợ. Cô Diệu Liên niệm Phật không, cái món nợ mà cô trả là món nợ ruột, phải không? Ở trong đây quý Phật tử nào mà có từng ăn ruột không? Ăn ruột của chúng sinh không? Có nhiều người ăn ruột của chúng sinh thì bị bệnh ruột thôi, phải không? Ăn ruột non, ăn ruột già, ăn toàn là bộ đồ lòng của chúng sinh không, thì bây giờ bộ đồ lòng của mình nó hư. Mình mượn thì bây giờ mình trả. Mình muốn trả thì phải A-di-đà vô lượng công đức mới trả nổi quý Phật tử à. Còn đằng này đã bị đau ruột rồi mà cứ giết hại chúng sinh. À, ông thầy thuốc chân chính đó thì kêu về đó cho bà ăn đồ ngon đồ bổ đi,
Còn ông thầy mà không có chân chính đó, chèn ơi, bị tổ cô quở rồi đó. Vô mần gà đi, giái heo cúng đi, bị tổ cô hành đó, hoặc là bị dông dựa đó, nói tầm bậy tầm bạ không, thiếu nợ chúng sinh ngày xưa, bây giờ cứ là giết gà, giết heo để cúng trả lễ gì đó. Mình thiếu nợ mà mình không dùng A Di Đà vô lượng công đức để trả, mà mình cứ là dây mượn thêm thôi. Bây giờ quý Phật tử mượn người ta 500 ngàn đi, hay là mượn người ta 40 triệu đi, bây giờ thiếu nợ 40 triệu, quý Phật tử đem vàng để trả cho người ta, người ta đâu có từ chối đâu, phải không? Đâu có cần mình phải trả tiền đâu, mình đau ruột, mình đâu có cần lấy cái ruột của mình trả cho người ta, mà cứ lấy vàng trả cho người ta là được. Thiếu tiền lấy vàng trả, đâu có ai từ chối đâu, phải không? Mình thiếu người ta sinh mạng, mình thiếu người ta sự đau đớn, mình lấy A Di Đà vô lượng công đức để mà mình trả cái món nợ của cuộc đời. Vậy mà quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn suốt từ khi mở mắt chào đời, trong kiếp này thôi chúng ta đã từng vay mượn rồi. Cái bụng của mình vay mượn, thân xác của mình vay mượn. Trong những lần trước đó, thầy có kể câu chuyện cho quý Phật tử nghe, đó là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời Phật Quay Âm Dương phát nguyện làm thân cây lúa để cho chúng sinh ăn đó, để cho tất cả chúng ta khi mở mắt chào đời cho đến ngày từ biệt cuộc đời đó, mình ăn hạt lúa để mà trong người của mình có Phật chất, phải không? Phật Thích Ca hóa thân thành hạt lúa, rồi chúng sinh trồng cây lúa, cắt cây lúa, đập hạt lúa thành gạo, nấu hạt gạo thành cơm, để rồi chúng ta ăn hạt cơm đó để mà nuôi lớn thân mạng của mình. Ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn thân của quý Phật tử ở đây mang thân Phật. Từ khi mở mắt chào đời là biết ăn cơm rồi, phải không? Cho đến già cũng biết ăn cơm vậy. Tức là ăn nguyện thân của Phật đó. Mà quý Phật tử kiểm tra coi thân của mình có một chút nào Phật không? Không có, thấy không? Tại vì sao? Mình vay mượn chúng sinh nhiều quá, cho nên nó ép cái thân Phật vào trong tận cùng quên lãng của mình. Mình vay mượn thân thể của chúng sinh, cho nên rồi đó, cái sự vay mượn đó nó ép cái thân Phật, ép cái nguyện Phật vào trong tận cùng sâu thẳm của quên lãng luôn, không nhớ. Mỗi một ngày đó, khi mà mình chưa đến đạo tràng, khi mà mình chưa biết đạo, quý Phật tử chúng ta đã vay mượn của chúng sinh rất nhiều luôn. Vay mượn không? Trong đạo tràng của mình hồi mới sanh ra ăn chay tới lớn không? Có ai vậy không? Đâu có đâu, phải không? Cho nên đó, mình vay mượn thân thể của chúng sinh nhiều lắm. Rồi mình ngồi tự động mình kiểm tra coi, chẳng lẽ cái bao tử dạ dày của mình nó là một nghĩa trang tập thể sao? Nơi đó mà mỗi ngày chúng ta cứ hạ nguyệt, cứ tẩn liệm vào trong bụng của mình vô số tất cả những chúng sinh vô tội. Có thể rằng là vợ chồng con cái ngồi quanh một cái mâm bàn tròn, rồi mạnh ai nấy tẩn liệm, phải không? Có khi rằng là cả gia đình tẩn liệm một chúng sinh, có khi cả gia đình tẩn liệm vô số chúng sinh. Một cái chảo cá kho thôi, cá nhỏ nhỏ, cá cơm, cá linh, cá lòng tông gì đó hết, là thôi gia đình mình tẩn liệm ít nhất một người cũng 3-4 chúng sinh trong cái nghĩa trang tập thể đó, phải không? Rồi có đôi khi nướng nguyên một con cá lóc thiệt là bự, cả gia đình, cả bạn bè, bà con của mình xúm nhau, mỗi người một tay, mỗi người một đũa, thi nhau mà tẩn liệm, biết không? Cho nên mình vay mượn thân thể của chúng sinh rất là nhiều, quý Phật tử à. Cho nên bây giờ thân thể của mình đau đớn, thân thể của mình bị nóng bức. Tại sao chúng sinh đó, có người đó vô trong lửa ngồi chơi để chết? Tại sao vậy? Hồi xưa nướng cá nhiều quá mà, quay heo nè, nướng cá nè, thì bây giờ tự động thôi, cái nghiệp nó đến mà không chịu dùng A-di-đà để trả từ từ, thì một ngày nào đó ngồi trong nhà, nhà tự nhiên Phật cháy thôi à. Đó, tự nhiên Phật cháy rồi chết ở trong đó vậy thôi. Mình trả cái nghiệp, mình không chịu trả bằng vàng thì mình trả bằng thân mạng thôi, quý Phật tử à. Mình có câu A-di-đà vốn của mình có, Phật cho mình đó. Đức Phật Thích Ca cho mình vàng, tức là cho mình vô lượng công đức bằng câu A-di-đà để mình trả, để mình giữ cái thân của mình lại. Mà quý Phật tử không chịu, mình không dùng A-di-đà vô lượng công đức để mình trả cái món nợ của cuộc đời, để rồi mình giật người ta hoài, trốn hoài được không? Ở ngoài đời trốn nợ thì tạm thời có thể được, chứ mà ở trong nhân quả trốn không nổi đâu quý Phật tử ơi, phải không? Cho nên có một ngày nào đó cái tự nhiên tất cả chúng ta gì đó ngồi trong nhà, cái nhà nó cháy lên, rồi tự nhiên cái đi xuống sông vậy đó, rồi cái nằm ở dưới sông chết, chết ở trên bờ nực quá,
phải không? Xuống dưới đó chết cho nó mát mát một chút đó. Ngộ thiệt đó, chứ không phải chơi. Ở Cần Thơ có một cái chú đó, nhậu vô một cái là qua bên chùa, giọng cửa chùa vậy đó, chửi tùm lum tùm la, rồi chửi mệt cái đi về ngủ. Mà đêm nào nhậu cũng như đêm đó hết đó. Rồi sư ông ở trong chùa Bú Liên, chỗ của thầy ở hồi xưa đó, sư ông nói thôi kệ nó, con ơi đừng có ra nói gì hết đi. Bây giờ nó say nó xỉn, nó đâu có biết gì đâu, ra nói đây rồi mình vô tình mình làm cho nó mang thêm khẩu nghiệp nữa. Thôi nhịn nó đi, kệ nó. Rồi ảnh chữa vậy đó, rồi cái hoài luôn, hết ngày này tới ngày kia, tháng này năm kia hoài. Rồi mới có khoảng, mới có cái tuổi mới 25 tuổi thôi, nhậu từ năm mười mấy tuổi vậy đó. Rồi nhậu tới năm 25 tuổi thì bắt đầu cái sông Cần Thơ ngay bến Ninh Kiều đó, buổi chiều đó tự động rồi ảnh cứ đi từ cái bãi sông, nước nó cạn đó, rồi đi ở trên bãi đi dài dài đi. Người ta tưởng là ổng đi tắm. Ổng đi một hồi nước ngập tới cổ, nước ngập tới đầu, nước ngập luôn, rồi đi xuống đi hoài rồi chết luôn ở dưới. Tới cái nghiệp nó đòi rồi là phải trả thôi, chứ không thể nào mà chạy trốn đi đâu hết. Cũng giống như là ở Phụng Hiệp vậy đó, hai vợ chồng chuyên môn đi mua rắn ở bên của Việt Nam mà, nó thu mua rắn đem về lột da hết. Hai vợ chồng làm với đứa con trai 15 tuổi, bắt đứa con gái 12 tuổi, súm nhau hai vợ chồng hai đứa con lột da rắn, rồi cái bắt đầu đem qua miên xuất khẩu, đi mấy chuyến đầu lời hết biết luôn đó. Thành ra về cứ là mua rắn về lột da thôi. Cái bữa đó thằng con trai 15 tuổi nó nói má ơi con không lột rắn nữa đâu, mỗi lần mà con lột rắn rồi tối con ngủ cái da con nó đau dữ lắm, nó rát mà nó đau từ cần cổ nó đau xuống tới chân, con không có dám lột nữa đâu. Má nó nói mày làm biến, mày đặt chuyện không, mày mà không làm ba mày quýnh mày chết đó, phải không? Rồi nó cũng gán nó làm chứ sao giờ, mà nó sợ lắm. Hai đứa đều nói như vậy hết. Cái buổi trưa đó, sau khi buổi sáng hai vợ chồng hai đứa con ngồi lột một đống da rắn rồi, thì hai đứa nhỏ mới lên ngủ trưa. Mà ở dưới quê Phụng Hiệp muỗi lắm quý Phật tử, văng cái mùng vô ngủ trưa, chứ còn ngủ ở ngoài muỗi dữ lắm. Ăn cơm xong hai anh em nó lên ngủ, mẹ nó mới châm đèn dầu. Nhà ở dưới quê mà đốt cái đèn dầu thôi, thì khi bà đốt vậy đó thì bà mới đổ dầu, cái dầu lửa đổ xuống đất, cái hột quẹt nó mới phực cái phực lửa lên, thì ngọn lửa nó bay lên vậy thôi. Lửa của dầu mà chứ đâu phải xăng đâu, thì nó bay cái ngọn lửa lên. Bà nhìn thấy cái ngọn lửa đó nó ngoằn ngoèo như con rắn gì đó, mà nó chui vô trong mùng hai đứa nhỏ. Rồi bà nghĩ bình thường thôi, nó đâu có cháy đâu à, nó chui vô mất tiêu. Xong xuôi một hồi tới giờ lột da rắn, bà dở cái mùng lên, quý Phật tử tin không, hai đứa con nó chết queo, nó cháy queo mà nó cong như con rắn gì đó. Bà ngồi bà khóc, mà bà cứ dỗ xuống đất, bà tức, bà nói phải cháy nhà mà con bà chết, bà không tức, mà cái miếng dầu lửa nó phực, mà cái ngọn lửa nó đi lên có chút xíu, nó ngoằn, nó chui vô trong mùng giống như là bình thường thôi. Vậy mà cái mùng không cháy mà hai đứa con chết cháy ở trong, bà tức quá trời. Đó, thì bà mới nhớ lại hai đứa con của bà, nó nói con không dám lột da rắn nữa đâu má ơi, nó đau cái da con dữ lắm luôn. Mà cuối cùng rồi quý Phật tử thấy rằng là cái món nợ trả bằng hai đứa con trước rồi đó. Hai vợ chồng mà không dừng lại, mà không quy y Tam Bảo là tới hai vợ chồng trả luôn cái món nợ đó đó. Thấy không? Tại vì sao mà hai đứa con nó trả trước? Là tại vì làm tất cả bao nhiêu tiền là lo cho hai đứa đó thôi. Bao nhiêu tiền mà lột da rắn này là lo cho hai đứa nó ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi học, đi hành. Chứ hai vợ chồng thì không có xài bao nhiêu hết. Nó thành ra rồi trả trước cho hai đứa con. Cho nên hai vợ chồng tự nhiên nhớ lại thằng con trai, con gái mình nó nói như vậy rồi, không bao giờ đi làm cái nghề lột da rắn nữa, nghỉ luôn đó. Rồi quy y Tam Bảo, bây giờ tu Phật thất như quý Phật tử nè. Đó, nếu không đó thì không có dừng chân kịp lúc, dừng tay kịp lúc đó quý Phật tử, thì cuộc đời này món nợ nó sẽ đòi tới nữa luôn. Ở trong đạo tràng của chúng ta, không có một người nào mà không vay mượn cái món nợ của cuộc đời hết. Kể cả quý thầy xuất gia, quý ni sư xuất gia cũng vẫn vay mượn, phải không? Nhưng mà nếu mà ni sư nào đó mà đầy đủ công đức, quý hòa thượng nào mà đầy đủ công đức lành rồi, tức là trả liền trong kiếp này. Thí dụ như bây giờ mình thiếu 150.000, thì cái con nợ nó cho mình trả 3 tháng, 1 tháng 50.000 quý Phật tử à, phải không? 3 tháng. Cũng giống như bây giờ mình vay mượn thân xác của chúng sinh,
nó sẽ cho mình trả ba kiếp. Mình vay mượn mình trả ba kiếp. Nhưng mà quý ni sư của mình, quý hòa thượng tôn túc của mình tu công đức lành nhiều quá, không cần phải ba tháng, cũng không cần phải ba kiếp nữa, mà trong kiếp này đầy đủ công đức để trả. Cho nên gọi là gì? Dồn nghiệp. Cho nên quý Phật tử đừng có thấy quý ni sư của mình tu rồi cái khi mà mất đó, bị tai nạn xe cộ đụng nè, bị té nè, mấy cái đó là các người đã đầy đủ nghị lực chấp nhận dồn nghiệp để trả một lần. Để trả một lần rồi đi về Phật, chứ không muốn luân hồi sanh tử mà trả góp nữa. Đủ tiền trả một lần, không cần phải trả góp tháng này tới tháng kia nữa quý Phật tử à, phải không? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta đừng có một cái suy nghĩ gì về cái chuyện đó cả. Bây giờ đó, mình muốn đi Mỹ, món nợ này phải trả góp 3 tháng, bây giờ phải đi liền. Quý Phật tử ơi, mình phải trả liền cho người ta, chứ làm sao trả góp nữa. Về bển thì làm sao trả góp được đây. Cho nên, có đôi lúc đó, mình còn ở lại cõi Việt Nam, người ta cho mình trả 3 tháng, nhưng mà đi qua Mỹ rồi là trả hết cho người ta đó quý Phật tử. Còn ở lại cõi ta bà, trả kiếp này, trả kiếp sau, đầu thai lên, đầu thai xuống, tiếp tục trả, không sao hết. Nhưng mà chấp nhận về Phật A-di-đà rồi, một lần chót để trở về quê Phật là phải thanh toán cái món nợ của cuộc đời ngay từ ở kiếp này. Có một cái chú đó, chú là người ở của một ông trưởng giả. Hình như thầy có kể câu chuyện này cho Phật tử nghe rồi. Làm người ở thôi. Một ngày kia có một vị hòa thượng đến để mà xin ông trưởng giả một chút tiền để mà bố thí cho những người dân bị lũ lụt và để đúc cái tượng Phật. Ông trưởng giả không cho, ông đuổi hòa thượng đi. Thì cái anh chàng người ở này mới nói rằng là đúc cái tượng Phật bao nhiêu. Thì hòa thượng nói khoảng 100 đồng vàng, rồi thêm 100 đồng vàng nữa để bố thí cho những người dân bị lũ lụt là 200 đồng vàng. Anh người ở này anh mới hỏi ông trưởng giả, con ở đợi cho ông suốt cuộc đời của con được bao nhiêu tiền? Thì ông trưởng giả ông mới tính khoảng 30 năm thôi. Tính ông này khoảng 30 năm là suốt cả cuộc đời đó, thì mỗi một tháng ông trả bao nhiêu đó thì trả được khoảng 210 đồng tiền vàng. Anh thanh niên anh mới nói thôi bây giờ ông cho con ứng 200, con ở đợi cho ông suốt đời không lấy tiền, cúng dường cho hòa thượng về để mà 100 đúc tượng Phật và 100 bố thí cho người nghèo. Thì ông trưởng giả này thấy lời rồi, phải không? 210 ngàn là có 30 năm thôi, mà bây giờ đưa có 200 đồng tiền vàng mà nó ở suốt đời cho mình, quá lời rồi. Ông lấy 200 đồng tiền vàng ông đưa cho hòa thượng. Anh thanh niên này ảnh làm cho ông trưởng giả tới năm thứ hai anh bị mù. Anh thanh niên ảnh mù hắn không thấy đường. Ông trưởng giả nói mù hả, mày làm chuyện mù chứ không cho mày ở không, đưa mày hết 200 đồng tiền vàng rồi cho mày ở không sao được, cho làm cái chuyện của thằng mù luôn. Mù cà quạng vậy đó mà cũng phải đi làm. 6 tháng sau tự nhiên cái cùi. Mình mấy cái anh thanh niên này cùi lên thấy gớm luôn. Buộc lòng ông trưởng giả mời nó đi luôn. Bỏ 200 đồng tiền vàng mời nó đi, chứ nó cùi thấy gớm quá trời quá đất rồi làm sao ở. Rồi anh cùi này mới đi ăn xin. Đi ăn xin mù mà còn cùi nữa làm sao chịu nổi. Ai cũng chạy, ai cũng sợ, ai cũng né hết. Sao tình cờ gặp cái hòa thượng đi. Hòa thượng thấy vậy, cái hòa thượng bưng về chùa cho chú ở, săn sóc, tắm rửa, cơm nước cho chú. Được 6 tháng vậy đó, cái chú đi ra sau vườn chùa đó, ra cũng dọn dẹp chú làm đó, rồi lọt xuống mương té dưới chết đó. Té dưới mương chết. Cái hòa thượng đi về mới kiếm hoài không thấy, đi ra sau vườn nhìn dưới mương thấy anh thanh niên đó nằm chết ở dưới. Hòa thượng mới vớt lên rồi kêu bạn bè Phật tử đến rồi chôn cất. Chôn mới có 3 ngày trời đánh nứt cái mã luôn. Ông hòa thượng ông mới nói ủa sao kỳ vậy ta. Một thanh niên tốt bụng như vậy đó
cúng dường 200 đồng tiền vàng làm đầy tớ suốt cả cuộc đời, làm tượng Phật cúng dường cho người nghèo nữa, mà tại sao người bị đuôi, bị cùi, bị chết dưới sông, người đem dưới chôn trời đánh nữa, kỳ cục quá. Vị hòa thượng mới đến tượng Quan Âm quỳ lại 7 ngày 7 đêm như vậy. Hòa thượng không ăn uống luôn quý Phật tử, lại hoài, mệt thì nằm ngủ, giật mình thức dậy tiếp tục lại, không có bao giờ đi vô phòng luôn, ra Quan Âm ở ngoài sân chùa lại suốt 7 ngày. Đến cái ngày thứ 7 cứ bằng nó đuối hết mình rồi, hòa thượng ngã ngang qua rồi ngủ luôn à. Lại gì nổi nữa. Thì trong giấc ngủ hòa thượng thấy Bồ Tát Quan Âm đến cho hòa thượng biết chàng thanh niên này cái tạo cái tội từ quá khứ dữ dằn lắm đó. Nhưng mà ta nói cho hòa thượng nghe, nhờ cái công đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này mà vị thanh niên này dồn nghiệp. Thay vì thanh niên này một kiếp làm ở đợ xong rồi, kiếp thứ hai nó phải chịu mù một kiếp luôn, kiếp thứ ba nó phải bị cùi một kiếp luôn, kiếp thứ tư nó phải chết ở dưới sông, kiếp thứ năm nó bất hiếu, nó phải bị trời đánh. Nhưng mà nhờ đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này cho nên chỉ có một kiếp này thôi, mà nó gom lại 4 kiếp kia nó trả một lần để về Phật. Chỉ một lần thôi để về Phật. Chịu mù có 1 năm, chịu cùi có 6 tháng, rồi chết dưới sông, rồi bị trời đánh khi mà mình đã chết, còn hơn là lúc mình sống mà trời đánh mình. Cho nên nhờ công đức cúng dường đó mà thanh niên vô nghiệp. Quý Phật tử thấy chàng thanh niên đó biết cách để trả nợ của cuộc đời không? Ở đây mình không biết cách để trả nợ của cuộc đời, mình cứ chạy trốn là một, rồi mình trả nửa, rồi mình dây hai, trả có phân nửa cái dây hai hà. Mình đang đi ở ngoài đường tự nhiên rồi cái bà đó bà đi ngang, xe của bà sắn chúng mình đó quý Phật tử à, là mình đang trả nợ. Phải không? Ngày xưa mình làm một chúng sinh nào đó đau đớn thì bây giờ chúng sinh đó tự động đụng mình cho mình đau đớn để trả. A-di-đà bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời thì có gì đâu. Phải không? Bà đụng mình đó, rồi xong xuôi bà còn chửi mình nữa. Món nợ mà ngày xưa làm người ta đau đớn rồi chửi người ta, bây giờ cái món nợ nó đã đến, nó đòi rồi. Nếu mà quý Phật tử A-di-đà vô lượng quang có chất Phật trong đầu, nếu mà nó đụng mình, nó còn chửi mình nữa, A-di-đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời rồi. Bỏ đi là mình không còn nợ nần ân quán nữa. Còn đằng này nó đụng mình, nó còn chửi mình, rồi bắt đầu mình đứng đó mình chửi lại nó. Nợ này mình trả gần xong rồi, cái bắt đầu mình mượn thêm. Cứ mỗi món nợ vừa trả gần xong, cái mình cứ mượn thêm như vậy. Giống như mình đi vô ngân hàng, mình đáo hạn, đóng lời vô ngân hàng vậy đó. Vô ông Trọng đóng xong cái mượn lại, vô ông Trọng đóng xong cái mượn lại. Phải không? Thiếu nợ ngân hàng, đóng tiền lời có 100 ngàn, vô kiếm 100 ngàn, trả vô xong cái mượn lại 300 ngàn đi ra. Mà mượn hoài suốt cuộc đời của mình không bao giờ trả được, rồi làm sao đi về Phật đây? Trong đạo tràng chùa Bửu Quang, ai thích mượn nợ của cuộc đời? Mô Phật, con không có thích mà tự nhiên nó đến với con không à, phải không? Tự nhiên rồi hai đứa ở hai nơi xa lơ xa lắc vậy đó, phải không? Chung một cái chuyến xe đi về nhà, tự nhiên nhìn nhau, ngồi xa la mà băng đa băng đối diện vậy nè, nhìn qua nhìn lại, cười cười nói nói, cái món nợ bắt đầu gặp nhau, phải không? Món nợ của cuộc đời. Đó, chứ đâu phải là tự động mà thương nhau đâu. Đâu có người nào mà tự động thương nhau đâu. Nó có một cái món nợ rồi tự động nó đến nó đòi. Không biết là cô ấy nợ chàng ta hay là chàng ta thiếu nợ cô ấy. Hai người gặp nhau, cuối cùng rồi sau khi đi về nhà chung sống với nhau rồi đó quý Phật tử ơi, anh chàng này vô trong chùa nói: thầy ơi, con khổ quá. Hồi đó con đi chùa con mới gặp bả, mà bây giờ con khổ hết biết luôn. Con đi làm hồ suốt cả ngày mưa nắng vậy đó, ở trần mặc quần cục leo lên xây từng viên gạch, xây từng viên gạch, mồ hôi mồ kê nó đổ tùm lum hết, tới tuần con lãnh lương về đưa cho bả. Con chỉ mong là bả ở nhà bả lo mấy đứa nhỏ thôi, đằng này bả xách tiền con bả chơi tứ sắc không. Khổ không? Ai nợ ai? Đó là món nợ của cuộc đời, phải trả thôi. Phải không? Mà trả chưa xong đi không có được đâu quý Phật tử à, trốn nhà đi không có được đâu. Phải không? Giận vợ vậy đó, bà cứ tối ngày bà cứ đánh bài đánh bạc, bà không lo mấy đứa nhỏ, giận quá bỏ nhà đi.
Mà thầy ơi, nó lạ lùng một cái, ở thì giận bả, mà đi con bữa nhớ bả hết biết luôn, rồi bắt đầu đi về. Nợ trả chưa xong mà trốn làm sao được, phải không? Còn có nhiều đứa gì đó đi vô than phiền, chèn ơi thầy ơi con khổ hết biết luôn, tối ngày ổng cứ nhậu hoài luôn vậy đó, không có đem tiền về nuôi con, nhậu không. Con nói vậy nè, bây giờ anh ở nhà anh lo mấy đứa nhỏ đi, anh đừng có đi nhậu nữa, tôi đi bán tôi kiếm tiền về tôi nuôi cha con ông, phải không? Con đi bán cóc ổi mới ghim cực lắm thầy à, con đội bán dạo mà đi tiền bán lời được nhiêu, nó về nó lục túi nó lấy hết. Bữa nào nó lục mà không có, nó quýnh con sưng con mắt hoài luôn vậy đó, phải không? Đó là nợ của ai? Cho nên vô quan trái bất thành phu phụ, không có cái món nợ ân tình quan gia trái chủ, thì vợ chồng không bao giờ bước chân lên xe qua ký tên vào một bản án tù chung thân đâu, phải không? Đó, thành ra rồi đó, vợ quýnh chồng quýnh bầm con mắt hoài, bạn bè nó nói chồng con của mày nó nhậu nhẹt, nó không có biết thương mày, mày bỏ nó mày đi cho rồi đi. Trả lời một câu sanh dờn với bạn bè, ảnh quýnh tao sưng con mắt vậy đó mà tao bỏ ảnh không được mày ơi. Nợ mà thiếu là phải trả, mà không bao giờ giựt được đâu quý Phật tử. Cho nên chấp nhận món nợ ân tình rồi thì đừng bao giờ chạy trốn, phải không? Không có chạy trốn được đâu. Cho nên cái món nợ của cuộc đời mình cứ dây mượn hoài. Mình dây cái món nợ bằng thân xác, mình dây cái món nợ bằng cái mà đồng tiền, mình dây món nợ bằng tình cảm, mình dây từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ mình dừng lại được đâu. Dừng lại được là chỉ có những người A Di Đà vô lượng quang, có ánh sáng trong đầu biết dừng lại. A Di Đà vô lượng thọ, tâm kiên định không chao đảo để dừng lại. Khi bị người ta đạp lên chân mình đau quá, mình đã sắp sửa, mình đã trả xong món nợ rồi, mà nếu không có A Di Đà vô lượng thọ, quý Phật tử chửi người ta tắt bếp luôn. Cái món nợ này trả chưa xong là mình dây cái món nợ khác rồi, quý Phật tử thấy không? Cho nên cần phải có A Di Đà vô lượng thọ, để khi cái nợ nó đòi mình đủ cái tâm lực của mình, A Di Đà Thế Tôn, hôm nay con đã trả được nợ rồi, là mình bắt đầu mình quay lưng đi trong tâm trạng bình yên của mình, là món nợ đó sẽ không còn nữa. Đằng này mình cứ dây rồi cái mình cứ mượn, dây cứ mượn hoài suốt cuộc đời, rồi làm sao mình trả cái món nợ này đây, phải không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử chùa Bửu Quang đó, khi câu niệm Phật của mình đã có chất Phật bên trong rồi đó, thì quý Phật tử phải làm sao sáng suốt để trả những cái món nợ của cuộc đời. Đừng để cho cái món nợ ân quán của cuộc đời nó đeo mình qua tới bên kia đất Phật. Đừng có để cho nó đeo nữa, phải không? Nợ của cuộc đời nó nhiều lắm quý Phật tử ơi, mình không thể nào mà mình trả hết đâu. Bây giờ mình phải ngồi suy xét lại từ từ trong tâm của mình, để rồi mình bắt đầu mình trả. Mình bắt đầu mình trả từ từ. Tại sao con của mình nó làm cho mình khổ? Tại sao con của mình nó làm mình thức hoài không ngủ được? Tại sao vậy? Mình làm cho chúng sinh khóc hoài, mình làm cho chúng sinh đau thương hoài, thì bây giờ mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Mà cái quả đó nó đến ngay người thân của mình. Cũng giống như hai vợ chồng lột da rắn như vậy đó, mà trả cái món nợ ngay người thân của mình là hai đứa con. Bây giờ mình cũng vậy, mình phải trả cái món nợ của cuộc đời mà ngay người thân của mình đến đòi, phải không? Chỉ có người thân lợi đòi mình mới trả thôi. Sanh nó ra thương nó nhất nhà, mà nó phá của nhất nhà, nó quậy nhất nhà luôn, nó làm khổ nhất nhà luôn, mà thương nó nhất nhà, phải không? Vì cái chỗ thương đó để món nợ mình mới có thể trả được. Nó đến nó lột sạch vàng bạc của mình hết cũng đưa luôn, rồi ngồi khóc, phải không? Bây giờ tôi nói cho bà nghe một câu, giờ bà đưa không? Bà không đưa tôi cũng có chìa khóa tôi mở tủ à. Rồi tới chừng mở tủ ra tiền bạc gì đó mất tiêu hết luôn, ngồi khóc chứ làm gì? Không lẽ đi thưa con của mình, không lẽ báo công an để nhốt đầu con của mình? Cho nên cái món nợ đó phải trả, mà trả trong đau đớn. Nếu quý Phật tử hiểu được rồi đó, thì đây là món nợ của cuộc đời từ quá khứ xa xưa. Mình mượn cái thằng con của mình nè, bây giờ nó đến nó lấy lại. A Di Đà Thế Tôn, hôm nay con trả được cái món nợ này rồi, bắt đầu niệm Phật đi, phải không? Thì từ từ cái món nợ nó hết à quý Phật tử. Bây giờ mà mình cứ tiếc của làm cái gì, của đó không mang theo khi mình về Phật, mình tiếc chi cái chuyện đó? Cho nên đó, mình phải biết
A-di-đà vô lượng thọ, để tâm của mình không chao đảo, tâm của mình không có bị lung lạc, để mình đủ nghị lực trả cái món nợ, đủ sáng suốt để mình nhìn thấy rõ cái thực tướng của nó. Rồi mình được đầy đủ công đức A-di-đà của mình để mình trả cho nó nhẹ nhàng một chút thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ quý Phật tử nè, cái món nợ trước mắt của quý Phật tử chùa Bửu Quang nè là món nợ bệnh đó, phải không? Mình ăn thịt chúng sinh nhiều quá, bây giờ bệnh chuyện đó rất là bình thường. Dây mượn người ta thân xác nhiều thì bệnh. Bởi vì sao vậy? Đáng lẽ mình dây mượn người ta một cái xác chết thì mình đem cái xác của mình phải trả người ta. Nhưng mà cái công đức của kiếp người nó cao hơn công đức của kiếp cá, quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là một con cá tuổi thọ của nó, thí dụ mà một năm, một con cá đó tuổi thọ nó một năm, còn con người mình tuổi thọ quy định là 100 năm. Như vậy đó, cho nên mình ăn một con cá, hai con cá, có nghĩa là mình phải trả cái món nợ 1-2 năm cái tuổi thọ của nó bệnh. Chừng nào mà mình ăn đó ha, mà mình ăn cái tuổi thọ của con cá, mình giết tuổi thọ của con cá mà nó nhiều tới bằng cái tuổi thọ của mình, cái mình chết à. Đi ra ngoài biển quăng lưới, kéo lưới mà đúng cái số lượng của con cá mà mình kéo lên là bằng cái tuổi thọ của mình đó, quý Phật tử ơi, một cơn sóng thần nổi lên là chết hết. Chết không còn một người nào trên chiếc ghe đó luôn. Bằng nào chừng nào cái tuổi thọ của con cá nó chồng vậy đó, nó đếm bằng cái tuổi thọ của mình, tuổi thọ sát nghiệp của mình, nó quất một cái là nguyên tàu đi hết. Nhưng mà khi tuổi thọ nó còn chưa có chết đó, chưa có đủ đó, thì nguyên tàu chết chỉ còn con thằng ôm miếng dán lội vô bờ được thôi, thấy không? Cho nên đó, mình ăn thịt cá chúng sinh nó chưa có đủ để mà mình trả một cái mạng của mình, thì bây giờ mình đang dây mượn nó những cái thân mạng, mượn nợ ít đó là bệnh thôi quý Phật tử à. Thì bây giờ mượn ít rồi thì A Di Đà vô lượng công đức để trả từ từ đi, đừng có lo chạy thầy chạy thuốc rồi người ta bàn tầm bậy tầm bạ, người ta nói dông dựa cô đó, cửu quyền quở cô đó, tổ cô lãnh cô gì đó cứ vậy không à, mà không biết cô đó tên gì mà cứ tổ cô lãnh cô không, cửu quyền nào mà quở con cháu, cửu quyền thất tổ, nam thất nữ cửu. Tức là bên đàn ông là thất, bên đàn bà là cửu. Cho nên cửu quyền là tất cả dòng họ quá cố bên ngoại. Còn thất tổ là những người quá cố bên nội. Cho nên cửu quyền thất tổ là ông bà nội ngoại hai bên. Cửu quyền nào mà quở con cháu, ông bà nào mà ghét con cháu đến mức độ mà quở cho nó tan nhà bại sản đâu, phải không? Đổ thừa tầm bậy tầm bạ nghe lời mấy ông thầy đó rồi về cứ trách cứ cửu quyền của mình, về rồi giận hờn cửu quyền của mình, nó sai lầm dữ lắm đó quý Phật tử. Mình phải có A-di-đà vô lượng quang, cái chất sáng suốt trong tâm của mình. Đừng có nghe lời người ta rồi nói cái chuyện không ra đâu hết. Đừng có đem kinh pháp qua về nhà tụng đổ nghiệp. Lời của Phật dạy đem về nhà là bình an, chứ đem về nhà đổ nghiệp cái gì. Cho nên chúng ta không nên hiểu một cách mà nó mơ hồ, không nên hiểu mà một cách thiếu suy xét, không nên có một cái niềm tin mà tối tâm. Niềm tin tối tâm là mê tín đó. Niềm tin mà không có sáng suốt, không có cụ thể gì hết. Kinh pháp qua Đức Phật dạy mình là cái hành trang giúp cho mình bớt phiền não, dứt trừ đau khổ. Đem về nhà tụng mà tự nhiên cái nói rằng là đem về nhà tụng đổ nghiệp. Cái này chỉ tụng ở chùa thôi. Phải không? Cuốn sách vật lý, đi vô trong lớp, vô trong trường, ông thầy giáo dạy xong rồi, học vật lý đàng hoàng. Thằng nhỏ đem cuốn sách về nhà, cái nó mày đem cuốn vật lý này về nhà đọc coi chừng đổ nghiệp à. Cuốn vật lý này vô trong lớp mới học được, có ai nghĩ vậy không? Phải không? Cuốn sách học ở lớp đem về nhà vẫn đọc được, mắc mớ gì đâu mà đổ nghiệp.
Quyển Kinh Pháp Hoa cũng vậy, là vô lượng công đức trong đó. Quyển Kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ đi về Tây Phương. Quyển Địa Tạng là một địa chỉ thứ hai, một loại khác đưa mình về Tây Phương. Vô Lượng Thọ là một địa chỉ đưa mình về Tây Phương. Cũng giống như từ thành phố Hồ Chí Minh của mình đi Hà Nội vậy đó. Kinh Pháp Hoa là cái địa chỉ cho mình đi về Tây Phương, mà đi bằng xe đò, xe Phương Trang, xe Mai Linh, phải không? Còn Vô Lượng Thọ là một địa chỉ cho mình đi về Phật, mà đi bằng tàu hỏa, phải không? Còn Kinh A-di-đà đó là một địa chỉ nữa, nhưng mà đi xe riêng của mình, bốn chỗ ở nhà mình có mình đi đó. Còn Kinh Hoa Nghiêm là một địa chỉ về Phật A-di-đà mà đi bằng máy bay, phải không? Cho nên sở dĩ mà các thầy không cho quý Phật tử mà tụng Hoa Nghiêm, bởi vì sao vậy? Không có tiền mua vé máy bay đâu mà đi, phải không? Lên máy bay chóng mặt khó chịu lắm, cho nên đòi hỏi cái người đó đầy đủ công đức thì mới có thể tụng Hoa Nghiêm thấy Phật A-di-đà. Còn không đủ công đức tụng Hoa Nghiêm không thấy. Nội con cái tụng Pháp Hoa mà còn chưa thấy Phật A-di-đà đây thì làm sao mà nói tới Hoa Nghiêm, phải không? Cho nên tất cả những cái kinh Đức Phật dạy đều là địa chỉ để dạy cho chúng ta, để chỉ đường cho chúng ta đi về Phật. Trong kinh mà Hiện Bảo Tháp, kinh Pháp Hoa đó, ở trong cái tháp Đa Bảo có Phật Đa Bảo ngồi trong đó, mà cái tháp bị khóa cửa lại hoài. Phật Thích Ca mới nói với Phật Đa Bảo ở trong cái tháp đó là tất cả chúng sinh ngồi ở đây muốn thấy cái toàn thân của Đa Bảo Như Lai. Thì ở trong cái tháp nó vang ra cái âm thanh nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng tất cả những chúng sinh muốn thấy toàn thân của Đa Bảo Như Lai thì mười phương hóa thân của Thích Ca gom về làm một. Đó, thì khi mười phương của Phật Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, tự nhiên cái ổ khóa nó tự nhiên nó vang ra tiếng động lớn như là mở cửa thành lớn vậy đó. Cửa tháp mở ra, chúng sinh thấy toàn thân của Phật Đa Bảo. Và lúc bấy giờ Phật Đa Bảo mời Thích Ca lên tháp để ngồi, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa thì tháp Đa Bảo là gì? Là thân của quý Phật tử, đó là tháp. Đa Bảo là gì? Là A-di-đà, câu vô lượng thọ trong tâm của mình đó. Đa là nhiều, là vô lượng. Bảo là gì? Là trí tuệ. Bảo là gì? Là niềm tin. Bảo là gì? Là công đức. Cho nên Đa Bảo là A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là toàn thân của Phật Đa Bảo ở trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cái tháp là thân của mình, nhưng mà mình cứ khóa cái cửa thân của mình hoài, không có rộng mở tâm hồn, cho nên Phật bị nhốt ở trong đó hoài luôn, phải không? Cho nên muốn thấy được toàn thân của Phật Đa Bảo thì mười phương chúng sinh gom về làm một, có nghĩa là hãy yêu thương tất cả với nhau, tất cả chúng ta đều là một. Đạo tràng Bửu Quang, đạo tràng Pháp Thủy, đạo tràng Giác Huệ, đạo tràng Ấn Quang, tất cả các đạo tràng đều là một, hãy gom về làm một đi. Thì lúc bấy giờ tâm của mình tự nhiên rộng mở, thân của mình tự nhiên thanh tịnh, tất cả các ổ khóa cố chấp từ ngàn xưa tự nhiên nó xúc ra hết, mở rộng cánh cửa tâm hồn. Lúc bấy giờ Phật A-di-đà toàn thân đang ngồi trong ta. Lúc bấy giờ trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Quý Phật tử thấy đó chính là cái con đường, cái địa chỉ trong Kinh Pháp Hoa dạy mình đi về Phật. Cái địa chỉ là muốn gặp Phật A-di-đà, hãy yêu thương nhau. Đó là một địa chỉ, phải không quý Phật tử? Yêu thương và kết nối với nhau. Cho nên Kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ để hướng dẫn chúng ta đi về Phật. Vậy đó mà không hiểu, phải không? Là một cái mà Pháp bảo để cho chúng ta trả nợ cuộc đời. Vậy đó mà đem về nhà trì kinh để mà có công đức để trả món nợ của cuộc đời, mà nói về đó thì đổ nghiệp. Kỳ cục không? Không lẽ đem Kinh Pháp Hoa về rồi cái mắc nợ thêm? Mình phải hiểu làm sao cho nó rõ ràng cụ thể. Trong tâm của mình phải có sự sáng suốt của vô lượng quang mới được. Đằng này không có sáng suốt miếng nào hết, cứ đổ thừa. Niệm Phật ở cư sĩ tại gia niệm Phật được rồi, đừng có trì kinh. Trì kinh là nhất là Kinh Pháp Hoa đó, kinh đó là kinh đại thừa đó, ở trong chùa mới đọc được, phải không? Ở nhà mà đọc là đổ nghiệp đó. Và tự nhiên nói chú hai, chú tụng Kinh Pháp Hoa hả chú? Chú có ăn chay không? Nó dạ ăn chay kỳ. Chèn ơi, ăn chay kỳ tụng Pháp Hoa không có được đâu nghe, tội chết đó. Ăn chay kỳ, ăn chay trường gì mà tụng Pháp Hoa không được, phải không?
đọc Pháp Hoa, có đôi khi nhờ đọc Pháp Hoa mà người ta từ không biết ăn chay mà người ta đọc riết người ta ăn chay luôn đó. Cái kinh Pháp Hoa là cái phương pháp để dạy con người làm lành lánh dữ, mà người ta đang sắp sửa tới tiến tới con đường làm lành rồi, người ta đang lánh dữ là ta ăn chay kỳ đó quý Phật tử. Lánh dữ là ăn chay kỳ, mà tiến tới con đường làm lành nữa sẽ ăn chay trường thôi. Người ta tụng Pháp Hoa vậy tự nhiên lên rồi phán một câu làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lui bồ đề tâm, thấy không? Cho nên quý Phật tử nhớ một điều cho chân chính, cho dù chúng ta chưa có điều kiện ăn chay trường, quý Phật tử vẫn có thể đọc tụng lời dạy của Thế Tôn. Đó chính là những lời dạy mà giúp cho chúng ta cảnh tỉnh, giúp cho chúng ta giác ngộ được. Đừng bao giờ có những cái tư tưởng gọi là mờ mịt, phải không? Đem về nhà tụng kinh tội, đổ nghiệp, hay là ăn chay kỳ, tụng kinh tội, hay là đổ nghiệp, sai rồi. Tụng kinh Phật tức là thấy được con đường về Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa là địa chỉ để thấy Phật. Kinh Địa Tạng là địa chỉ để thấy Phật. Địa là dày chắc, là thọ đó. Tạng là chứa đủ, là vô lượng đó. Cho nên kinh Địa Tạng là A-di-đà vô lượng thọ. Đa bửu là A-di-đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Cho nên cái con đường nào cũng về Phật, quyển kinh nào cũng chỉ cho chúng ta đi về Phật hết, để cho chúng ta có vô lượng công đức. Cô này tìm tiền, tìm cái đồng tiền công đức bằng Pháp Hoa. Cô này tìm tiền công đức bằng kinh Địa Tạng. Cô này tìm tiền công đức bằng vô lượng thọ. Cô này tìm tiền công đức bằng Nam Mô A-di-đà Phật. Chỗ nào cũng có tiền công đức hết. Cho nên quý Phật tử thấy cái tâm của mình thích cái nào thì cứ kiếm tiền cái đó. Mình là thợ may thì kiếm tiền theo thợ may. Bà kia buôn bán thì kiếm tiền theo buôn bán. Đừng có nói rằng là đi bán đi chị có tiền nhiều hơn may, mà bán không phải là cái gian của mình. Còn nghe lời người ta bỏ thợ may đi buôn bán lỗ, bán tháo, mùm lum hết. Phải không? Cái mà tâm của mình là kinh A-di-đà vô lượng thọ. Ví dụ vậy đi, đọc kinh vô lượng thọ mới được. Thấy người ta tụng Pháp Hoa, cái chạy theo Pháp Hoa, bỏ A-di-đà vô lượng thọ. Đó, hoặc là cái tâm của mình là đi bằng con đường Địa Tạng, thì cứ tụng kinh Địa Tạng đi. Nghe người ta nói kinh vô lượng thọ linh, bỏ Địa Tạng đi, cái bỏ Địa Tạng qua vô lượng thọ. Đừng có làm như thế. Chúng ta mỗi một người có một cái người ta gọi là cái Phật niệm riêng. Một người đi Phật niệm bằng kiểu này, người đi Phật niệm bằng kiểu kia. Người thích Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người thích Phật niệm A Di Đà Phật, như vậy thôi. Mỗi một người có một Phật niệm riêng, đừng có chê người nào hết, phải không? Mình biết thở mai, mình đừng có chê cái bà này đi buôn bán, đừng có chê như vậy. Mỗi một người nó có một cái người ta gọi là gì, cái thủ thuật riêng, cái bàn tay vàng riêng, phải không? Cho nên đó, cái ông này ổng bắn mũi tên, ổng đứng từ xa, cái mũi tên tuốt đẳng đó, ổng bắn cái là xuyên qua hồng tâm liền. Thì mọi người khen ông này, công nhận ổng bắn mũi tên siêu thiệt. Ổng bắn cái 10 mũi đều vô trong cái lỗ thiệt là nhỏ đằng đẳng. Ta khen anh bán dầu, anh đi lợi, anh nói chèn ơi, ông đó cũng không có cái gì đâu mà giỏi. Đó, anh lấy cái đồng xu đó, anh mới để lên trên cái chai dầu. Cái đồng xu nó có cái lỗ chính giữa đó quý Phật tử. Anh gót dầu từ ở trên đó mà anh xuyên qua cái lỗ dầu, không có lem ra ngoài đồng xu luôn. Đó, thành ra rồi đó, cái quan trọng là cái quen của mình, cái duyên của mình. Cái duyên của anh bắn dầu, anh châm dầu xuyên qua cái lỗ đồng xu, nó hay, nó chính xác. Cũng giống như cái anh bắn mũi tên này, anh cũng quen cái duyên của anh bắn vô cái hồng tâm. Cho nên mình đừng có chê cái anh bắn dầu mà mình khen anh bắn mũi tên, hay là mình chê người cha bắn mũi tên mình khen cái anh bắn dầu, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta, mình có cái duyên nào để trả nợ thì sử dụng cái duyên đó. Đừng có bắt chước người ta bỏ cái nghề của mình, phải không? Mình quen tay bằng cái nghề niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình quen cái nghề đó rồi thì giữ y nguyên đi quý Phật tử. Còn người ta quen cái nghề của người ta là chỉ 4 chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì người ta tu A Di Đà. Còn mình quen 6 chữ thì cứ niệm 6 chữ A Di Đà. Người ta thích tụng Pháp Hoa thì hãy để cho người ta tụng. Còn mình thích tụng vô lượng thọ thì mình cứ tụng kinh vô lượng thọ. Đừng có lấy kinh này để phỉ báng kinh kia, phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử. Đừng có nói Di Đà này tốt hơn, vô lượng thọ này linh hơn Pháp Hoa, hay là đừng có chê nói Pháp Hoa này linh hơn là kinh Địa Tạng. Đừng có nói là 4 chữ này là linh hơn 6 chữ, mà cũng đừng có nói 6 chữ này hay hơn 4 chữ. Đừng có nói như vậy là mình phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử.
phải không? Cho nên cái nhiệm vụ của đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta tu là để thanh toán món nợ của cuộc đời, nhớ cái điều đó. Thứ hai là câu A Di Đà phải có chất Phật, có chất Phật mới có đủ công đức để trả món nợ của cuộc đời. Hồi nãy tới bây giờ thầy đã chỉ cho quý Phật tử món nợ của cuộc đời mà mình đã vay, cái cách của mình để cho mình trả. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta mãi mãi phải làm sao trong trái tim của mình phải có vô lượng công đức, để từ đó vô lượng công đức này có thể rằng là tất cả chúng ta thanh toán những cái món nợ của cuộc đời. Thanh toán món nợ của cuộc đời rồi A Di Đà vô lượng công đức này nó mới là cái hành trang, là cái chiếc vé để chúng ta sẵn sàng bước chân lên chiếc xe Phật, để rồi chúng ta đi về Phật một cách thanh thản nhẹ nhàng. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang sẽ có một ngày nào đó Phật tử chùa Bửu Quang sẽ lên nói rằng: Thưa Ni Sư, ngày mai này con sẽ về Phật. Rồi ngày mai các cụ sai cháu của mình mua lá táo về nấu một nồi nước sôi. Các cụ vô trong nhà tắm, các cụ tắm một cách tự nhiên, các cụ tự xoa hương vào thân thể của mình. Rồi các cụ bước chân lên giường nằm, nói với cháu ngoại: con hãy lấy chiếc áo tràng mà ngoại đã từng đi đến đạo tràng Bửu Quang đó mặc vào cho ngoại. Rồi nằm trên giường mỉm cười rồi ra đi bằng cái hình ảnh đẹp tuyệt vời là nắm tay Phật. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta sẽ được như vậy, sẽ mãi mãi nắm tay Phật mà đi, đừng bao giờ buông tay của Phật nữa. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Có một Phật tử hỏi thế, hỏi thầy là còn thắc mắc một vài điều trong Bát Quan Trai Giới. A Di Đà Phật, khi thọ giới rồi ở tại chùa qua một đêm, sáng hôm sau xả giới rồi mới về nhà. Thọ giới rồi đi về nhà, sáng hôm sau tự xả giới, phải không? Cái nào mà nó được, phải không? Cái nào tốt hơn? Ý Phật tử muốn hỏi vậy. Câu hỏi thứ ba là thọ giới, trong đó có giới thứ 8 là ăn phi thời. Nhưng mà có một số Phật tử chỉ thọ có 7 giới thôi, còn lại cái giới, còn lại một giới là ăn phi thời không giữ, phải không? Xin con xin thầy giải đáp chỗ này rõ ràng cho tất cả Phật tử chúng con biết. Vậy công đức đó được bao nhiêu? Hãy nói cho quý Phật tử nghe nè, Bát Quan Trai Giới, Đức Thế Tôn đó chỉ cho chúng ta 8 cánh cửa để đi vào Phật. Kỳ thực có một cánh thôi, hiểu không quý Phật tử? Có một cánh cửa thôi, chứ đâu phải là 8 cánh đâu. Nhưng mà 8 hướng đi vào một cánh cửa đó. Đạo tràng của chúng ta thọ Bát Quan Trai là chúng ta mượn nợ của cuộc đời bằng 8 cánh cửa. Cho nên mình phải từ bỏ 8 cánh cửa đó mà mình đi vào trong Phật môn, là cánh cửa của Phật. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh, phải không? Dây mượn nợ của cuộc đời không? Không trộm cắp, dây mượn nợ của cuộc đời không? Không tà dâm, dây mượn nợ cuộc đời không? Không nói dối, không uống rượu, dây mượn của cuộc đời. Không đàn ca hát sướng, không đeo vòng vàng, không xoa ướp hương thơm vào mình, không có ăn phi thời. Đây là tất cả những cái món nợ của cuộc đời mà mình dây hết. Đó là con nợ nó đến nó đòi mình từ quá khứ. Quá khứ của kiếp này, quá khứ của vô lượng kiếp về trước nữa. Một cái con người mà ngày xưa chưa biết đạo, mình đã lấy 5-7 con gà, con vịt rồi mình cột chân nó, hoặc là mình xách một chùm tất cả những con gà nước nè, rồi con còng cọc nè, con chim này kia, mình cột một chùm, mình treo toàn ten lủng lẳng, khớp chân của nó đau lắm quý Phật tử à. Chúng ta đã vay mượn nó không phải ở kiếp này không, mà vô lượng kiếp về trước. Mình làm cho xương thịt, mình làm cho chân cẳng của chúng sinh nó đau. Nó đau nhiều lắm quý Phật tử. Phải không? Rồi mình bị nhức đầu là do mình nói nặng người khác một câu là mình dây mượn rồi đó. Người ta suy nghĩ, người ta buồn, người ta đau đầu. Tức là mình đã dây mượn sự đau đớn đó rồi. Ở đây là thầy chưa có nói tới lấy cái khúc cây mà đập một cái bóp đâu. Phải không? Đi mua con cá lóc về là bắt đầu chở cán dao lại liền, gõ một cái bụp, con cá nó dãy dãy liền. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn của cuộc đời,
vay mượn của vô lượng chúng sinh nhiều lắm. Cho nên bây giờ đó, Phật tử nào chúng ta cũng bị nhức tay, nhức chân, nhức mình, nhức mẩy hết đó quý Phật tử à. Phải không? Bị nhức đầu là thường xuyên luôn. Đó. Thành ra rồi mình mượn nợ của cuộc đời, đến khi đó người ta đòi mình là cái đầu mình nó nhức quá mà không chịu dùng A-di-đà vô lượng công đức để mà thanh toán món nợ của cuộc đời. Phải không? Nhức đầu quá không biết làm sao bây giờ đây, người ta chỉ là chân ốc heo ăn cái nó hết nhức đầu. Thiếu nợ chưa trả bắt đầu mượn nợ thêm. Thấy chưa? Người ta kêu chân ốc heo cái là bắt đầu bỏ vô cái trái bí rợ, mà trái nhỏ nhỏ vậy nè, gọt vỏ xong khoét cái lỗ móc ra, bỏ ốc heo vô chân ăn hết nhức đầu, nghe lời. Về chân ăn cả mấy cái ốc heo rồi mà đầu không hết nhức. Mình thiếu nợ người ta lợi, người ta đòi, người ta làm cho đầu mình nhức. Tại vì ngày xưa mình làm cho chúng sinh bị nhức đầu, mình dây, bây giờ mình trả. Quý Phật tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, để cho nó hết nhức đầu. Phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cuộc đời của thầy nè, cách đây khoảng chừng 4 năm, bác sĩ đi khám cái đầu của thầy, bác sĩ nói là thầy đã bị suy não, không thể đi giảng được nữa, nó nhức dữ dằn luôn. Thầy ngồi thầy nhìn là biết rồi, hồi kiếp trước chắc cũng dữ dằn lắm chứ không chơi đâu, phải không? Không đạp vô đầu người ta cũng nói trên đầu, trên cổ người ta nè, chứ không gì đâu. Bây giờ cho nên nó nhức nguyên một đêm không thể nào ngủ được hết, ngồi dựa vào trong vách tường không. Đi khám bác sĩ nói bị suy não, mà nếu tiếp tục mà đi giảng hoài đó thì nó đưa đến cái tình trạng khô não. Rồi thầy hỏi bác sĩ là suy não là sao bác sĩ? Bác sĩ nói suy não thì không có gì to tát lắm đâu thầy à. Mình đi ngang cái chùa của mình không có quẹo vô đi luôn không à. Không có nhớ ai hết trơn, không có nhớ chùa, nhớ chiền, không có nhớ đường đi, nước bước gì nữa hết đó. Rồi cuối cùng rồi bắt đầu đi trị bệnh. Đi lên bệnh viện này, bệnh viện kia, nó cũng nhức y như cũ. Cuối cùng sao thầy gặp được một cái ông thầy đó, ông thầy thuốc thôi chứ không phải là xuất gia. Thì ổng mới mời lại ngay cái chỗ, cái thất riêng của ổng. Ổng hốt thuốc nam cho uống. Ở trong đó ổng cho uống có hai vị thôi, mà trong đó có một cái cây mà ở đó gọi là cái cây, cái gì thầy quên tên rồi, mà ở miền Nam mình gọi là cây mắc cỡ ta. Không biết là ở đó nó tên, cái tên của vùng đó nó hai vị thôi. Với cây đinh lăng, cái đọt đinh lăng, hai cái đó rồi cái bắt đầu sắc cho thầy uống. Nhưng mà với điều kiện đó là mỗi một ngày phải lại 200 lại. Có nghĩa là gục lên gì nè, đứng lên gục xuống đặng cho máu nó lưu thông trên đầu. Lúc bây giờ thầy mới thấy nó như vậy, uống thuốc bắt đầu sám hối. Thấy nó lại không uổng quá, bây giờ sám hối thôi. Một ngày lại 1000 lại. Sáng 4 giờ lại 200, 9 giờ sáng lại 200, 2 giờ trưa lại 200, 6 giờ chiều lại 200, 9 giờ tối trước khi đi ngủ lại 200. Mỗi một ngày lại 1000 lại. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sẵn dịp đó mình sám hối luôn. Quý Phật tử có biết không, khi mà thầy lại đến 150000 lại, đầu tự nhiên hết nhất. Thấy không? Tự nhiên nó hết nhức đầu rồi, bây giờ cái bác sĩ coi lại cái não không còn là suy não nữa. Phải không? Chứ nếu mà nó suy não làm sao ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử. Cho nên đó không phải rằng là nó màu nhiệm hay nó linh thiêng gì cả, mà đây là một sự thật. Mình thiếu nợ người ta đòi, bây giờ phải trả thôi. Mà muốn trả tiền của mình không trả được. Mình có tiền đâu có trả được. Thầy ví dụ như thế này, mình thiếu nợ một cái người ngoại quốc, mình lấy tiền Việt Nam mình trả người ta đâu có lấy. Mình thiếu nợ người Mỹ, người Đức, người Anh, người Úc, người gì bất cứ, mình thiếu nợ người ta lấy vàng ra trả người ta nhận hết. Đúng không? Cho nên mình thiếu nợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mình thiếu nợ cõi trời, mình thiếu nợ cõi Phật, mình chỉ dùng A Di Đà vô lượng công đức là trả được hết. Tại vì A Di Đà vô lượng công đức nó cũng giống như vàng vậy đó, nước nào xài cũng được, cõi nào xài cũng được cả.
Cho nên quý Phật tử thấy khi mà cha mẹ mình mà hoặc là người thân của mình qua bên kia cửa tử rồi, tại sao phải niệm A Di Đà vô lượng công đức? Trong cái giấy tiền giảng sanh quý Phật tử thấy không, có cái đề cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó. Không phải rằng là mình phải viết cái miếng giấy có câu A Di Đà qua bên kia người thân của mình mới xài được, mà tại vì đó các vị tổ sư của mình thấy người thân của mình không ai mà tha thiết với câu A Di Đà để gửi qua bên kia cho thân nhân của mình hết. Phải không? Đâu có đứa con nào mà nó ngồi nó niệm A Di Đà 49 ngày để mà nó gửi công đức về cho cha mẹ nó bên kia cửa tử đâu. Cũng đâu có người thân nào ngồi bên đây mà niệm Phật A Di Đà suốt 49 ngày để đem cái công đức này hồi hướng cho thân nhân của mình ở phía bên kia cõi vô hình. Phải không? Cho nên các vị tổ thấy vậy, biết cái tâm của chúng sinh nó không đủ trình độ niệm Phật gửi, cho nên bắt đầu mới tạo ra tiền vãng sanh để cho quý Phật tử vừa đốt miếng giấy đó để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên người nào mà niệm suốt 49 ngày A Di Đà thì thân nhân của mình nhận vô lượng công đức ở bên đó. Còn ở đây tới tuần thất mà mình đốt có mấy miếng tiền giảng sanh cũng giống như là mình gửi tiền lẻ qua cho ông bà mình bên đó vậy đó. Không có đủ để xài đâu quý Phật tử à. Cái cõi đó đâu có xài tiền mà chỉ xài vàng, cũng giống như là mình ở đây mình xài A Di Đà vô lượng công đức vậy đó. Đổi được hết, công đức đi đến đâu cũng đều xài được, cũng giống như rằng là vàng đi đến nước nào xài cũng được hết. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta phải làm sao hiểu được cái món nợ của cuộc đời để rồi chúng ta mới thanh toán, chúng ta mới trả được cho nó. Chứ còn cái này đó mà mình chưa có trả là mình vay liền rồi, phải không? Ở đây ai bị bệnh mà dám lại Phật đâu, lại Phật cho nó hết bệnh. Có như vậy đó mình mới có thể đủ cái tinh thần và đủ sức mạnh của mình về Phật. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, mới vừa rồi đây một Phật tử pháp danh là Diệu Liên ở Vĩnh Long á, cách đây cũng khoảng chừng năm nay cô được 72 tuổi rồi, năm 64 tuổi, bác sĩ nói rằng là thôi chở cô đi về đi, rồi cô thèm cái gì cho cô ăn, bởi vì cô bị ung thư đại tràng, cái nguyên một cái khối ruột già ở trong bụng nó bị ung thư rồi, xuất huyết đại tràng hoài luôn. 64 tuổi ốm nhôm ốm nhách, con cháu đưa về nhà luôn cho cái bà nằm ở đó, chứ bà ăn cũng chẳng được luôn. Thì bạn đạo như quý Phật tử vậy nè mới đi đến mới nói thôi bác sĩ nói vậy thôi chị cũng vui vẻ đi, cuộc đời ai cũng có một lần đi, rồi chúng tôi cũng đi như chị thôi, phải không? Cho nên thôi đừng có buồn nữa, mà bây giờ đó trước khi đi về Phật nhớ đem quà cho Phật A Di Đà. Thì bạn đạo nói vậy đó. Thì cô đang buồn mà bác sĩ chê rồi là buồn trong bụng lắm, sợ chết lắm luôn. Nhưng mà nghe bạn đạo nói thôi ai cũng đi, chúng tôi đi cũng như chị đi thôi, mà thôi mình đi về Phật mình phải có món quà để mà cúng dường cho Phật A Di Đà. Thì cô Diệu Liên mới hỏi bạn đạo mình món quà gì. Thì bạn đạo mới nói thôi bây giờ chị niệm Phật đi, chỉ có vô lượng công đức mới cúng dường lên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà mới cúng dường nó thanh tịnh được, chứ còn cúng dường tầm bậy tầm bạ tội thêm nữa. Thôi chị niệm Phật đi nghe. Thì cô Diệu Liên này nghĩ rằng là thôi mình cũng đi chứ không có thể nào sống được hết, nó ra máu tối ngày mà ăn không được nữa. Cô Diệu Liên niệm Phật không, niệm Phật suốt như vậy đó. Thì lúc đầu niệm được một tuần lễ, cô Diệu Liên thấy rằng là cái bụng nó đau nhưng mà ít hơn. Niệm được tới 3 tháng thì một đêm đau, một đêm không đau. Tới 6 tháng cô Diệu Liên cảm thấy mình ngủ được. Tới 6 tháng ngủ mà nó không còn đau và cái xuất huyết nó không còn nữa. Cô Diệu Liên bắt đầu sao tự nhiên cái bụng của mình nó thèm. Mới kêu con cháu đút cho một miếng sữa. Thì uống vô không có bị hề hấn gì hồi xưa. Uống vô một cái là nó đau chịu không thấu luôn đó. Uống được. Thì sau đó cô Diệu Liên ngủ được. Và ngồi, chống tay tự ngồi dậy được. Con cháu mừng quá, sáu mừng luôn. Đó thì quý Phật tử biết, khi mà chở cô Diệu Liên đi lại bác sĩ để mà khám siêu âm một lần nữa, thì khối u đại tràng ngày xưa nó bích cái ống đường ruột luôn. Bây giờ nó teo lại còn có chút xíu vậy. Thì quý Phật tử thấy mình bệnh có nghĩa là gì? Con nợ đang đòi mình đó. Mà cái dở nhất của mình là sợ hãi, đau khổ rồi đi tìm cái này cái kia để trị. Mà đi tìm có nghĩa là nợ cũ chưa thanh toán xong, mượn thêm nợ mới. Thấy không?
Đau tim là gì? Đau tim có nghĩa là ngày xưa mình làm cho vô lượng chúng sinh đau khổ, nhốt người ta lại, rộng người ta trong thao, nhốt người ta trong chuồng, cột người ta ở trong cây cột. Chúng sinh sợ quá, chúng sinh lo quá, cho nên chính cái nghiệp làm chúng sinh lo âu sợ hãi mà bây giờ mình trả cái món nợ của cuộc đời. Mình bị đau tim, giật mình một cái là sợ, giật mình một cái là sợ. Bây giờ nó đòi rồi, thì quý Phật tử ơi, cứ hãy niệm Phật A Di Đà vô lượng công đức để mà mình thanh toán cái món nợ mình đã vay. Đằng này không chịu trả, mua trái tim heo đó mà chưng với con rùa vàng đó nghe, dây tơ hồng nữa là hết đau tim, phải không? Cái nợ cũ chưa có trả là bắt đầu dây thêm nợ mới nữa thì làm sao đây? Suốt cuộc đời của chúng ta cứ mang nợ cõi ta bà thì làm sao đi về Phật đây, phải không? Mình mang nợ hoài thôi. Ở trong đây ai nhức chân đau quá trời, cái khớp này đau quá, không có cái gì để hết mà không biết lại Phật, không biết niệm Phật để mà cho nó hết, phải không? Cái nghiệp của mình đến thì chỉ có cái đức của mình nó mới có thể tiêu thôi. Thuốc men cái gì, nếu mà cái nghiệp của mình nó nhiều rồi, cái đức của mình không có, bây giờ thuốc của ông thầy thuốc hoặc là thuốc của ông bác sĩ nổi tiếng cũng không thể nào mà chạy chữa hết đó. Có nhiều người rất là giàu, tiền rất là nhiều, còn cái nó nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà có sống được đâu. Quan trọng là cái đức của mình, A-di-đà vô lượng công đức, chứ không phải tiền đâu quý Phật tử. Nợ nó đòi là trả đi. Người càng giàu đó càng giật nợ nhiều, phải không? Cho nên mình thiếu người ta, cha mẹ mình bị đau như vậy đó mà không lo niệm Phật để mà trả, cha mẹ mình đang bị tim như vậy đó mà cứ đi mượn nợ chúng sinh. Mỗi một ngày là một con rùa vàng, mà uống 7 ngày là 7 con rùa vàng, uống 1 tháng là 30 con rùa vàng, chịu sao thấu đây, phải không? Mình muốn bình an mà mình gieo sự bất an cho chúng sinh khác hoài thì làm sao bình an được? Cho nên đó quý Phật tử thấy, người càng giàu thì chúng ta càng dây nợ nhiều chừng nấy. Kiếp này đó mà cũng chết chứ không có sống nổi với cái bệnh đau tim đâu, phải không? Thiếu nợ không trả thì vẫn là chết trong cái bệnh đau tim thôi, nhưng mà kiếp sau trả lại 20 mấy con rùa vàng, phải không? Rồi 20 mấy trái tim heo nữa, chàng ơi. Rồi tiếp tục kiếp sau đó, kiếp này đau tim mà nhà giàu, kiếp sau đau tim nữa mà nhà vừa vừa khá giả thôi, rồi tới kiếp sau nữa cũng đau tim nữa mà nhà nghèo thiệt là nghèo. Kiếp sau mới sanh ra bác sĩ nói bé này nó bị tim bẩm sinh. Nó cứ liên tục như vậy, rồi kiếp này càng xuống càng xuống càng xuống hoài luôn đó quý Phật tử. Mình phải trả cái món nợ của cuộc đời, đừng có mượn, đừng có giật mà cũng đừng vay thêm nữa. Nhớ A Di Đà vô lượng công đức của chúng ta để chúng ta trả nợ. Cô Diệu Liên niệm Phật không, cái món nợ mà cô trả là món nợ ruột, phải không? Ở trong đây quý Phật tử nào mà có từng ăn ruột không? Ăn ruột của chúng sinh không? Có nhiều người ăn ruột của chúng sinh thì bị bệnh ruột thôi, phải không? Ăn ruột non, ăn ruột già, ăn toàn là bộ đồ lòng của chúng sinh không, thì bây giờ bộ đồ lòng của mình nó hư. Mình mượn thì bây giờ mình trả, mình muốn trả thì phải A-di-đà vô lượng công đức mới trả nổi quý Phật tử à. Còn đằng này đã bị đau ruột rồi mà cứ giết hại chúng sinh. À, ông thầy thuốc chân chính đó thì kêu về đó cho bà ăn đồ ngon đồ bổ đi. Còn ông thầy mà không có chân chính đó, chàng ơi, bị tổ cô quở rồi đó, vô mần gà đi, giái heo cúng đi, bị tổ cô hành đó, hoặc là bị dông dựa đó, nói tầm bậy tầm bạ không? Thiếu nợ chúng sinh ngày xưa, bây giờ cứ là giết gà, giết heo để cúng trả lễ gì đó. Mình thiếu nợ mà mình không dùng A Di Đà vô lượng công đức để trả, mà mình cứ là dây mượn thêm thôi. Bây giờ quý Phật tử mượn người ta 500 ngàn đi, hay là mượn người ta 40 triệu đi. Bây giờ thiếu nợ 40 triệu, quý Phật tử đem vàng lại trả cho người ta, người ta đâu có từ chối đâu, phải không? Đâu có cần mình phải trả tiền đâu. Mình đau ruột, mình đâu có cần lấy cái ruột của mình trả cho người ta, mà cứ lấy vàng trả cho người ta là được. Thiếu tiền lấy vàng trả, đâu có ai từ chối đâu, phải không? Mình thiếu người ta sinh mạng, mình thiếu người ta sự đau đớn, mình lấy A Di Đà vô lượng công đức để mà mình trả cái món nợ của cuộc đời. Vậy mà quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn suốt từ khi mở mắt chào đời, trong kiếp này thôi chúng ta đã từng vay mượn rồi. Cái bụng của mình vay mượn, thân xác của mình vay mượn,
Trong những lần trước thầy có kể câu chuyện cho quý Phật tử nghe, đó là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời Phật Quan Âm Vương phát nguyện làm thân cây lúa để cho chúng sinh ăn đó, để cho tất cả chúng ta khi mở mắt chào đời cho đến ngày từ biệt cuộc đời đó, mình ăn hạt lúa để mà trong người của mình có Phật chất, phải không? Phật Thích Ca hóa thân thành hạt lúa, rồi chúng sinh trồng cây lúa, cắt cây lúa, đập hạt lúa thành gạo, nấu hạt gạo thành cơm, để rồi chúng ta ăn hạt cơm đó để mà nuôi lớn thân mạng của mình. Ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn thân của quý Phật tử ở đây mang thân Phật. Từ khi mở mắt chào đời là biết ăn cơm rồi, phải không? Cho đến già cũng biết ăn cơm vậy. Tức là ăn nguyện thân của Phật đó. Mà quý Phật tử kiểm tra coi thân của mình có một chút nào Phật không? Không có, thấy không? Tại vì sao? Mình dây mượn chúng sinh nhiều quá, cho nên nó ép cái thân Phật vào trong tận cùng quên lãng của mình. Mình dây mượn thân thể của chúng sinh, cho nên rồi đó, cái sự dây mượn đó nó ép cái thân Phật, ép cái nguyện Phật vào trong tận cùng sâu thẳm của quên lãng luôn, không nhớ. Mỗi một ngày đó, khi mà mình chưa đến đạo tràng, khi mà mình chưa biết đạo, quý Phật tử chúng ta đã dây mượn của chúng sinh rất nhiều luôn. Dây mượn không? Trong đạo tràng của mình hồi mới sanh ra ăn chay tới lớn không? Có ai vậy không? Đâu có đâu, phải không? Cho nên đó, mình vay mượn thân thể của chúng sinh nhiều lắm. Rồi mình ngồi tự động mình kiểm tra coi, chẳng lẽ cái bao tử dạ dày của mình nó là một nghĩa trang tập thể sao? Nơi đó mà mỗi ngày chúng ta cứ hạ nguyệt, cứ tẩn liệm vào trong bụng của mình vô số tất cả những chúng sinh vô tội. Có thể rằng là vợ chồng con cái ngồi quanh một cái mâm bàn tròn, rồi mảnh ai nấy tẩn liệm, phải không? Có khi rằng là cả gia đình tẩn liệm một chúng sinh, có khi cả gia đình tẩn liệm vô số chúng sinh. Một cái chảo cá kho thôi, cá nhỏ nhỏ, cá cơm, cá linh, cá lòng tông gì đó hết, là thôi gia đình mình tẩn liệm ít nhất một người cũng 3-4 chúng sinh trong cái nghĩa trang tập thể đó, phải không? Rồi có đôi khi nướng nguyên một con cá lóc thiệt là bự, cả gia đình, cả bạn bè, bà con của mình xúm nhau, mỗi người một tay, mỗi người một đũa, thi nhau mà tẩn liệm, biết không? Cho nên mình dây mượn thân thể của chúng sinh rất là nhiều, quý Phật tử à. Cho nên bây giờ thân thể của mình đau đớn, thân thể của mình bị nóng bức. Tại sao chúng sinh đó, có người đó vô trong lửa ngồi chơi để chết? Tại sao vậy? Hồi xưa nướng cá nhiều quá mà, quay heo nè, nướng cá nè, thì bây giờ tự động thôi, cái nghiệp nó đến mà không chịu dùng A-di-đà để trả từ từ, thì một ngày nào đó ngồi trong nhà, nhà tự nhiên Phật cháy thôi à. Đó, tự nhiên Phật cháy rồi chết ở trong đó vậy thôi. Mình trả cái nghiệp, mình không chịu trả bằng vàng thì mình trả bằng thân mạng thôi, quý Phật tử à. Mình có câu A-di-đà vốn của mình có, Phật cho mình đó. Đức Phật Thích Ca cho mình vàng, tức là cho mình vô lượng công đức bằng câu A-di-đà để mình trả, để mình giữ cái thân của mình lại. Mà quý Phật tử không chịu, mình không dùng A-di-đà vô lượng công đức để mình trả cái món nợ của cuộc đời, để rồi mình giật người ta hoài, trốn hoài được không? Ở ngoài đời trốn nợ thì tạm thời có thể được, chứ mà ở trong nhân quả trốn không nổi đâu quý Phật tử ơi, phải không? Cho nên có một ngày nào đó cái tự nhiên tất cả chúng ta gì đó ngồi trong nhà, cái nhà nó cháy lên, rồi tự nhiên cái đi xuống sông vậy đó, rồi cái nằm ở dưới sông chết, chết ở trên bờ nực quá, phải không? Xuống dưới đó chết cho nó mát mát một chút đó, ngộ thiệt đó, chứ không phải chơi. Ở Cần Thơ có một cái chú đó, nhậu vô một cái là qua bên chùa, giọng cửa chùa vậy đó, chửi tùm lum tùm la, rồi chửi mệt cái đi về ngủ. Mà đêm nào nhậu cũng như đêm đó hết đó. Rồi sư ông ở trong chùa Bố Liên, chỗ của thầy ở hồi xưa đó, sư ông nói thôi kệ nó, con ơi đừng có ra nói gì hết đi, bây giờ nó say nó xỉn nó đâu có biết gì đâu, ra nói đây rồi mình vô tình mình làm cho nó mang thêm khẩu nghiệp nữa, thôi nhịn nó đi, kệ nó. Rồi ảnh chữa vậy đó, rồi cái hoài luôn, hết ngày này tới ngày kia, tháng này năm kia hoài. Rồi mới có cái tuổi mới 25 tuổi thôi, nhậu từ năm mười mấy tuổi vậy đó, rồi nhậu tới năm 25 tuổi thì bắt đầu cái sông Cần Thơ ngay bến Ninh Kiều đó, buổi chiều đó tự động rồi ảnh cứ đi từ cái bãi sông, nước nó cạn đó, rồi đi ở trên bãi đi dài dài đi, người ta tưởng là ổng đi tắm. Ổng đi một hồi nước ngập tới cổ, nước ngập tới đầu, nước ngập luôn, rồi đi xuống đi hoài rồi chết luôn ở dưới.
Tới cái nghiệp nó đòi rồi là phải trả thôi, chứ không thể nào mà chạy trốn đi đâu hết. Cũng giống như là ở Phụng Hiệp vậy đó, hai vợ chồng chuyên môn đi mua rắn ở bên của Việt Nam mà nó thu mua rắn đem về lột da hết. Hai vợ chồng làm với đứa con trai 15 tuổi, bắt đứa con gái 12 tuổi xúm nhau, hai vợ chồng hai đứa con lột da rắn rồi cái bắt đầu đem qua miên xuất khẩu, đi mấy chuyến đầu lời hết biết luôn đó. Thành ra về cứ là mua rắn về lột da thôi. Cái bữa đó thằng con trai 15 tuổi nó nói: má ơi, con không lột rắn nữa đâu. Mỗi lần mà con lột rắn rồi tối con ngủ, cái da con nó đau dữ lắm, nó rát mà nó đau từ cần cổ nó đau xuống tới chân, con không có dám lột nữa đâu. Má nó nói: mày làm biếng, mày đặt chuyện không, mày mà không làm ba mày quýnh mày chết đó, phải không? Rồi nó cũng gán nó làm chứ sao giờ, mà nó sợ lắm. Hai đứa đều nói như vậy hết. Cái buổi trưa đó, sau khi buổi sáng hai vợ chồng hai đứa con ngồi lột một đống da rắn rồi, thì hai đứa nhỏ mới lên ngủ trưa. Mà ở dưới quê Phụng Hiệp muỗi lắm quý Phật tử, văng cái mùng vô ngủ trưa chứ còn ngủ ở ngoài muỗi dữ lắm. Ăn cơm xong hai anh em nó lên ngủ, mẹ nó mới châm đèn dầu. Nhà ở dưới quê mà đốt cái đèn dầu thôi, thì khi bà đốt vậy đó thì bà mới đổ dầu, cái dầu lửa đổ xuống đất, cái hột quẹt nó mới phực cái phực lửa lên, thì ngọn lửa nó bay lên vậy thôi. Lửa của dầu mà chứ đâu phải xăng đâu, thì nó bay cái ngọn lửa lên. Bà nhìn thấy cái ngọn lửa đó nó ngoằn ngoèo như con rắn gì đó, mà nó chui vô trong mùng hai đứa nhỏ. Rồi bà nghĩ bình thường thôi, nó đâu có cháy đâu à, nó chui vô mất tiêu. Xong xuôi một hồi tới giờ lột da rắn, bà dở cái mùng lên, quý Phật tử tin không, hai đứa con nó chết queo, nó cháy queo mà nó cong như con rắn gì đó. Bà ngồi bà khóc, mà bà cứ dỗ xuống đất, bà tức, bà nói phải cháy nhà mà con bà chết, bà không tức, mà cái miếng dầu lửa nó phật, mà cái ngọn lửa nó đi lên có chút xíu, nó ngoằn, nó chui vô trong mùng giống như là bình thường thôi. Vậy mà cái mùng không cháy mà hai đứa con chết cháy ở trong, bà tức quá trời. Đó, thì bà mới nhớ lại hai đứa con của bà, nó nói con không dám lột da rắn nữa đâu má ơi, nó đau cái da con dữ lắm luôn. Mà cuối cùng rồi quý Phật tử thấy rằng là cái món nợ trả bằng hai đứa con trước rồi đó. Hai vợ chồng mà không dừng lại, mà không quy y Tam Bảo là tới hai vợ chồng trả luôn cái món nợ đó đó. Thấy không? Tại vì sao mà hai đứa con nó trả trước? Là tại vì làm tất cả bao nhiêu tiền là lo cho hai đứa đó thôi. Bao nhiêu tiền mà lột da rắn này là lo cho hai đứa nó ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi học, đi hành. Chứ hai vợ chồng thì không có xài bao nhiêu hết. Nó thành ra rồi trả trước cho hai đứa con. Cho nên hai vợ chồng tự nhiên nhớ lại thằng con trai, con gái mình nó nói như vậy rồi, không bao giờ đi làm cái nghề lột da rắn nữa, nghỉ luôn đó. Rồi quy y Tam Bảo, bây giờ tu Phật thất như quý Phật tử nè. Đó, nếu không đó thì không có dừng chân kịp lúc, dừng tay kịp lúc đó quý Phật tử, thì cuộc đời này món nợ nó sẽ đòi tới nữa luôn. Ở trong đạo tràng của chúng ta, không có một người nào mà không vay mượn cái món nợ của cuộc đời hết. Kể cả quý thầy xuất gia, quý ni sư xuất gia cũng vẫn vay mượn, phải không? Nhưng mà nếu mà ni sư nào đó mà đầy đủ công đức, quý hòa thượng nào mà đầy đủ công đức lành rồi, tức là trả liền trong kiếp này. Thí dụ như bây giờ mình thiếu 150.000, thì cái con nợ nó cho mình trả 3 tháng, 1 tháng 50.000 quý Phật tử à, phải không? 3 tháng. Cũng giống như bây giờ mình vay mượn thân xác của chúng sinh, nó sẽ cho mình trả 3 kiếp. Mình vay mượn mình trả 3 kiếp. Nhưng mà quý ni sư của mình, quý hòa thượng tôn túc của mình tu công đức lành nhiều quá, không cần phải 3 tháng, cũng không cần phải 3 kiếp nữa, mà trong kiếp này đầy đủ công đức để trả. Cho nên gọi là gì? Dồn nghiệp. Cho nên quý Phật tử đừng có thấy quý ni sư của mình tu rồi cái khi mà mất đó bị tai nạn xe cộ đụng nè, bị té nè, mấy cái đó là các người đã đầy đủ nghị lực chấp nhận dồn nghiệp để trả một lần. Để trả một lần rồi đi về Phật, chứ không muốn luân hồi sanh tử mà trả góp nữa. Đủ tiền trả một lần, không cần phải trả góp tháng này tới tháng kia nữa quý Phật tử à, phải không? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta đừng có một cái suy nghĩ gì về cái chuyện đó cả. Bây giờ đó, mình muốn đi Mỹ, món nợ này phải trả góp 3 tháng, bây giờ phải đi liền. Quý Phật tử ơi, mình phải trả liền cho người ta, chứ làm sao trả góp nữa. Về bển thì làm sao trả góp được đấy. Cho nên,
Có đôi lúc đó mình còn ở lại cõi Việt Nam, người ta cho mình trả 3 tháng, nhưng mà đi qua Mỹ rồi là trả hết cho người ta đó quý Phật tử. Còn ở lại cõi ta bà, trả kiếp này, trả kiếp sau, đầu thai lên, đầu thai xuống, tiếp tục trả, không sao hết. Nhưng mà chấp nhận về Phật A-di-đà rồi, một lần chót để trở về quê Phật là phải thanh toán cái món nợ của cuộc đời ngay từ ở kiếp này. Có một cái chú đó, chú là người ở của một ông trưởng giả. Hình như thầy có kể câu chuyện này cho Phật tử nghe rồi. Làm người ở thôi. Một ngày kia có một vị hòa thượng đến để mà xin ông trưởng giả một chút tiền để mà bố thí cho những người dân bị lũ lụt và để đúc cái tượng Phật. Ông trưởng giả không cho, ông đuổi hòa thượng đi. Thì cái anh chàng người ở này mới nói rằng là đúc cái tượng Phật bao nhiêu. Thì hòa thượng nói khoảng 100 đồng vàng, rồi thêm 100 đồng vàng nữa để bố thí cho những người dân bị lũ lụt là 200 đồng vàng. Anh người ở này anh mới hỏi ông trưởng giả, con ở đợi cho ông suốt cuộc đời của con được bao nhiêu tiền? Thì ông trưởng giả ông mới tính khoảng 30 năm thôi. Tính ông này khoảng 30 năm là suốt cả cuộc đời đó, thì mỗi một tháng ông trả bao nhiêu đó thì trả được khoảng 210 đồng tiền vàng. Anh thanh niên anh mới nói thôi bây giờ ông cho con ứng 200, con ở đợi cho ông suốt đời không lấy tiền, cúng dường cho hòa thượng về để mà 100 đúc tượng Phật và 100 bố thí cho người nghèo. Thì ông trưởng giả này thấy lời rồi, phải không? 210 ngàn là có 30 năm thôi, mà bây giờ đưa có 200 đồng tiền vàng mà nó ở suốt đời cho mình, quá lời rồi. Ông lấy 200 đồng tiền vàng ông đưa cho hòa thượng. Anh thanh niên này ảnh làm cho ông trưởng giả tới năm thứ hai anh bị mù. Anh thanh niên ảnh mù không thấy đường. Ông trưởng giả nói mù hả, mày làm chuyện mù chứ không cho mày ở không, đưa mày hết 200 đồng tiền vàng rồi cho mày ở không sao được, cho làm cái chuyện của thằng mù luôn. Mù cà quơ cà quạng vậy đó mà cũng phải đi làm. 6 tháng sau tự nhiên cái cùi. Mình mấy cái anh thanh niên này cùi lên thấy gớm luôn. Buộc lòng ông trưởng giả mời nó đi luôn. Bỏ 200 đồng tiền vàng mời nó đi, chứ nó cùi thấy gớm quá trời quá đất rồi làm sao ở. Rồi anh cùi này mới đi ăn xin. Đi ăn xin mù mà còn cùi nữa làm sao chịu nổi. Ai cũng chạy, ai cũng sợ, ai cũng né hết. Sao tình cờ gặp cái hòa thượng đi. Hòa thượng thấy vậy, cái hòa thượng bưng về chùa cho chú ở, săn sóc, tắm rửa, cơm nước cho chú. Được 6 tháng vậy đó, cái chú đi ra sau giường chùa đó, ra cũng dọn dẹp chúng làm đó, rồi lọt xuống mương té dưới chết, té dưới mương chết. Cái hòa thượng đi về mới kiếm hoài không thấy, đi ra sau giường nhịn dưới mương thấy anh thanh niên đó nằm chết ở dưới. Hòa thượng mới vớt lên rồi kêu bạn bè Phật tử đến rồi chôn cất. Chôn mới có 3 ngày trời đánh nứt cái mã luôn. Ông hòa thượng ông mới nói ủa sao kỳ vậy ta. Một thanh niên tốt bụng như vậy đó, cúng dường 200 đồng tiền vàng làm đầy tớ suốt cả cuộc đời, làm tượng Phật, cúng dường cho người nghèo nữa, mà tại sao người bị đuôi, bị cùi, bị chết dưới sông, người đem dưới chôn trời đánh nữa, kỳ cục quá. Vị hòa thượng mới đến tượng Quan Âm, quỳ lại 7 ngày 7 đêm như vậy. Hòa thượng không ăn uống luôn quý Phật tử, lại hoài, mệt thì nằm ngủ, giật mình thức dậy tiếp tục lại, không có bao giờ đi vô phòng luôn, ra Quan Âm ở ngoài sân chùa, lại suốt 7 ngày. Đến cái ngày thứ 7 cứ bằng nó đuối hết mình rồi, hòa thượng ngã ngang qua rồi ngủ luôn rồi. Lại gì nổi nữa. Thì trong giấc ngủ hòa thượng thấy Bồ Tát Quan Âm đến cho hòa thượng biết chàng thanh niên này cái tạo cái tội từ quá khứ dữ dằn lắm đó. Nhưng mà ta nói cho hòa thượng nghe, nhờ cái công đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này mà vị thanh niên này dồn nghiệp. Thay vì thanh niên này một kiếp làm ở đợ xong rồi, kiếp thứ hai nó phải chịu mù một kiếp luôn. Kiếp thứ
ba nó phải bị cùi một kiếp luôn. Kiếp thứ tư nó phải chết ở dưới sông. Kiếp thứ năm nó bất hiếu, nó phải bị trời đánh. Nhưng mà nhờ đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này, cho nên chỉ có một kiếp này thôi, mà nó gom lại bốn kiếp kia, nó trả một lần để về Phật. Chỉ một lần thôi để về Phật. Chịu mù có một năm, chịu cùi có 6 tháng, rồi chết dưới sông, rồi bị trời đánh khi mà mình đã chết, còn hơn là lúc mình sống mà trời đánh mình. Cho nên nhờ công đức cúng dường đó mà thanh niên dồn nghiệp. Quý Phật tử thấy chàng thanh niên đó biết cách để trả nợ của cuộc đời không? Ở đây mình không biết cách để trả nợ của cuộc đời, mình cứ chạy trốn là một, rồi mình trả nửa, rồi mình dây hai, trả có phân nửa cái dây hai hà. Mình đang đi ở ngoài đường tự nhiên, rồi cái bà đó bà đi ngang, xe của bà sắn chúng mình đó quý Phật tử à, là mình đang trả nợ. Phải không? Ngày xưa mình làm một chúng sinh nào đó đau đớn, thì bây giờ chúng sinh đó tự động đụng mình cho mình đau đớn để trả. A-di-đà, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời thì có gì đâu. Phải không? Bà đụng mình đó, rồi xong xuôi bà còn chửi mình nữa. Món nợ mà ngày xưa làm người ta đau đớn rồi chửi người ta, bây giờ cái món nợ nó đã đến, nó đòi rồi. Nếu mà quý Phật tử A-di-đà vô lượng quang có chất Phật trong đầu, nếu mà nó đụng mình, nó còn chửi mình nữa, A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời rồi. Bỏ đi là mình không còn nợ nần ân oán nữa. Còn đằng này nó đụng mình, nó còn chửi mình, rồi bắt đầu mình đứng đó mình chửi lại nó. Nợ này mình trả gần xong rồi, cái bắt đầu mình mượn thêm. Cứ món nợ vừa trả gần xong cái mình cứ mượn thêm như vậy. Giống như mình đi vô ngân hàng, mình đáo hạn, đóng lời vô ngân hàng vậy đó. Vô trọng đóng xong cái mượn lại, vô trọng đóng xong cái mượn lại. Phải không? Thiếu nợ ngân hàng, đóng tiền lời có 100 ngàn, vô kiếm 100 ngàn, trả vô xong cái mượn lại 300 ngàn đi ra. Mà mượn hoài suốt cuộc đời của mình không bao giờ trả được, rồi làm sao đi về Phật đây? Trong đạo tràng chùa Bửu Quang, ai thích mượn nợ của cuộc đời? Mô Phật, con không có thích mà tự nhiên nó đến với con không à, phải không? Tự nhiên rồi hai đứa ở hai nơi xa lơ xa lắc vậy đó, phải không? Chung một cái chuyến xe đi về nhà, tự nhiên nhìn nhau, ngồi xe la mà băng đa băng đối diện vậy nè, nhìn qua nhìn lại, cười cười nói nói, cái món nợ bắt đầu gặp nhau, phải không? Món nợ của cuộc đời. Đó, chứ đâu phải là tự động mà thương nhau đâu. Đâu có người nào mà tự động thương nhau đâu. Nó có một cái món nợ rồi tự động nó đến nó đòi. Không biết là cô ấy nợ chàng ta hay là chàng ta thiếu nợ cô ấy. Hai người gặp nhau, cuối cùng rồi sau khi đi về nhà chung sống với nhau rồi đó quý Phật tử ơi, anh chàng này vô trong chùa nói: thầy ơi, con khổ quá. Hồi đó con đi chùa con mới gặp bả, mà bây giờ con khổ hết biết luôn. Con đi làm hồ suốt cả ngày mưa nắng vậy đó, ở trần mặc quần cục leo lên xây từng viên gạch, mồ hôi mồ kê nó đổ tùm lum hết, tới tuần con lãnh lương về đưa cho bả. Con chỉ mong là bả ở nhà bả lo mấy đứa nhỏ thôi, đằng này bả xách tiền con bả chơi tứ sắc không. Khổ không? Ai nợ ai? Đó là món nợ của cuộc đời, phải trả thôi. Phải không? Mà trả chưa xong đi không có được đâu quý Phật tử à, trốn nhà đi không có được đâu. Phải không? Giận vợ vậy đó, bà cứ tối ngày bà cứ đánh bài đánh bạc, bà không lo mấy đứa nhỏ, giận quá bỏ nhà đi. Mà thầy ơi, nó lạ lùng một cái, ở thì giận bà mà đi con bữa nhớ bà hết biết luôn, rồi bắt đầu đi về. Nợ trả chưa xong mà trốn làm sao được, phải không? Còn có nhiều đứa vậy đó, đi vô than phiền chèn: ơi thầy ơi, con khổ hết biết luôn. Tối ngày ổng cứ nhậu hoài luôn vậy đó, không có đem tiền về nuôi con, nhậu không. Con nói vậy nè: bây giờ anh ở nhà anh lo mấy đứa nhỏ đi, anh đừng có đi nhậu nữa. Tôi đi bán tôi kiếm tiền về tôi nuôi cha con ông, phải không? Con đi bán cóc ổi mới ghim cực lắm thầy à, con đội bán dạo mà. Đi tiền bán lời được nhiêu nó về nó lục túi nó lấy hết. Bữa nào nó lục mà không có nó quýnh con sưng con mắt hoài luôn vậy đó, phải không? Đó là nợ của ai? Cho nên vô quan trái bất thành phu phụ, không có cái món nợ ân tình quan gia trái chủ, thì vợ chồng không bao giờ bước chân lên xe qua ký tên vào một bản án tù chung thân đâu, phải không?
Đó, thành ra rồi đó, vợ quýnh chồng quýnh bầm con mắt hoài. Bạn bè nó nói chồng con của mày nó nhậu nhẹt, nó không có biết thương mày, mày bỏ nó mày đi cho rồi đi. Trả lời một câu sanh dờn với bạn bè, ảnh quýnh tao sưng con mắt vậy đó mà tao bỏ ảnh không được mày ơi. Nợ mà thiếu là phải trả, mà không bao giờ giựt được đâu quý Phật tử. Cho nên chấp nhận món nợ ân tình rồi thì đừng bao giờ chạy trốn, phải không? Không có chạy trốn được đâu. Cho nên cái món nợ của cuộc đời mình cứ dây mượn hoài. Mình dây cái món nợ bằng thân xác, mình dây cái món nợ bằng cái mà đồng tiền, mình dây món nợ bằng tình cảm, mình dây từ kiếp này sang kiếp khác. Không bao giờ mình dừng lại được đâu. Dừng lại được là chỉ có những người A-di-đà vô lượng quang, có ánh sáng trong đầu biết dừng lại. A-di-đà vô lượng thọ, tâm kiên định không chao đảo để dừng lại. Khi bị người ta đạp lên chân mình đau quá, mình đã sắp sửa, mình đã trả xong món nợ rồi, mà nếu không có A-di-đà vô lượng thọ, quý Phật tử chửi người ta tắt bếp luôn. Cái món nợ này trả chưa xong là mình dây cái món nợ khác rồi, quý Phật tử thấy không? Cho nên cần phải có A-di-đà vô lượng thọ, để khi cái nợ nó đòi mình đủ cái tâm lực của mình, A-di-đà Thế Tôn, hôm nay con đã trả được nợ rồi, là mình bắt đầu mình quay lưng đi trong tâm trạng bình yên của mình, là món nợ đó sẽ không còn nữa. Đằng này mình cứ dây rồi cái mình cứ mượn, dây cứ mượn hoài suốt cuộc đời, rồi làm sao mình trả cái món nợ này đây, phải không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử chùa Bửu Quang đó, khi câu niệm Phật của mình đã có chất Phật bên trong rồi đó, thì quý Phật tử phải làm sao sáng suốt để trả những cái món nợ của cuộc đời. Đừng để cho cái món nợ ân quán của cuộc đời nó đeo mình qua tới bên kia đất Phật. Đừng có để cho nó đeo nữa, phải không? Nợ của cuộc đời nó nhiều lắm quý Phật tử ơi, mình không thể nào mà mình trả hết đâu. Bây giờ mình phải ngồi suy xét lại từ từ trong tâm của mình, để rồi mình bắt đầu mình trả. Mình bắt đầu mình trả từ từ. Tại sao con của mình nó làm cho mình khổ? Tại sao con của mình nó làm mình thức hoài không ngủ được? Tại sao vậy? Mình làm cho chúng sinh khóc hoài, mình làm cho chúng sinh đau thương hoài, thì bây giờ mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Mà cái quả đó nó đến ngay người thân của mình. Cũng giống như hai vợ chồng lột da rắn như vậy đó, mà trả cái món nợ ngay người thân của mình là hai đứa con. Bây giờ mình cũng vậy, mình phải trả cái món nợ của cuộc đời mà ngay người thân của mình đến đòi. Phải không? Chỉ có người thân lợi đòi mình mới trả thôi. Sanh nó ra thương nó nhất nhà, mà nó phá của nhất nhà, nó quậy nhất nhà luôn, nó làm khổ nhất nhà luôn mà thương nó nhất nhà. Phải không? Vì cái chỗ thương đó để món nợ mình mới có thể trả được. Nó đến nó lột sạch vàng bạc của mình hết cũng đưa luôn, rồi ngồi khóc. Phải không? Bây giờ tôi nói cho bà nghe một câu, giờ bà đưa không? Bà không đưa tôi cũng có chìa khóa, tôi mở tủ à. Rồi tới chừng mở tủ ra tiền bạc gì đó mất tiêu hết luôn, ngồi khóc chứ làm gì? Không lẽ đi thưa con của mình, không lẽ báo công an để nhốt đầu con của mình. Cho nên cái món nợ đó phải trả, mà trả trong đau đớn. Nếu quý Phật tử hiểu được rồi đó, thì đây là món nợ của cuộc đời từ quá khứ xa xưa. Mình mượn cái thằng con của mình nè, bây giờ nó đến nó lấy lại. A-di-đà Thế Tôn, hôm nay con trả được cái món nợ này rồi. Bắt đầu niệm Phật đi, phải không? Thì từ từ cái món nợ nó hết à quý Phật tử. Bây giờ mà mình cứ tiếc của làm cái gì? Của đó không mang theo khi mình về Phật, mình tiếc chi cái chuyện đó? Cho nên đó, mình phải biết A-di-đà vô lượng thọ để tâm của mình không chao đảo, tâm của mình không có bị lung lạc, để mình đủ nghị lực trả cái món nợ, đủ sáng suốt để mình nhìn thấy rõ cái thực tướng của nó. Rồi mình đầy đủ công đức A-di-đà của mình để mình trả cho nó nhẹ nhàng một chút thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ quý Phật tử nè, cái món nợ trước mắt của quý Phật tử chùa Bửu Quang nè là món nợ bệnh đó. Phải không? Mình ăn thịt chúng sinh nhiều quá, bây giờ bệnh, chuyện đó rất là bình thường. Dây mượn người ta thân xác nhiều thì bệnh. Bởi vì sao vậy? Đáng lẽ mình dây mượn người ta một cái xác chết thì mình đem cái xác của mình phải trả người ta. Nhưng mà cái công đức của kiếp người nó cao hơn công đức của kiếp cá, quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là một con cá tuổi thọ của nó, thí dụ mà một năm, một con cá đó tuổi thọ nó một năm, còn con người mình tuổi thọ quy định là 100 năm. Như vậy đó, cho nên mình ăn một con cá, hai con cá, có nghĩa là mình phải trả cái món nợ 1-2 năm cái tuổi thọ của nó bệnh.
Chừng nào mà mình ăn đó ha, mà mình ăn cái tuổi thọ của con cá, mình giết tuổi thọ của con cá mà nó nhiều tới bằng cái tuổi thọ của mình, cái mình chết à. Đi ra ngoài biển quăng lưới, kéo lưới mà đúng cái số lượng của con cá mà mình kéo lên là bằng cái tuổi thọ của mình đó quý Phật tử ơi, một cơn sóng thần nổi lên là chết hết. Chết không còn một người nào trên chiếc ghe đó luôn. Bằng nào chừng nào cái tuổi thọ của con cá nó chồng vậy đó, nó đếm bằng cái tuổi thọ của mình, tuổi thọ sát nghiệp của mình, nó quất một cái là nguyên tàu đi hết. Nhưng mà khi tuổi thọ nó còn chưa có chết, nó chưa có đủ đó, thì nguyên tàu chết chỉ còn con thằng ôm miếng dán lội vô bờ được thôi. Thấy không? Cho nên đó, mình ăn thịt cá chúng sinh nó chưa có đủ để mà mình trả một cái mạng của mình, thì bây giờ mình đang dây mượn nó những cái thân mạng, mượn nợ ít đó là bệnh thôi quý Phật tử à. Thì bây giờ mượn ít rồi thì A-di-đà vô lượng công đức để trả từ từ đi. Đừng có lo chạy thầy chạy thuốc rồi người ta bàn tầm bậy tầm bạ. Người ta nói dông dựa cô đó, cửu quyền quở cô đó, tổ cô lãnh cô gì đó cứ vậy không à. Mà không biết cô đó tên gì mà cứ tổ cô lãnh cô không. Cửu quyền nào mà quở con cháu. Cửu quyền thất tổ, nam thất nữ cửu. Tức là bên đàn ông là thất, bên đàn bà là cửu. Cho nên cửu quyền là tất cả dòng họ quá cố bên ngoại. Còn thất tổ là những người quá cố bên nội. Cho nên cửu quyền thất tổ là ông bà nội ngoại hai bên. Cửu quyền nào mà quở con cháu, ông bà nào mà ghét con cháu đến mức độ mà quở cho nó tan nhà bại sản đâu. Phải không? Đổ thừa tầm bậy tầm bạ nghe lời mấy ông thầy đó rồi về cứ trách cứ cửu quyền của mình. Về rồi giận hờn cửu quyền của mình. Nó sai lầm dữ lắm đó quý Phật tử. Mình phải có A-di-đà vô lượng quang, cái chất sáng suốt trong tâm của mình. Đừng có nghe lời người ta rồi nói cái chuyện không ra đâu hết. Đừng có đem kinh pháp qua về nhà tụng đổ nghiệp. Lời của Phật dạy đem về nhà là bình an, chứ đem về nhà đổ nghiệp cái gì. Cho nên chúng ta không nên hiểu một cách mà nó mơ hồ, không nên hiểu mà một cách thiếu suy xét, không nên có một cái niềm tin mà tối tâm. Niềm tin tối tâm là mê tín đó. Niềm tin mà không có sáng suốt, không có cụ thể gì hết. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy mình là cái hành trang giúp cho mình bớt phiền não, dứt trừ đau khổ. Đem về nhà tụng mà tự nhiên cái nói rằng là đem về nhà tụng đổ nghiệp. Cái này chỉ tụng ở chùa thôi. Phải không? Cuốn sách vật lý, đi vô trong lớp, vô trong trường, ông thầy giáo dạy xong rồi, học vật lý đàng hoàng. Thằng nhỏ đem cuốn sách về nhà, cái nó mày đem cuốn vật lý này về nhà đọc coi chừng đổ nghiệp à. Cuốn vật lý này vô trong lớp mới học được. Có ai nghĩ vậy không? Phải không? Cuốn sách học ở lớp, đem về nhà vẫn đọc được, mắc mớ gì đâu mà đổ nghiệp. Quyển Kinh Pháp Hoa cũng vậy, là vô lượng công đức trong đó. Quyển Kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ đi về Tây Phương. Quyển Địa Tạng là một địa chỉ thứ hai, một loại khác đưa mình về Tây Phương. Vô Lượng Thọ là một địa chỉ đưa mình về Tây Phương. Cũng giống như từ thành phố Hồ Chí Minh của mình đi Hà Nội vậy đó. Kinh Pháp Hoa là cái địa chỉ cho mình đi về Tây Phương, mà đi bằng xe đò, xe Phương Trang, xe Mai Linh. Phải không? Còn Vô Lượng Thọ là một địa chỉ cho mình đi về Phật, mà đi bằng tàu hỏa. Phải không? Còn Kinh A-di-đà đó là một địa chỉ nữa, nhưng mà đi xe riêng của mình, bốn chỗ ở nhà mình có mình đi. Đó, còn Kinh Hoa Nghiêm là một địa chỉ về Phật A-di-đà mà đi bằng máy bay. Phải không? Cho nên sở dĩ mà các thầy không cho quý Phật tử mà tụng Hoa Nghiêm, bởi vì sao vậy? Không có tiền mua vé máy bay đâu mà đi. Phải không?
lên máy bay chóng mặt khó chịu lắm, cho nên đòi hỏi cái người đó đầy đủ công đức thì mới có thể tụng Hoa Nghiêm thấy Phật A Di Đà. Còn không đủ công đức tụng Hoa Nghiêm không thấy. Nội con cái tụng pháp qua mà còn chưa thấy Phật A Di Đà đây thì làm sao mà nói tới Hoa Nghiêm, phải không? Cho nên tất cả những cái kinh Đức Phật dạy đều là địa chỉ để dạy cho chúng ta, để chỉ đường cho chúng ta đi về Phật. Trong kinh mà Hiện Bảo Tháp, kinh Pháp Hoa đó, ở trong cái tháp Đa Bảo có Phật Đa Bảo ngồi trong đó mà cái tháp bị khóa cửa lại hoài. Phật Thích Ca mới nói với Phật Đa Bảo ở trong cái tháp đó là tất cả chúng sinh ngồi ở đây muốn thấy cái toàn thân của Đa Bảo Như Lai. Thì ở trong cái tháp nó vang ra cái âm thanh nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng tất cả những chúng sinh muốn thấy toàn thân của Đa Bảo Như Lai thì mười phương hóa thân của Thích Ca gom về làm một. Đó, thì khi mười phương của Phật Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, tự nhiên cái ổ khóa nó tự nhiên nó vang ra tiếng động lớn như là mở cửa thành lớn vậy đó. Cửa tháp mở ra, chúng sinh thấy toàn thân của Phật Đa Bảo. Và lúc bấy giờ Phật Đa Bảo mời Thích Ca lên tháp để ngồi, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa. Thì tháp Đa Bảo là gì? Là thân của quý Phật tử. Đó là tháp. Đa Bảo là gì? Là A-di-đà, câu vô lượng thọ trong tâm của mình đó. Đa là nhiều, là vô lượng. Bảo là gì? Là trí tuệ. Bảo là gì? Là niềm tin. Bảo là gì? Là công đức. Cho nên Đa Bảo là A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là toàn thân của Phật Đa Bảo. Ở trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cái tháp là thân của mình, nhưng mà mình cứ khóa cái cửa thân của mình hoài, không có rộng mở tâm hồn, cho nên Phật bị nhốt ở trong đó hoài luôn, phải không? Cho nên muốn thấy được toàn thân của Phật Đa Bảo thì mười phương chúng sinh gom về làm một, có nghĩa là hãy yêu thương tất cả với nhau, tất cả chúng ta đều là một. Đạo tràng Bửu Quang, đạo tràng Pháp Thủy, đạo tràng Giác Huệ, đạo tràng Ấn Quang, tất cả các đạo tràng đều là một, hãy gom về làm một đi. Thì lúc bấy giờ tâm của mình tự nhiên rộng mở, thân của mình tự nhiên thanh tịnh, tất cả các ổ khóa cố chấp từ ngàn xưa tự nhiên nó xúc ra hết, mở rộng cánh cửa tâm hồn. Lúc bấy giờ Phật A Di Đà toàn thân đang ngồi trong ta, lúc bấy giờ trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Quý Phật tử thấy đó chính là cái con đường, cái địa chỉ trong kinh Pháp Hoa dạy mình đi về Phật. Cái địa chỉ là muốn gặp Phật A Di Đà, hãy yêu thương nhau. Đó là một địa chỉ, phải không quý Phật tử? Yêu thương và kết nối với nhau. Cho nên kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ để hướng dẫn chúng ta đi về Phật. Vậy đó mà không hiểu, phải không? Là một cái mà pháp bảo để cho chúng ta trả nợ cuộc đời. Vậy đó mà đem về nhà trì kinh để mà có công đức để trả món nợ của cuộc đời, mà nói về đó là đổ nghiệp. Kỳ cục không? Không lẽ đem kinh Pháp Hoa về rồi cái mắc nợ thêm? Mình phải hiểu làm sao cho nó rõ ràng cụ thể. Trong tâm của mình phải có sự sáng suốt của vô lượng quang mới được. Đằng này không có sáng suốt miếng nào hết, cứ đổ thừa. Niệm Phật ở cư sĩ tại gia niệm Phật được rồi, đừng có trì kinh. Trì kinh là nhất là kinh Pháp Hoa đó, kinh đó là kinh đại thừa đó, ở trong chùa mới đọc được, phải không? Ở nhà mà đọc là đổ nghiệp đó. Và tự nhiên nói chú hai, chú tụng kinh Pháp Hoa hả chú? Chú có ăn chay không? Nó dạ ăn chay kỳ. Chèn ơi, ăn chay kỳ tụng Pháp Hoa không có được đâu nghe, tội chết đó. Ăn chay kỳ, ăn chay trường gì mà tụng Pháp Hoa không được, phải không? Đọc Pháp Hoa có đôi khi nhờ đọc Pháp Hoa mà người ta từ không biết ăn chay mà người ta đọc riết người ta ăn chay luôn đó. Cái kinh Pháp Hoa là cái phương pháp để dạy con người làm lành lánh dữ, mà người ta đang sắp sửa tới tiến tới con đường làm lành rồi. Người ta đang lánh dữ là ta ăn chay kỳ đó quý Phật tử. Lánh dữ là ăn chay kỳ, mà tiến tới con đường làm lành nữa sẽ ăn chay trường thôi. Người ta tụng Pháp Hoa vậy tự nhiên lên rồi phán một câu làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lui bồ đề tâm, thấy không? Cho nên quý Phật tử nhớ một điều cho chân chính, cho dù chúng ta chưa có điều kiện ăn chay trường, quý Phật tử vẫn có thể đọc tụng lời dạy của Thế Tôn. Đó chính là những lời dạy mà giúp cho chúng ta cảnh tỉnh, giúp cho chúng ta giác ngộ được. Đừng bao giờ có những cái tư tưởng gọi là mờ mịt, phải không? Đem về nhà tụng kinh tội, đổ nghiệp, hay là ăn chay kỳ, tụng kinh tội, hay là đổ nghiệp, sai rồi. Tụng kinh Phật tức là thấy được con đường về Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa là địa chỉ để thấy Phật.
Kinh Địa Tạng là địa chỉ để thấy Phật. Địa là dày chắc, là thọ đó. Tạng là chứa đủ, là vô lượng đó. Cho nên Kinh Địa Tạng là A-di-đà vô lượng thọ. Đa bửu là A-di-đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Cho nên cái con đường nào cũng về Phật, quyển kinh nào cũng chỉ cho chúng ta đi về Phật hết, để cho chúng ta có vô lượng công đức. Cô này tìm tiền, tìm cái đồng tiền công đức bằng Pháp Hoa. Cô này tìm tiền công đức bằng Kinh Địa Tạng. Cô này tìm tiền công đức bằng vô lượng thọ. Cô này tìm tiền công đức bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ nào cũng có tiền công đức hết. Cho nên quý Phật tử thấy cái tâm của mình thích cái nào thì cứ kiếm tiền cái đó. Mình là thợ may thì kiếm tiền theo thợ may. Bà kia buôn bán thì kiếm tiền theo buôn bán. Đừng có nói rằng là đi bán thì chỉ có tiền nhiều hơn may, mà bán không phải là cái gian của mình. Rồi nghe lời người ta bỏ thợ may đi buôn bán lỗ, bán tháo, một lum hết. Phải không? Cái mà tâm của mình là Kinh A-di-đà vô lượng thọ. Ví dụ vậy đi, đọc Kinh vô lượng thọ mới được. Thấy người ta tụng Pháp Hoa, cái chạy theo Pháp Hoa, bỏ A-di-đà vô lượng thọ. Đó, hoặc là cái tâm của mình là đi bằng con đường Địa Tạng, thì cứ tụng Kinh Địa Tạng đi. Nghe người ta nói Kinh vô lượng thọ linh, bỏ Địa Tạng đi. Cái bỏ Địa Tạng qua vô lượng thọ. Đừng có làm như thế. Chúng ta mỗi một người có một cái, người ta gọi là cái Phật niệm riêng. Một người đi Phật niệm bằng kiểu này, người đi Phật niệm bằng kiểu kia. Người thích Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người thích Phật niệm A Di Đà Phật. Như vậy thôi. Mỗi một người có một Phật niệm riêng. Đừng có chê người nào hết. Phải không? Mình biết thở mai, mình đừng có chê cái bà này đi buôn bán, đừng có chê như vậy. Mỗi một người nó có một cái người ta gọi là gì, cái thủ thuật riêng, cái bàn tay vàng riêng, phải không? Cho nên đó, cái ông này ổng bắn mũi tên, ổng đứng từ xa, cái mũi tên tuốt đẳng đó, ổng bắn cái là xuyên qua hồng tâm liền. Thì mọi người khen ông này, công nhận ổng bắn mũi tên siêu thiệt. Ổng bắn cái 10 mũi đều vô trong cái lỗ thiệt là nhỏ đằng đẳng. Ta khen anh bán dầu, anh đi lợi, anh nói chèn ơi, ông đó cũng không có cái gì đâu mà giỏi. Đó, anh lấy cái đồng xu đó, anh mới để lên trên cái chai dầu. Cái đồng xu nó có cái lỗ chính giữa đó quý Phật tử. Anh gót dầu từ ở trên đó mà anh xuyên qua cái lỗ dầu, không có lem ra ngoài đồng xu luôn. Đó, thành ra rồi đó, cái quan trọng là cái quen của mình, cái duyên của mình. Cái duyên của anh bắn dầu, anh châm dầu xuyên qua cái lỗ đồng xu, nó hay, nó chính xác. Cũng giống như cái anh bắn mũi tên này, anh cũng quen cái duyên của anh bắn vô cái hồng tâm. Cho nên mình đừng có chê cái anh bắn dầu mà mình khen anh bắn mũi tên, hay là mình chê người cha bắn mũi tên mình khen cái anh bắn dầu, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta, mình có cái duyên nào để trả nợ thì sử dụng cái duyên đó. Đừng có bắt chước người ta bỏ cái nghề của mình, phải không? Mình quen tay bằng cái nghề niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình quen cái nghề đó rồi thì giữ y nguyên đi quý Phật tử. Còn người ta quen cái nghề của người ta là chỉ bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì người ta tu A Di Đà. Còn mình quen sáu chữ thì cứ niệm sáu chữ A Di Đà. Người ta thích tụng Pháp Hoa thì hãy để cho người ta tụng. Còn mình thích tụng vô lượng thọ thì mình cứ tụng kinh vô lượng thọ. Đừng có lấy kinh này để phỉ báng kinh kia, phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử. Đừng có nói Di Đà này tốt hơn, vô lượng thọ này linh hơn Pháp Hoa. Hay là đừng có chê nói Pháp Hoa này linh hơn là Kinh Địa Tạng. Đừng có nói là bốn chữ này là linh hơn sáu chữ, mà cũng đừng có nói sáu chữ này hay hơn bốn chữ. Đừng có nói như vậy là mình phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử. Phải không? Cho nên cái nhiệm vụ của đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta tu là để thanh toán món nợ của cuộc đời. Nhớ cái điều đó. Thứ hai là câu A Di Đà phải có chất Phật. Có chất Phật mới có đủ công đức để trả món nợ của cuộc đời. Hồi nãy tới bây giờ thầy đã chỉ cho quý Phật tử món nợ của cuộc đời mà mình đã vay, cái cách của mình để cho mình trả. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta mãi mãi phải làm sao trong trái tim của mình phải có vô lượng công đức, để từ đó vô lượng công đức này có thể rằng là tất cả chúng ta thanh toán những cái món nợ của cuộc đời. Thanh toán món nợ của cuộc đời rồi, A Di Đà vô lượng công đức này nó mới là cái hành trang, là cái chiếc vé để chúng ta sẵn sàng bước chân lên chiếc xe Phật, để rồi chúng ta đi về Phật một cách thanh thản nhẹ nhàng. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang sẽ có một ngày nào đó Phật tử chùa Bửu Quang sẽ lên nói rằng: thưa ni sư, ngày mai này con sẽ về Phật. Rồi ngày mai
các cụ sai cháu của mình mua lá táo về nấu một nồi nước sôi. Các cụ vô trong nhà tắm, các cụ tắm một cách tự nhiên, các cụ tự xoa hương vào thân thể của mình, rồi các cụ bước chân lên giường nằm. Nói với cháu ngoại, con hãy lấy chiếc áo tràng mà ngoại đã từng đi đến đạo tràng Bửu Quang đó, mặc vào cho ngoại. Rồi nằm trên giường mỉm cười rồi ra đi bằng cái hình ảnh đẹp tuyệt vời là niếm tay Phật. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta sẽ được như vậy, sẽ mãi mãi niếm tay Phật mà đi, đừng bao giờ buông tay của Phật nữa. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Có một Phật tử hỏi thế, hỏi thầy là còn thắc mắc một vài điều trong Bát Quan Trai Giới. A Di Đà Phật, khi thọ giới rồi, ở tại chùa qua một đêm, sáng hôm sau xả giới rồi mới về nhà. Thọ giới rồi đi về nhà, sáng hôm sau tự xả giới, phải không? Cái nào mà nó được, phải không? Cái nào tốt hơn? Ý Phật tử muốn hỏi vậy. Câu hỏi thứ ba là thọ giới, trong đó có giới thứ 8 là ăn phi thời. Nhưng mà có một số Phật tử chỉ thọ có 7 giới thôi, còn lại cái giới, còn lại một giới là ăn phi thời không giữ, phải không? Xin con xin thầy giải đáp chỗ này rõ ràng cho tất cả Phật tử chúng con biết. Vậy công đức đó được bao nhiêu? Hãy nói cho quý Phật tử nghe nè, Bát Quan Trai Giới, Đức Thế Tôn đó chỉ cho chúng ta 8 cánh cửa để đi vào Phật. Kỳ thực có một cánh thôi, hiểu không quý Phật tử? Có một cánh cửa thôi, chứ đâu phải là 8 cánh đâu. Nhưng mà 8 hướng đi vào một cánh cửa đó. Đạo tràng của chúng ta thọ Bát Quan Trai là chúng ta mượn nợ của cuộc đời bằng 8 cánh cửa, cho nên mình phải từ bỏ 8 cánh cửa đó mà mình đi vô, đi vào trong Phật môn là cánh cửa của Phật. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh, phải không? Dây mượn nợ của cuộc đời không? Không trộm cắp, dây mượn nợ của cuộc đời không? Không tà dâm, dây mượn nợ cuộc đời không? Không nói dối, không uống rượu, dây mượn của cuộc đời. Không đàn ca hát sướng, không đeo vòng vàng, không xoa ướp hương thơm vào mình, không có ăn phi thời. Đây là tất cả những cái món nợ của cuộc đời mà mình dây hết. Đó là con nợ nó đến nó đòi mình từ quá khứ. Quá khứ của kiếp này, quá khứ của vô lượng kiếp về trước nữa. Một cái con người mà ngày xưa chưa biết đạo, mình đã lấy 5-7 con gà, con vịt rồi mình cột chân nó, hoặc là mình xách một chùm tất cả những con gà nước nè, rồi con còng cọc nè, con chim này kia, mình cột một chùm, mình treo toàn ten lủng lẳng, khớp chân của nó đau lắm quý Phật tử à. Chúng ta đã vay mượn nó không phải ở kiếp này không, mà vô lượng kiếp về trước. Mình làm cho xương thịt, mình làm cho chân cẳng của chúng sinh nó đau. Nó đau nhiều lắm quý Phật tử, phải không? Rồi mình bị nhức đầu là do mình nói nặng người khác một câu là mình dây mượn rồi đó. Người ta suy nghĩ, người ta buồn, người ta đau đầu, tức là mình đã dây mượn sự đau đớn đó rồi. Ở đây là thầy chưa có nói tới lấy cái khúc cây mà đập một cái bóp đâu, phải không? Đi mua con cá lóc về là bắt đầu chở cán dao lại liền, gõ một cái bụp, con cá nó dãy dãy liền. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn của cuộc đời, vay mượn của vô lượng chúng sinh nhiều lắm. Cho nên bây giờ đó, Phật tử nào chúng ta cũng bị nhức tay, nhức chân, nhức mình, nhức mẩy hết đó quý Phật tử à. Phải không? Bị nhức đầu là thường xuyên luôn. Đó. Thành ra rồi mình mượn nợ của cuộc đời, đến khi đó người ta đòi mình là cái đầu mình nó nhức quá mà không chịu dùng A Di Đà vô lượng công đức để mà thanh toán món nợ của cuộc đời, phải không? Nhức đầu quá không biết làm sao bây giờ đây, người ta chỉ là chân ốc heo ăn cái nó hết nhức đầu. Thiếu nợ chưa trả bắt đầu mượn nợ thêm, thấy chưa? Người ta kêu chân ốc heo cái là bắt đầu bỏ vô cái trái bí rợ, mà trái nhỏ nhỏ vậy nè, gọt vỏ xong khoét cái lỗ móc ra, bỏ ốc heo vô chân ăn hết nhức đầu, nghe lời. Về chân ăn cả mấy cái ốc heo rồi mà đầu không hết nhức. Mình thiếu nợ người ta lợi, người ta đòi, người ta làm cho đầu mình nhức. Tại vì ngày xưa mình làm cho chúng sinh bị nhức đầu,
Mình dây bây giờ mình trả. Quý Phật tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, để cho nó hết nhức đầu. Phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cuộc đời của thầy nè, cách đây khoảng chừng 4 năm, bác sĩ đi khám cái đầu của thầy, bác sĩ nói là thầy đã bị suy não, không thể đi giảng được nữa, nó nhức dữ dằn luôn. Thầy ngồi thầy nhìn là biết rồi, hồi kiếp trước chắc cũng dữ dằn lắm chứ không chơi đâu, phải không? Không đạp vô đầu người ta cũng nói trên đầu, trên cổ người ta nè, chứ không gì đâu. Bây giờ cho nên nó nhức nguyên một đêm không thể nào ngủ được hết, ngồi dựa vào trong vách tường không. Đi khám bác sĩ nói bị suy não, mà nếu tiếp tục mà đi giảng hoài đó thì nó đưa đến cái tình trạng khô não. Rồi thầy hỏi bác sĩ là suy não là sao bác sĩ? Bác sĩ nói suy não thì không có gì to tát lắm đâu thầy à. Mình đi ngang cái chùa của mình không có quẹo vô đi luôn không à. Không có nhớ ai hết trơn, không có nhớ chùa, nhớ chiền, không có nhớ đường đi, nước bước gì nữa hết đó. Rồi cuối cùng rồi bắt đầu đi trị bệnh. Đi lên bệnh viện này, bệnh viện kia, nó cũng nhức y như cũ. Cuối cùng sao thầy gặp được một cái ông thầy đó, ông thầy thuốc thôi chứ không phải là xuất gia. Thì ông mới mời lại ngay cái chỗ, cái thất riêng của ông. Ông hốt thuốc nam cho uống. Ở trong đó ông cho uống có hai vị thôi, mà trong đó có một cái cây mà ở đó gọi là cái cây cái gì thầy quên tên rồi, mà ở miền Nam mình gọi là cây mắc cỡ ta, không biết là ở đó nó tên cái tên của vùng đó. Nó hai vị thôi, với cây đinh lăng, cái đọt đinh lăng, hai cái đó. Rồi cái bắt đầu sắc cho thầy uống, nhưng mà với điều kiện đó là mỗi một ngày phải lại 200 lại, có nghĩa là gục lên gì nè, đứng lên gục xuống, đặng cho máu nó lưu thông trên đầu. Lúc bây giờ thầy mới thấy nó như vậy, uống thuốc bắt đầu sám hối, thấy nó lại không uổng quá, bây giờ sám hối thôi. Một ngày lại 1000 lại, sáng 4 giờ lại 200, 9 giờ sáng lại 200, 2 giờ trưa lại 200, 6 giờ chiều lại 200, 9 giờ tối trước khi đi ngủ lại 200. Mỗi một ngày lại 1000 lại, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sẵn dịp đó mình sám hối luôn. Quý Phật tử có biết không, khi mà thầy lại đến 150.000 lại, đầu tự nhiên hết nhất. Thấy không? Tự nhiên nó hết nhất đầu rồi, bây giờ cái bác sĩ coi lại cái não không còn là suy não nữa. Phải không? Chứ nếu mà nó suy não làm sao ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử. Cho nên đó, không phải rằng là nó màu nhiệm hay nó linh thiêng gì cả, mà đây là một sự thật. Mình thiếu nợ người ta đòi, bây giờ phải trả thôi. Mà muốn trả, tiền của mình không trả được. Mình có tiền đâu có trả được. Thầy ví dụ như thế này, mình thiếu nợ một cái người ngoại quốc, mình lấy tiền Việt Nam mình trả, người ta đâu có lấy. Mình thiếu nợ người Mỹ, người Đức, người Anh, người Úc, người gì bất cứ, mình thiếu nợ người ta lấy vàng ra trả, người ta nhận hết. Đúng không? Cho nên mình thiếu nợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mình thiếu nợ cõi trời, mình thiếu nợ cõi Phật, mình chỉ dùng A-di-đà vô lượng công đức là trả được hết. Tại vì A-di-đà vô lượng công đức nó cũng giống như vàng vậy đó, nước nào xài cũng được, cõi nào xài cũng được cả. Cho nên quý Phật tử thấy, khi mà cha mẹ mình mà hoặc là người thân của mình qua bên kia cửa tử rồi, tại sao phải niệm A-di-đà vô lượng công đức? Trong cái giấy tiền giảng sanh, quý Phật tử thấy không, có cái đề cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó. Không phải rằng là mình phải viết cái miếng giấy có câu A Di Đà qua bên kia người thân của mình mới xài được, mà tại vì đó các vị tổ sư của mình thấy người thân của mình không ai mà tha thiết với câu A Di Đà để gửi qua bên kia cho thân nhân của mình hết. Phải không? Đâu có đứa con nào mà nó ngồi nó niệm A-di-đà 49 ngày để mà nó gửi công đức về cho cha mẹ nó bên kia cửa tử đâu. Cũng đâu có người thân nào ngồi bên đây mà niệm Phật A-di-đà suốt 49 ngày để đem cái công đức này hồi hướng cho thân nhân của mình ở phía bên kia cõi vô hình. Phải không? Cho nên các vị tổ thấy vậy, biết cái tâm của chúng sinh nó không đủ trình độ niệm Phật gửi, cho nên bắt đầu mới tạo ra tiền vãng sanh, để cho quý Phật tử vừa đốt miếng giấy đó để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho nên người nào mà niệm suốt 49 ngày A-di-đà thì thân nhân của mình nhận vô lượng công đức ở bên đó. Còn ở đây tới tuần thất mà mình đốt có mấy miếng tiền giảng sanh cũng giống như là mình gửi tiền lẻ qua cho ông bà mình bên đó vậy đó. Không có đủ để xài đâu quý Phật tử à. Cái cõi đó đâu có xài tiền mà chỉ xài vàng. Cũng giống như là mình ở đây mình xài A-di-đà vô lượng công đức vậy đó. Đổi được hết. Công đức đi đến đâu cũng đều xài được. Cũng giống như rằng là vàng đi đến nước nào xài cũng được hết. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta phải làm sao hiểu được cái món nợ của cuộc đời, để rồi chúng ta mới thanh toán, chúng ta mới trả được cho nó. Chứ còn cái này đó mà mình chưa có trả là mình vay liền rồi, phải không? Ở đây ai bị bệnh mà dám lại Phật đâu. Lại Phật cho nó hết bệnh. Có như vậy đó mình mới có thể đủ cái tinh thần và đủ sức mạnh của mình về Phật. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, mới vừa rồi đây một Phật tử pháp danh là Diệu Liên ở Vĩnh Long á, cách đây cũng khoảng chừng năm nay cô được 72 tuổi rồi, năm 64 tuổi, bác sĩ nói rằng là thôi chở cô đi về đi, rồi cô thèm cái gì cho cô ăn, bởi vì cô bị ung thư đại tràng, cái nguyên một cái khối ruột già ở trong bụng nó bị ung thư rồi, xuất huyết đại tràng hoài luôn. 64 tuổi ốm nhôm ốm nhách, con cháu đưa về nhà luôn cho cái bà nằm ở đó, chứ bà ăn cũng chẳng được luôn. Thì bạn đạo như quý Phật tử vậy nè mới đi đến, mới nói thôi bác sĩ nói vậy thôi chị cũng vui vẻ đi, cuộc đời ai cũng có một lần đi, và chúng tôi cũng đi như chị thôi, phải không? Cho nên thôi đừng có buồn nữa, mà bây giờ đó trước khi đi về Phật nhớ đem quà cho Phật A Di Đà. Thì bạn đạo nói vậy đó. Thì cô đang buồn mà bác sĩ chê rồi là buồn trong bụng lắm, sợ chết lắm luôn. Nhưng mà nghe bạn đạo nói thôi ai cũng đi, chúng tôi đi cũng như chị đi thôi, mà thôi mình đi về Phật mình phải có món quà để mà cúng dường cho Phật A Di Đà. Thì cô Diệu Liên mới hỏi bạn đạo mình món quà gì. Thì bạn đạo mới nói thôi bây giờ chị niệm Phật đi, chỉ có vô lượng công đức mới cúng dường lên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà mới cúng dường nó thanh tịnh được, chứ còn cúng dường tầm bậy tầm bạ tội thêm nữa. Thôi chị niệm Phật đi nghe. Thì cô Diệu Liên này nghĩ rằng là thôi mình cũng đi chứ không có thể nào sống được hết, nó ra máu tối ngày mà ăn không được nữa. Cô Diệu Liên niệm Phật không, niệm Phật suốt như vậy đó. Thì lúc đầu niệm được một tuần lễ, cô Diệu Liên thấy rằng là cái bụng nó đau nhưng mà ít hơn. Niệm được tới 3 tháng thì một đêm đau, một đêm không đau. Tới 6 tháng cô Diệu Liên cảm thấy mình ngủ được. Tới 6 tháng ngủ mà nó không còn đau và cái xuất huyết nó không còn nữa. Cô Diệu Liên bắt đầu sao tự nhiên cái bụng của mình nó thèm. Mới kêu con cháu đút cho một miếng sữa. Thì uống vô không có bị hề hấn gì, hồi xưa uống vô một cái là nó đau chịu không thấu luôn đó. Uống được thì sau đó cô Diệu Liên ngủ được. Và ngồi, chống tay tự ngồi dậy được. Con cháu mừng quá, sáu mừng luôn. Đó thì quý Phật tử biết, khi mà chở cô Diệu Liên đi lại bác sĩ để mà khám siêu âm một lần nữa, thì khối u đại tràng ngày xưa nó bít cái ống đường ruột luôn, bây giờ nó teo lại còn có chút xíu vậy. Thì quý Phật tử thấy mình bệnh có nghĩa là gì? Con nợ đang đòi mình đó. Mà cái dở nhất của mình là sợ hãi, đau khổ, rồi đi tìm cái này cái kia để trị. Mà đi tìm có nghĩa là nợ cũ chưa thanh toán xong, mượn thêm nợ mới. Thấy không? Đau tim là gì? Đau tim có nghĩa là ngày xưa mình làm cho vô lượng chúng sinh đau khổ, nhốt người ta lại, rộng người ta trong thao, nhốt người ta trong chuồng, cột người ta ở trong cây cột. Chúng sinh sợ quá, chúng sinh lo quá, cho nên chính cái nghiệp làm chúng sinh lo âu sợ hãi mà bây giờ mình trả cái món nợ của cuộc đời, mình bị đau tim. Giật mình một cái là sợ, giật mình một cái là sợ. Bây giờ nó đòi rồi, thì quý Phật tử ơi cứ hãy niệm Phật A-di-đà vô lượng công đức để mà mình thanh toán cái món nợ mình đã vay. Đằng này không chịu trả. Mua trái tim heo đó mà chưng với con rùa vàng đó nghe, dây tơ hồng nữa là hết đau tim. Phải không? Cái nợ cũ chưa có trả là bắt đầu dây thêm nợ mới nữa thì làm sao đây? Suốt cuộc đời của chúng ta cứ mang nợ cõi ta bà thì làm sao đi về Phật đây? Phải không? Mình mang nợ hoài thôi. Ở trong đây ai nhức chân
đau quá trời, cái khớp này đau quá, không có cái gì để hết, mà không biết lại Phật, không biết niệm Phật để mà cho nó hết. Phải không? Cái nghiệp của mình đến thì chỉ có cái đức của mình nó mới có thể tiêu thôi. Thuốc men cái gì, nếu mà cái nghiệp của mình nó nhiều rồi, cái đức của mình không có, bây giờ thuốc của ông thầy thuốc hoặc là thuốc của ông bác sĩ nổi tiếng cũng không thể nào mà chạy chữa hết đó. Có nhiều người rất là giàu, tiền rất là nhiều, còn cái nó nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà có sống được đâu. Quan trọng là cái đức của mình. A-di-đà vô lượng công đức, chứ không phải tiền đâu quý Phật tử. Nợ nó đòi là trả đi. Người càng giàu đó càng giật nợ nhiều, phải không? Cho nên mình thiếu người ta, cha mẹ mình bị đau như vậy đó mà không lo niệm Phật để mà trả, cha mẹ mình đang bị tiêm như vậy đó mà cứ đi mượn nợ chúng sinh. Mỗi một ngày là một con rùa vàng, mà uống 7 ngày là 7 con rùa vàng, uống 1 tháng là 30 con rùa vàng, chịu sao thấu đây, phải không? Mình muốn bình an mà mình gieo sự bất an cho chúng sinh khác hoài thì làm sao bình an được. Cho nên đó quý Phật tử thấy, người càng giàu thì chúng ta càng dây nợ nhiều chừng nấy. Kiếp này đó mà cũng chết chứ không có sống nổi với cái bệnh đau tim đâu, phải không? Thiếu nợ không trả thì vẫn là chết trong cái bệnh đau tim thôi, nhưng mà kiếp sau trả lại 20 mấy con rùa vàng, phải không? Rồi 20 mấy trái tim heo nữa, chàng ơi. Rồi tiếp tục kiếp sau đó, kiếp này đau tim mà nhà giàu, kiếp sau đau tim nữa mà nhà vừa vừa khá giả thôi, rồi tới kiếp sau nữa cũng đau tim nữa mà nhà nghèo thiệt là nghèo. Kiếp sau mới sanh ra bác sĩ nói bé này nó bị tim bẩm sinh. Nó cứ liên tục như vậy, rồi kiếp này càng xuống, càng xuống, càng xuống hoài luôn đó quý Phật tử. Mình phải trả cái món nợ của cuộc đời, đừng có mượn, đừng có giật mà cũng đừng vay thêm nữa. Nhớ A-di-đà vô lượng công đức của chúng ta để chúng ta trả nợ. Cô Diệu Liên niệm Phật không, cái món nợ mà cô trả là món nợ ruột, phải không? Ở trong đây quý Phật tử nào mà có từng ăn ruột không? Ăn ruột của chúng sinh không? Có nhiều người ăn ruột của chúng sinh thì bị bệnh ruột thôi, phải không? Ăn ruột non, ăn ruột già, ăn toàn là bộ đồ lòng của chúng sinh không, thì bây giờ bộ đồ lòng của mình nó hư. Mình mượn thì bây giờ mình trả. Mình muốn trả thì phải A-di-đà vô lượng công đức mới trả nổi quý Phật tử à. Còn đằng này đã bị đau ruột rồi mà cứ giết hại chúng sinh. À, ông thầy thuốc chân chính đó thì kêu về đó cho bà ăn đồ ngon đồ bổ đi. Còn ông thầy mà không có chân chính đó, chàng ơi, bị tổ cô quở rồi đó, vô mần gà đi, giái heo cúng đi, bị tổ cô hành đó, hoặc là bị dông dựa đó, nói tầm bậy tầm bạ không. Thiếu nợ chúng sinh ngày xưa, bây giờ cứ là giết gà, giết heo để cúng trả lễ gì đó. Mình thiếu nợ mà mình không dùng A-di-đà vô lượng công đức để trả, mà mình cứ là dây mượn thêm thôi. Bây giờ quý Phật tử mượn người ta 500 ngàn đi, hay là mượn người ta 40 triệu đi. Bây giờ thiếu nợ 40 triệu, quý Phật tử đem vàng lại trả cho người ta, người ta đâu có từ chối đâu, phải không? Đâu có cần mình phải trả tiền đâu. Mình đau ruột, mình đâu có cần lấy cái ruột của mình trả cho người ta, mà cứ lấy vàng trả cho người ta là được. Thiếu tiền lấy vàng trả, đâu có ai từ chối đâu, phải không? Mình thiếu người ta sinh mạng, mình thiếu người ta sự đau đớn, mình lấy A-di-đà vô lượng công đức để mà mình trả cái món nợ của cuộc đời. Vậy mà quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn suốt từ khi mở mắt chào đời, trong kiếp này thôi chúng ta đã từng vay mượn rồi. Cái bụng của mình vay mượn, thân xác của mình vay mượn. Trong những lần trước thầy có kể câu chuyện cho quý Phật tử nghe, đó là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời Phật Quay Âm Dương phát nguyện làm thân cây lúa để cho chúng sinh ăn đó, để cho tất cả chúng ta khi mở mắt chào đời cho đến ngày từ biệt cuộc đời đó, mình ăn hạt lúa để mà trong người của mình có Phật chất, phải không? Phật Thích Ca hóa thân thành hạt lúa, rồi chúng sinh trồng cây lúa, cắt cây lúa, đập hạt lúa thành gạo, nấu hạt gạo thành cơm, để rồi chúng ta ăn hạt cơm đó để mà nuôi lớn thân mạng của mình. Ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn thân của quý Phật tử ở đây mang thân Phật. Từ khi mở mắt chào đời là biết ăn cơm rồi, phải không? Cho đến già cũng biết ăn cơm vậy. Tức là ăn nguyện thân của Phật đó. Mà quý Phật tử kiểm tra coi thân của mình có một chút nào Phật không? Không có, thấy không? Tại vì sao? Mình dây mượn chúng sinh nhiều quá, cho nên nó ép cái thân Phật vào trong tận cùng quên lãng của mình.
mình vay mượn thân thể của chúng sinh, cho nên rồi đó, cái sự vay mượn đó nó ép cái thân Phật, ép cái nguyện Phật vào trong tận cùng sâu thẳm của quên lãng luôn, không nhớ. Mỗi một ngày đó, khi mà mình chưa đến đạo tràng, khi mà mình chưa biết đạo, quý Phật tử chúng ta đã vay mượn của chúng sinh rất nhiều luôn. Vay mượn không? Trong đạo tràng của mình hồi mới sanh ra ăn chay tới lớn không? Có ai vậy không? Đâu có đâu, phải không? Cho nên đó, mình vay mượn thân thể của chúng sinh nhiều lắm. Rồi mình ngồi tự động mình kiểm tra coi, chẳng lẽ cái bao tử dạ dày của mình nó là một nghĩa trang tập thể sao? Nơi đó mà mỗi ngày chúng ta cứ hạ nguyệt, cứ tẩn liệm vào trong bụng của mình vô số tất cả những chúng sinh vô tội. Có thể rằng là vợ chồng con cái ngồi quanh một cái mâm bàn tròn, rồi mạnh ai nấy tẩn liệm, phải không? Có khi rằng là cả gia đình tẩn liệm một chúng sinh, có khi cả gia đình tẩn liệm vô số chúng sinh. Một cái chảo cá kho thôi, cá nhỏ nhỏ, cá cơm, cá linh, cá lòng tông gì đó hết, là thôi gia đình mình tẩn liệm ít nhất một người cũng 3-4 chúng sinh trong cái nghĩa trang tập thể đó, phải không? Rồi có đôi khi nướng nguyên một con cá lóc thiệt là bự, cả gia đình, cả bạn bè, bà con của mình xúm nhau, mỗi người một tay, mỗi người một đũa, thi nhau mà tẩn liệm, biết không? Cho nên mình vay mượn thân thể của chúng sinh rất là nhiều, quý Phật tử à. Cho nên bây giờ thân thể của mình đau đớn, thân thể của mình bị nóng bức. Tại sao chúng sinh đó, có người đó vô trong lửa ngồi chơi để chết? Tại sao vậy? Hồi xưa nướng cá nhiều quá mà, quay heo nè, nướng cá nè, thì bây giờ tự động thôi, cái nghiệp nó đến mà không chịu dùng A-di-đà để trả từ từ, thì một ngày nào đó ngồi trong nhà, nhà tự nhiên Phật cháy thôi à. Đó, tự nhiên Phật cháy rồi chết ở trong đó vậy thôi. Mình trả cái nghiệp, mình không chịu trả bằng vàng thì mình trả bằng thân mạng thôi, quý Phật tử à. Mình có câu A-di-đà vốn của mình có, Phật cho mình đó. Đức Phật Thích Ca cho mình vàng, tức là cho mình vô lượng công đức bằng câu A-di-đà để mình trả, để mình giữ cái thân của mình lại. Mà quý Phật tử không chịu, mình không dùng A-di-đà vô lượng công đức để mình trả cái món nợ của cuộc đời, để rồi mình giật người ta hoài, trốn hoài được không? Ở ngoài đời trốn nợ thì tạm thời có thể được, chứ mà ở trong nhân quả trốn không nổi đâu quý Phật tử ơi, phải không? Cho nên có một ngày nào đó cái tự nhiên tất cả chúng ta gì đó ngồi trong nhà, cái nhà nó cháy lên, rồi tự nhiên cái đi xuống sông vậy đó, rồi cái nằm ở dưới sông chết, chết ở trên bờ nực quá, phải không? Xuống dưới đó chết cho nó mát mát một chút đó. Ngộ thiệt đó, chứ không phải chơi. Ở Cần Thơ có một cái chú đó, nhậu vô một cái là qua bên chùa, giọng cửa chùa vậy đó, chửi tùm lum tùm la, rồi chửi mệt cái đi về ngủ. Mà đêm nào nhậu cũng như đêm đó hết đó. Rồi sư ông ở trong chùa Bú Liên, chỗ của thầy ở hồi xưa đó, sư ông nói thôi kệ nó, con ơi đừng có ra nói gì hết đi, bây giờ nó say nó xỉn nó đâu có biết gì đâu, ra nói đây rồi mình vô tình mình làm cho nó mang thêm khẩu nghiệp nữa, thôi nhịn nó đi, kệ nó. Rồi ảnh chửi vậy đó, rồi cái hoài luôn, hết ngày này tới ngày kia, tháng này năm kia hoài. Rồi mới có cái tuổi mới 25 tuổi thôi, nhậu từ năm mười mấy tuổi gì đó, rồi nhậu tới năm 25 tuổi thì bắt đầu cái sông Cần Thơ ngay bến Ninh Kiều đó, buổi chiều đó tự động rồi ảnh cứ đi từ cái bãi sông, nước nó cạn đó, rồi đi ở trên bãi đi dài dài đi, người ta tưởng là ổng đi tắm. Ổng đi một hồi nước ngập tới cổ, nước ngập tới đầu, nước ngập luôn, rồi đi xuống đi hoài rồi chết luôn ở dưới. Tới cái nghiệp nó đòi rồi là phải trả thôi, chứ không thể nào mà chạy trốn đi đâu hết. Cũng giống như là ở Phụng Hiệp vậy đó, hai vợ chồng chuyên môn đi mua rắn ở bên của Việt Nam mà nó thu mua rắn đem về lột da hết. Hai vợ chồng làm với đứa con trai 15 tuổi, bắt đứa con gái 12 tuổi, xúm nhau hai vợ chồng hai đứa con lột da rắn, rồi cái bắt đầu đem qua miên xuất khẩu, đi mấy chuyến đầu lời hết biết luôn đó. Thành ra về cứ là mua rắn về lột da thôi. Cái bữa đó thằng con trai 15 tuổi nó nói, má ơi con không lột rắn nữa đâu, mỗi lần mà con lột rắn rồi tối con ngủ cái da con nó đau dữ lắm, nó rát mà nó đau từ cần cổ nó đau xuống tới chân, con không có dám lột nữa đâu. Má nó nói, mày làm biến, mày đặt chuyện không, mày mà không làm ba mày quýnh mày chết đó, phải không? Rồi nó cũng gán nó làm chứ sao giờ, mà nó sợ lắm. Hai đứa đều nói như vậy hết. Cái buổi trưa đó, sau khi buổi sáng
hai vợ chồng, hai đứa con ngồi lột một đống da rắn rồi, thì hai đứa nhỏ mới lên ngủ trưa. Mà ở dưới quê Phụng Hiệp mũi lắm quý Phật tử, văng cái mùng vô ngủ trưa chứ còn ngủ ở ngoài mũi dữ lắm. Ăn cơm xong hai anh em nó lên ngủ, mẹ nó mới châm đèn dầu. Nhà ở dưới quê mà đốt cái đèn dầu thôi, thì khi bà đốt vậy đó thì bà mới đổ dầu, cái dầu lửa đổ xuống đất, cái hột quẹt nó mới phực cái phực lửa lên, thì ngọn lửa nó bay lên vậy thôi. Lửa của dầu mà chứ đâu phải xăng đâu, thì nó bay cái ngọn lửa lên. Bà nhìn thấy cái ngọn lửa đó nó ngoằn ngoèo như con rắn gì đó, mà nó chui vô trong mùng hai đứa nhỏ. Rồi bà nghĩ bình thường thôi, nó đâu có cháy đâu à, nó chui vô mất tiêu. Xong xuôi một hồi tới giờ lột da rắn, bà dở cái mùng lên, quý Phật tử tin không, hai đứa con nó chết queo, nó cháy queo mà nó cong như con rắn gì đó. Bà ngồi bà khóc, mà bà cứ dỗ xuống đất, bà tức, bà nói phải cháy nhà mà con bà chết, bà không tức mà cái miếng dầu lửa nó phật, mà cái ngọn lửa nó đi lên có chút xíu, nó hoằng nó chui vô trong mùng giống như là bình thường thôi. Vậy mà cái mùng không cháy mà hai đứa con chết cháy ở trong, bà tức quá trời. Đó thì bà mới nhớ lại hai đứa con của bà, nó nói con không dám lột da rắn nữa đâu má ơi, nó đau cái da con dữ lắm luôn. Mà cuối cùng rồi quý Phật tử thấy rằng là cái món nợ trả bằng hai đứa con trước rồi đó. Hai vợ chồng mà không dừng lại, mà không quy y Tam Bảo là tới hai vợ chồng trả luôn cái món nợ đó đó. Thấy không? Tại vì sao mà hai đứa con nó trả trước? Là tại vì làm tất cả bao nhiêu tiền là lo cho hai đứa đó thôi. Bao nhiêu tiền mà lột da rắn này là lo cho hai đứa nó ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi học, đi hành. Chứ hai vợ chồng thì không có xài bao nhiêu hết. Nó thành ra rồi trả trước cho hai đứa con. Cho nên hai vợ chồng tự nhiên nhớ lại thằng con trai, con gái mình nó nói như vậy rồi, không bao giờ đi làm cái nghề lột da rắn nữa, nghỉ luôn đó. Và quy y Tam Bảo, bây giờ tu Phật thất như quý Phật tử nè. Đó, nếu không đó thì không có dừng chân kịp lúc, dừng tay kịp lúc đó quý Phật tử, thì cuộc đời này món nợ nó sẽ đòi tới nữa luôn. Ở trong đạo tràng của chúng ta, không có một người nào mà không vay mượn cái món nợ của cuộc đời hết. Kể cả quý thầy xuất gia, quý ni sư xuất gia cũng vẫn vay mượn, phải không? Nhưng mà nếu mà ni sư nào đó mà đầy đủ công đức, quý hòa thượng nào mà đầy đủ công đức lành rồi, tức là trả liền trong kiếp này. Thí dụ như bây giờ mình thiếu 150.000, thì cái con nợ nó cho mình trả 3 tháng, 1 tháng 50.000 quý Phật tử à, phải không? 3 tháng. Cũng giống như bây giờ mình vay mượn thân xác của chúng sinh, nó sẽ cho mình trả 3 kiếp. Mình vay mượn mình trả 3 kiếp. Nhưng mà quý ni sư của mình, quý hòa thượng tôn túc của mình tu công đức lành nhiều quá, không cần phải 3 tháng, cũng không cần phải 3 kiếp nữa, mà trong kiếp này đầy đủ công đức để trả. Cho nên gọi là gì? Dồn nghiệp. Cho nên quý Phật tử đừng có thấy quý ni sư của mình tu rồi cái khi mà mất đó, bị tai nạn xe cộ đụng nè, bị té nè, mấy cái đó là các người đã đầy đủ nghị lực chấp nhận dồn nghiệp để trả một lần. Để trả một lần rồi đi về Phật, chứ không muốn luân hồi sanh tử mà trả góp nữa. Đủ tiền trả một lần, không cần phải trả góp tháng này tới tháng kia nữa quý Phật tử à, phải không? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta đừng có một cái suy nghĩ gì về cái chuyện đó cả. Bây giờ đó, mình muốn đi Mỹ, món nợ này phải trả góp 3 tháng, bây giờ phải đi liền. Quý Phật tử ơi, mình phải trả liền cho người ta chứ làm sao trả góp nữa. Về bển thì làm sao trả góp được đây. Cho nên, có đôi lúc đó mình còn ở lại cõi Việt Nam, người ta cho mình trả 3 tháng, nhưng mà đi qua Mỹ rồi là trả hết cho người ta đó quý Phật tử. Còn ở lại cõi ta bà, trả kiếp này, trả kiếp sau, đầu thai lên, đầu thai xuống, tiếp tục trả, không sao hết. Nhưng mà chấp nhận về Phật A-di-đà rồi, một lần chót để trở về quê Phật là phải thanh toán cái món nợ của cuộc đời ngay từ ở kiếp này. Có một cái chú đó, chú là người ở của một ông trưởng giả. Hình như thầy có kể câu chuyện này cho Phật tử nghe rồi. Làm người ở thôi. Một ngày kia có một vị hòa thượng đến để mà xin ông trưởng giả một chút tiền để mà bố thí cho những người dân bị lũ lụt, và để đúc cái tượng Phật. Ông trưởng giả không cho, ông đuổi hòa thượng đi. Thì cái anh chàng người ở này mới nói rằng là đúc cái tượng Phật bao nhiêu,
Thì Hòa Thượng nói khoảng 100 đồng vàng, rồi thêm 100 đồng vàng nữa để bố thí cho những người dân bị lũ lụt là 200 đồng vàng. Anh người ở này anh mới hỏi: ông trưởng giả, con ở đợi cho ông suốt cuộc đời của con được bao nhiêu tiền? Thì ông trưởng giả ông mới tính khoảng 30 năm thôi. Tính ông này khoảng 30 năm là suốt cả cuộc đời đó, thì mỗi một tháng ông trả bao nhiêu đó, thì trả được khoảng 210 đồng tiền vàng. Anh thanh niên anh mới nói: thôi bây giờ ông cho con ứng 200, con ở đợi cho ông suốt đời không lấy tiền, cúng dường cho Hòa Thượng về để mà 100 đúc tượng Phật và 100 bố thí cho người nghèo. Thì ông trưởng giả này thấy lời rồi, phải không? 210.000 là có 30 năm thôi, mà bây giờ đưa có 200 đồng tiền vàng mà nó ở suốt đời cho mình, quá lời rồi. Ông lấy 200 đồng tiền vàng ông đưa cho Hòa Thượng. Anh thanh niên này ảnh làm cho ông trưởng giả tới năm thứ hai anh bị mù. Anh thanh niên ảnh mù không thấy đường. Ông trưởng giả nói: mù hả? Mày làm chuyện mù chứ không cho mày ở không? Đưa mày hết 200 đồng tiền vàng rồi cho mày ở không sao được? Cho làm cái chuyện của thằng mù luôn. Mù cà quạng vậy đó mà cũng phải đi làm. 6 tháng sau tự nhiên cái cùi. Mình mẩy cái anh thanh niên này cùi lên thấy gớm luôn. Buộc lòng ông trưởng giả mời nó đi luôn. Bỏ 200 đồng tiền vàng mời nó đi, chứ nó cùi thấy gớm quá trời quá đất rồi làm sao ở. Rồi anh cùi này mới đi ăn xin. Đi ăn xin mù mà còn cùi nữa làm sao chịu nổi. Ai cũng chạy, ai cũng sợ, ai cũng né hết. Sao tình cờ gặp cái Hòa Thượng đi. Hòa Thượng thấy vậy, cái Hòa Thượng bưng về chùa cho chú ở, săn sóc, tắm rửa, cơm nước cho chú. Được 6 tháng vậy đó, cái chú đi ra sau giường chùa đó, ra cũng dọn dẹp chúng làm đó, rồi lọt xuống mương té dưới chết đó. Té dưới mương chết. Cái Hòa Thượng đi về mới kiếm hoài không thấy, đi ra sau giường nhìn dưới mương thấy anh thanh niên đó nằm chết ở dưới. Hòa Thượng mới vớt lên rồi kêu bạn bè Phật tử đến rồi chôn cất. Chôn mới có 3 ngày trời đánh nứt cái mã luôn. Ông Hòa Thượng ông mới nói: ủa sao kỳ vậy ta? Một thanh niên tốt bụng như vậy đó, cúng dường 200 đồng tiền vàng làm đầy tớ suốt cả cuộc đời, làm tượng Phật, cúng dường cho người nghèo nữa, mà tại sao rồi bị đuôi, bị cùi, bị chết dưới sông, rồi đem dưới chôn trời đánh nữa, kỳ cục quá. Vị Hòa Thượng mới đến tượng Quan Âm quỳ lại 7 ngày 7 đêm như vậy. Hòa Thượng không ăn uống luôn quý Phật tử, lại hoài, mệt thì nằm ngủ, giật mình thức dậy tiếp tục lại, không có bao giờ đi vô phòng luôn, ra Quan Âm ở ngoài sân chùa lại suốt 7 ngày. Đến cái ngày thứ 7 cứ bằng nó đuối hết mình rồi, Hòa Thượng ngã ngang qua rồi ngủ luôn à. Lại gì nổi nữa. Thì trong giấc ngủ Hòa Thượng thấy Bồ Tát Quan Âm đến cho Hòa Thượng biết chàng thanh niên này cái tạo cái tội từ quá khứ dữ dằn lắm đó. Nhưng mà ta nói cho Hòa Thượng nghe, nhờ cái công đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này mà vị thanh niên này dồn nghiệp. Thay vì thanh niên này một kiếp làm ở đợ xong rồi, kiếp thứ hai nó phải chịu mù một kiếp luôn, kiếp thứ ba nó phải bị cùi một kiếp luôn, kiếp thứ tư nó phải chết ở dưới sông, kiếp thứ năm nó bất hiếu nó phải bị trời đánh. Nhưng mà nhờ đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này cho nên chỉ có một kiếp này thôi, mà nó gom lại 4 kiếp kia nó trả một lần để về Phật. Chỉ một lần thôi để về Phật. Chịu mù có 1 năm, chịu cùi có 6 tháng, rồi chết dưới sông, rồi bị trời đánh khi mà mình đã chết, còn hơn là lúc mình sống mà trời đánh mình. Cho nên nhờ công đức cúng dường đó mà thanh niên dồn nghiệp. Quý Phật tử thấy chàng thanh niên đó biết cách để trả nợ của cuộc đời không? Ở đây mình không biết cách để trả nợ của cuộc đời, mình cứ chạy trốn là một, rồi mình trả nửa, rồi mình dây hai, trả có phân nửa cái dây hai hà. Mình đang đi ở ngoài đường tự nhiên rồi cái bà đó bà đi ngang, xe của bà sắn chúng mình đó quý Phật tử à, là mình đang trả nợ. Phải không? Ngày xưa mình làm một chúng sinh nào đó đau đớn thì bây giờ chúng sinh đó tự động đụng mình cho mình đau đớn để trả.
A-di-đà bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời thì có gì đâu, phải không? Bà đụng mình đó, rồi xong xuôi bà còn chửi mình nữa. Món nợ mà ngày xưa làm người ta đau đớn rồi chửi người ta, bây giờ cái món nợ nó đã đến, nó đòi rồi. Nếu mà quý Phật tử A-di-đà vô lượng quang có chất Phật trong đầu, nếu mà nó đụng mình, nó còn chửi mình nữa, A-di-đà Phật bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời rồi, bỏ đi là mình không còn nợ nần ân oán nữa. Còn đằng này nó đụng mình, nó còn chửi mình, rồi bắt đầu mình đứng đó mình chửi lại nó. Nợ này mình trả gần xong rồi, cái bắt đầu mình mượn thêm. Cứ mỗi món nợ vừa trả gần xong cái mình cứ mượn thêm như vậy. Giống như mình đi vô ngân hàng, mình đáo hạn đóng lời vô ngân hàng gì đó, vô trọng đóng xong cái mượn lại, vô trọng đóng xong cái mượn lại, phải không? Thiếu nợ ngân hàng, đóng tiền lời có 100 ngàn, vô kiếm 100 ngàn trả vô xong cái mượn lại 300 ngàn đi ra. Mà mượn hoài suốt cuộc đời của mình không bao giờ trả được, rồi làm sao đi về Phật đây? Trong đạo tràng chùa Bửu Quang, ai thích mượn nợ của cuộc đời? Mô Phật, con không có thích mà tự nhiên nó đến với con không à, phải không? Tự nhiên rồi hai đứa ở hai nơi xa lơ xa lắc vậy đó, phải không? Chung một cái chuyến xe đi về nhà, tự nhiên nhìn nhau ngồi xa la mà băng đa băng đối diện vậy nè, nhìn qua nhìn lại cười cười nói nói, cái món nợ bắt đầu gặp nhau, phải không? Món nợ của cuộc đời đó, chứ đâu phải là tự động mà thương nhau đâu. Đâu có người nào mà tự động thương nhau đâu. Nó có một cái món nợ rồi tự động nó đến nó đòi. Không biết là cô ấy nợ chàng ta hay là chàng ta thiếu nợ cô ấy, hai người gặp nhau. Cuối cùng rồi sau khi đi về nhà chung sống với nhau rồi đó quý Phật tử ơi, anh chàng này vô trong chùa nói: thầy ơi con khổ quá, hồi đó con đi chùa con mới gặp bả mà bây giờ con khổ hết biết luôn. Con đi làm hồ suốt cả ngày mưa nắng gì đó, ở trần mặc quần cục leo lên xây từng viên gạch, xây từng viên gạch, mồ hôi mồ kê nó đổ tùm lum hết, tới tuần con lãnh lương về đưa cho bả. Con chỉ mong là bả ở nhà bả lo mấy đứa nhỏ thôi, đằng này bả xách tiền con bả chơi tứ sắc không. Khổ không? Ai nợ ai? Đó là món nợ của cuộc đời, phải trả thôi, phải không? Mà trả chưa xong đi không có được đâu quý Phật tử à, trốn nhà đi không có được đâu, phải không? Giận vợ vậy đó, bà cứ tối ngày bà cứ đánh bài đánh bạc, bà không lo mấy đứa nhỏ, giận quá bỏ nhà đi. Mà thầy ơi nó lạ lùng, một cái ở thì giận bả mà đi con bữa nhớ bả hết biết luôn, rồi bắt đầu đi về. Nợ trả chưa xong mà trốn làm sao được, phải không? Còn có nhiều đứa vậy đó, đi vô than phiền: chàng ơi thầy ơi con khổ hết biết luôn, tối ngày ổng cứ nhậu hoài luôn vậy đó, không có đem tiền về nuôi con, nhậu không? Con nói gì nè, bây giờ anh ở nhà anh lo mấy đứa nhỏ đi, anh đừng có đi nhậu nữa, tôi đi bán tôi kiếm tiền về tôi nuôi cha con ông, phải không? Con đi bán cóc ổi mới ghim cực lắm thầy à, con đội bán dạo mà, đi tiền bán lời được nhiêu nó về nó lục túi nó lấy hết, bữa nào nó lục mà không có nó quýnh con sưng con mắt hoài luôn vậy đó, phải không? Đó là nợ của ai? Cho nên vô quan trái bất thành phu phụ, không có cái món nợ ân tình quan gia trái chủ thì vợ chồng không bao giờ bước chân lên xe qua ký tên vào một bản án tù chung thân đâu, phải không? Đó thành ra rồi đó, vợ quýnh chồng quýnh bầm con mắt hoài, bạn bè nó nói chồng con của mày nó nhậu nhẹt, nó không có biết thương mày, mày bỏ nó mày đi cho rồi đi. Trả lời một câu xanh dờn với bạn bè: ảnh quýnh tao sưng con mắt vậy đó mà tao bỏ ảnh không được mày ơi. Nợ mà thiếu là phải trả, mà không bao giờ giựt được đâu quý Phật tử. Cho nên chấp nhận món nợ ân tình rồi thì đừng bao giờ chạy trốn, phải không? Không có chạy trốn được đâu. Cho nên cái món nợ của cuộc đời mình cứ dây mượn hoài. Mình dây cái món nợ bằng thân xác, mình dây cái món nợ bằng cái mà đồng tiền, mình dây món nợ bằng tình cảm, mình dây từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ mình dừng lại được đâu. Dừng lại được là chỉ có những người A-di-đà vô lượng quang, có ánh sáng trong đầu biết dừng lại. A-di-đà vô lượng thọ, tâm kiên định không chao đảo để dừng lại. Khi bị người ta đạp lên chân mình đau quá, mình đã sắp sửa, mình đã trả xong món nợ rồi, mà nếu không có A-di-đà vô lượng thọ, quý Phật tử chửi người ta tắt bếp luôn.
Cái món nợ này trả chưa xong là mình dây cái món nợ khác rồi, quý Phật tử thấy không? Cho nên cần phải có A-di-đà vô lượng thọ, để khi cái nợ nó đòi mình đủ cái tâm lực của mình, A-di-đà Thế Tôn, hôm nay con đã trả được nợ rồi, là mình bắt đầu mình quay lưng đi trong tâm trạng bình yên của mình, là món nợ đó sẽ không còn nữa. Đằng này mình cứ dây rồi cái mình cứ mượn, dây cứ mượn hoài suốt cuộc đời, rồi làm sao mình trả cái món nợ này đây, phải không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử chùa Bửu Quang đó, khi câu niệm Phật của mình đã có chất Phật bên trong rồi đó, thì quý Phật tử phải làm sao sáng suốt để trả những cái món nợ của cuộc đời. Đừng để cho cái món nợ ân quán của cuộc đời nó đeo mình qua tới bên kia đất Phật. Đừng có để cho nó đeo nữa, phải không? Nợ của cuộc đời nó nhiều lắm quý Phật tử ơi, mình không thể nào mà mình trả hết đâu. Bây giờ mình phải ngồi suy xét lại từ từ trong tâm của mình, để rồi mình bắt đầu mình trả. Mình bắt đầu mình trả từ từ. Tại sao con của mình nó làm cho mình khổ? Tại sao con của mình nó làm mình thức hoài không ngủ được? Tại sao vậy? Mình làm cho chúng sinh, mình làm cho chúng sinh khóc hoài, mình làm cho chúng sinh đau thương hoài, thì bây giờ mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Mà cái quả đó nó đến ngay người thân của mình. Cũng giống như hai vợ chồng lột da rắn như vậy đó, mà trả cái món nợ ngay người thân của mình là hai đứa con. Bây giờ mình cũng vậy, mình phải trả cái món nợ của cuộc đời mà ngay người thân của mình đến đòi, phải không? Chỉ có người thân lợi đòi mình mới trả thôi. Sanh nó ra thương nó nhất nhà, mà nó phá của nhất nhà, nó quậy nhất nhà luôn, nó làm khổ nhất nhà luôn, mà thương nó nhất nhà, phải không? Vì cái chỗ thương đó để món nợ mình mới có thể trả được. Nó đến nó lột sạch vàng bạc của mình hết cũng đưa luôn, rồi ngồi khóc, phải không? Bây giờ tôi nói cho bà nghe một câu, giờ bà đưa không? Bà không đưa tôi cũng có chìa khóa, tôi mở tủ à. Rồi tới chừng mở tủ ra tiền bạc gì đó mất tiêu hết luôn, ngồi khóc chứ làm gì? Không lẽ đi thưa con của mình, không lẽ báo công an để nhốt đầu con của mình? Cho nên cái món nợ đó phải trả, mà trả trong đau đớn. Nếu quý Phật tử hiểu được rồi đó, thì đây là món nợ của cuộc đời từ quá khứ xa xưa. Mình mượn cái thằng con của mình nè, bây giờ nó đến nó lấy lại. A-di-đà Thế Tôn, hôm nay con trả được cái món nợ này rồi, bắt đầu niệm Phật đi, phải không? Thì từ từ cái món nợ nó hết à quý Phật tử. Bây giờ mà mình cứ tiếc của làm cái gì? Của đó không mang theo khi mình về Phật, mình tiếc chi cái chuyện đó? Cho nên đó, mình phải biết A-di-đà vô lượng thọ, để tâm của mình không chao đảo, tâm của mình không có bị lung lạc, để mình đủ nghị lực trả cái món nợ, đủ sáng suốt để mình nhìn thấy rõ cái thực tướng của nó. Rồi mình đầy đủ công đức A-di-đà của mình để mình trả cho nó nhẹ nhàng một chút thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ quý Phật tử nè, cái món nợ trước mắt của quý Phật tử chùa Bửu Quang nè là món nợ bệnh đó, phải không? Mình ăn thịt chúng sinh nhiều quá, bây giờ bệnh, chuyện đó rất là bình thường. Dây mượn người ta thân xác nhiều thì bệnh. Bởi vì sao vậy? Đáng lẽ mình dây mượn người ta một cái xác chết thì mình đem cái xác của mình phải trả người ta. Nhưng mà cái công đức của kiếp người nó cao hơn công đức của kiếp cá, quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là một con cá tuổi thọ của nó, thí dụ mà một năm, một con cá đó tuổi thọ nó một năm, còn con người mình tuổi thọ quy định là 100 năm. Như vậy đó, cho nên mình ăn một con cá, hai con cá, có nghĩa là mình phải trả cái món nợ 1-2 năm cái tuổi thọ của nó bệnh. Chừng nào mà mình ăn đó, mà mình ăn cái tuổi thọ của con cá, mình giết tuổi thọ của con cá mà nó nhiều tới bằng cái tuổi thọ của mình, cái mình chết à. Đi ra ngoài biển quăng lưới, kéo lưới mà đúng cái số lượng của con cá mà mình kéo lên là bằng cái tuổi thọ của mình đó quý Phật tử ơi, một cơn sóng thần nổi lên là chết hết. Chết không còn một người nào trên chiếc ghe đó luôn. Bằng nào chừng nào cái tuổi thọ của con cá nó chồng vậy đó, nó đếm bằng cái tuổi thọ của mình, tuổi thọ sát nghiệp của mình, nó quất một cái là nguyên tàu đi hết. Nhưng mà khi tuổi thọ nó còn chưa có chết, nó chưa có đủ đó, thì nguyên tàu chết chỉ còn con thằng ôm miếng dán lội vô bờ được thôi, thấy không? Cho nên đó, mình ăn thịt cá chúng sinh nó chưa có đủ để mà mình trả một cái mạng của mình, thì bây giờ mình đang dây mượn nó những cái thân mạng, mượn nợ ít đó là bệnh thôi quý Phật tử à. Thì bây giờ mượn ít rồi thì A-di-đà vô lượng công đức để trả từ từ đi. Đừng có lo chạy thầy chạy thuốc rồi người ta bàn tầm bậy tầm bạ. Người ta nói dông dựa cô đó, cửu quyền quở cô đó, tổ cô lãnh cô gì đó cứ vậy không à. Mà không biết cô đó tên gì mà cứ tổ cô lãnh cô không. Cửu quyền nào mà quở con cháu.
cửu quyền thất tổ, nam thất nữ cửu, tức là bên đàn ông là thất, bên đàn bà là cửu. Cho nên cửu quyền là tất cả dòng họ quá cố bên ngoại, còn thất tổ là những người quá cố bên nội. Cho nên cửu quyền thất tổ là ông bà nội ngoại hai bên. Cửu quyền nào mà quở con cháu, ông bà nào mà ghét con cháu đến mức độ mà quở cho nó tan nhà bại sản đâu, phải không? Đổ thừa tầm bậy tầm bạ nghe lời mấy ông thầy đó rồi về cứ trách cứ cửu quyền của mình, về rồi giận hờn cửu quyền của mình, nó sai lầm dữ lắm đó quý Phật tử. Mình phải có A Di Đà vô lượng quang, cái chất sáng suốt trong tâm của mình. Đừng có nghe lời người ta rồi nói cái chuyện không ra đâu hết. Đừng có đem kinh pháp qua về nhà tụng đổ nghiệp. Lời của Phật dạy đem về nhà là bình an, chứ đem về nhà đổ nghiệp cái gì? Cho nên chúng ta không nên hiểu một cách mà nó mơ hồ, không nên hiểu mà một cách thiếu suy xét, không nên có một cái niềm tin mà tối tâm. Niềm tin tối tâm là mê tín đó. Niềm tin mà không có sáng suốt, không có cụ thể gì hết. Kinh pháp qua Đức Phật dạy mình là cái hành trang giúp cho mình bớt phiền não, dứt trừ đau khổ. Đem về nhà tụng mà tự nhiên cái nói rằng là đem về nhà tụng đổ nghiệp. Cái này chỉ tụng ở chùa thôi. Cuốn sách vật lý đi vô trong lớp, vô trong trường, ông thầy giáo dạy xong rồi học vật lý đàng hoàng, thằng nhỏ đem cuốn sách về nhà, cái nó mày đem cuốn vật lý này về nhà đọc coi chừng đổ nghiệp à. Cuốn vật lý này vô trong lớp mới học được, có ai nghĩ vậy không? Phải không? Cuốn sách học ở lớp đem về nhà vẫn đọc được, mắc mớ gì đâu mà đổ nghiệp. Quyển kinh pháp qua cũng vậy, là vô lượng công đức trong đó. Quyển kinh pháp qua là một cái địa chỉ đi về Tây Phương. Quyển Địa Tạng là một địa chỉ thứ hai, một loại khác đưa mình về Tây Phương. Vô lượng thọ là một địa chỉ đưa mình về Tây Phương. Cũng giống như từ thành phố Hồ Chí Minh của mình đi Hà Nội vậy đó. Kinh pháp qua là cái địa chỉ cho mình đi về Tây Phương, mà đi bằng xe đò, xe Phương Trang, xe Mai Linh. Phải không? Còn vô lượng thọ là một địa chỉ cho mình đi về Phật, mà đi bằng tàu hỏa. Phải không? Còn kinh A Di Đà đó là một địa chỉ nữa, nhưng mà đi xe riêng của mình, bốn chỗ ở nhà mình có mình đi. Đó, còn kinh Hoa Nghiêm là một địa chỉ về Phật A Di Đà mà đi bằng máy bay. Phải không? Cho nên sở dĩ mà các thầy không cho quý Phật tử mà tụng Hoa Nghiêm, bởi vì sao vậy? Không có tiền mua vé máy bay đâu mà đi. Phải không? Lên máy bay chóng mặt khó chịu lắm, cho nên đòi hỏi cái người đó đầy đủ công đức thì mới có thể tụng Hoa Nghiêm thấy Phật A Di Đà. Còn không đủ công đức tụng Hoa Nghiêm không thấy. Nội con cái tụng pháp qua mà còn chưa thấy Phật A Di Đà đây thì làm sao mà nói tới Hoa Nghiêm, phải không? Cho nên tất cả những cái kinh Đức Phật dạy đều là địa chỉ để dạy cho chúng ta, để chỉ đường cho chúng ta đi về Phật. Trong kinh mà Hiện Bảo Tháp, kinh pháp qua đó, ở trong cái tháp Đa Bảo có Phật Đa Bảo ngồi trong đó, mà cái tháp bị khóa cửa lại hoài. Phật Thích Ca mới nói với Phật Đa Bảo ở trong cái tháp đó là tất cả chúng sinh ngồi ở đây muốn thấy cái toàn thân của Đa Bảo Như Lai. Thì ở trong cái tháp nó vang ra cái âm thanh nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng tất cả những chúng sinh muốn thấy toàn thân của Đa Bảo Như Lai thì mười phương hóa thân của Thích Ca gom về làm một. Đó, thì khi mười phương của Phật Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, tự nhiên cái ổ khóa nó tự nhiên nó vang ra tiếng động lớn như là mở cửa thành lớn vậy đó.
cửa tháp mở ra, chúng sinh thấy toàn thân của Phật Đa Bảo. Và lúc bấy giờ Phật Đa Bảo mời Thích Ca lên tháp để ngồi, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa thì tháp Đa Bảo là gì? Là thân của quý Phật tử, đó là tháp. Đa Bảo là gì? Là A Di Đà, câu vô lượng thọ trong tâm của mình đó. Đa là nhiều, là vô lượng. Bảo là gì? Là trí tuệ. Bảo là gì? Là niềm tin. Bảo là gì? Là công đức. Cho nên Đa Bảo là A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là toàn thân của Phật Đa Bảo ở trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cái tháp là thân của mình, nhưng mà mình cứ khóa cái cửa thân của mình hoài, không có rộng mở tâm hồn, cho nên Phật bị nhốt ở trong đó hoài luôn, phải không? Cho nên muốn thấy được toàn thân của Phật Đa Bảo thì mười phương chúng sinh gom về làm một, có nghĩa là hãy yêu thương tất cả với nhau, tất cả chúng ta đều là một. Đạo tràng Bửu Quang, đạo tràng Pháp Thủy, đạo tràng Giác Huệ, đạo tràng Ấn Quang, tất cả các đạo tràng đều là một, hãy gom về làm một đi. Thì lúc bấy giờ tâm của mình tự nhiên rộng mở, thân của mình tự nhiên thanh tịnh, tất cả các ổ khóa cố chấp từ ngàn xưa tự nhiên nó xúc ra hết, mở rộng cánh cửa tâm hồn. Lúc bấy giờ Phật A Di Đà toàn thân đang ngồi trong ta, lúc bấy giờ trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Quý Phật tử thấy đó chính là cái con đường, cái địa chỉ trong kinh Pháp Hoa dạy mình đi về Phật. Cái địa chỉ là muốn gặp Phật A Di Đà, hãy yêu thương nhau. Đó là một địa chỉ, phải không quý Phật tử? Yêu thương và kết nối với nhau. Cho nên kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ để hướng dẫn chúng ta đi về Phật. Vậy đó mà không hiểu, phải không? Là một cái mà Pháp bảo để cho chúng ta trả nợ cuộc đời. Vậy đó mà đem về nhà trì kinh để mà có công đức để trả món nợ của cuộc đời, mà nói về đó thì đổ nghiệp. Kỳ cục không? Không lẽ đem kinh Pháp Hoa về rồi cái mắc nợ thêm? Mình phải hiểu làm sao cho nó rõ ràng cụ thể. Trong tâm của mình phải có sự sáng suốt của vô lượng quang mới được. Đằng này không có sáng suốt miếng nào hết, cứ là cứ đổ thừa. Niệm Phật ở cư sĩ tại gia niệm Phật được rồi, đừng có trì kinh. Trì kinh là nhất là kinh Pháp Hoa đó, kinh đó là kinh đại thừa đó, ở trong chùa mới đọc được, phải không? Ở nhà mà đọc là đổ nghiệp đó. Và tự nhiên nói chú hai, chú tụng kinh Pháp Hoa hả chú? Chú có ăn chay không? Nó dạ ăn chay kỳ. Chèn ơi, ăn chay kỳ tụng Pháp Hoa không có được đâu nghe, tội chết đó. Ăn chay kỳ, ăn chay trường gì mà tụng Pháp Hoa không được, phải không? Đọc Pháp Hoa, có đôi khi nhờ đọc Pháp Hoa mà người ta từ không biết ăn chay mà người ta đọc riết người ta ăn chay luôn đó. Cái kinh Pháp Hoa là cái phương pháp để dạy con người làm lành lánh dữ, mà người ta đang sắp sửa tới tiến tới con đường làm lành rồi. Người ta đang lánh dữ là ta ăn chay kỳ đó quý Phật tử. Lánh dữ là ăn chay kỳ, mà tiến tới con đường làm lành nữa sẽ ăn chay trường thôi. Người ta tụng Pháp Hoa vậy tự nhiên lên rồi phán một câu làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lui bồ đề tâm, thấy không? Cho nên quý Phật tử nhớ một điều cho chân chính, cho dù chúng ta chưa có điều kiện ăn chay trường, quý Phật tử vẫn có thể đọc tụng lời dạy của Thế Tôn. Đó chính là những lời dạy mà giúp cho chúng ta cảnh tỉnh, giúp cho chúng ta giác ngộ được. Đừng bao giờ có những cái tư tưởng gọi là mờ mịt, phải không? Đem về nhà tụng kinh tội đổ nghiệp, hay là ăn chay kỳ tụng kinh tội hay là đổ nghiệp, sai rồi. Tụng kinh Phật tức là thấy được con đường về Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa là địa chỉ để thấy Phật, kinh Địa Tạng là địa chỉ để thấy Phật. Địa là dày chắc, là thọ đó, tạng là chứa đủ, là vô lượng đó. Cho nên kinh Địa Tạng là A Di Đà vô lượng thọ, Đa Bửu là A Di Đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Cho nên cái con đường nào cũng về Phật, quyển kinh nào cũng chỉ cho chúng ta đi về Phật hết, để cho chúng ta có vô lượng công đức. Cô này tìm tiền, tìm cái đồng tiền công đức bằng Pháp Hoa, cô này tìm tiền công đức bằng kinh Địa Tạng, cô này tìm tiền công đức bằng vô lượng thọ, cô này tìm tiền công đức bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ nào cũng có tiền công đức hết. Cho nên quý Phật tử thấy cái tâm của mình thích cái nào thì cứ kiếm tiền cái đó. Mình là thợ may thì kiếm tiền theo thợ may, bà kia buôn bán thì kiếm tiền theo buôn bán. Đừng có nói rằng là đi bán đi chị có tiền nhiều hơn may, mà bán không phải là cái gian của mình. Rồi nghe lời người ta bỏ thợ may đi buôn bán lỗ bán tháo một lum hết, phải không? Cái mà tâm của mình là kinh A Di Đà vô lượng thọ, ví dụ vậy đi, đọc kinh vô lượng thọ mới được. Thấy người ta tụng Pháp Hoa, cái
chạy theo pháp hoa, bỏ A Di Đà vô lượng thọ. Đó, hoặc là cái tâm của mình là đi bằng con đường địa tạng thì cứ tụng kinh địa tạng đi, nghe người ta nói kinh vô lượng thọ linh, bỏ địa tạng đi, cái bỏ địa tạng qua vô lượng thọ. Đừng có làm như thế. Chúng ta mỗi một người có một cái người ta gọi là cái Phật niệm riêng. Một người đi Phật niệm bằng kiểu này, người đi Phật niệm bằng kiểu kia. Người thích Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người thích Phật niệm A Di Đà Phật, như vậy thôi. Mỗi một người có một Phật niệm riêng, đừng có chê người nào hết, phải không? Mình biết thợ may, mình đừng có chê cái bà này đi buôn bán, đừng có chê như vậy. Mỗi một người nó có một cái người ta gọi là gì, cái thủ thuật riêng, cái bàn tay vàng riêng, phải không? Cho nên đó, cái ông này ổng bắn mũi tên, ổng đứng từ xa, cái mũi tên tuốt đẳng đó, ổng bắn cái là xuyên qua hồng tâm liền. Thì mọi người khen ông này, công nhận ổng bắn mũi tên siêu thiệt, ổng bắn cái 10 mũi đều vô trong cái lỗ thiệt là nhỏ đằng đẳng. Ta khen anh bán dầu, anh đi lợi, anh nói chèn ơi, ông đó cũng không có cái gì đâu mà giỏi. Đó, anh lấy cái đồng xu đó, anh mới để lên trên cái chai dầu. Cái đồng xu nó có cái lỗ chính giữa đó quý Phật tử. Anh gót dầu từ ở trên đó mà anh xuyên qua cái lỗ dầu, không có lem ra ngoài đồng xu luôn. Đó, thành ra rồi đó, cái quan trọng là cái quen của mình, cái duyên của mình. Cái duyên của anh bắn dầu, anh châm dầu xuyên qua cái lỗ đồng xu, nó hay, nó chính xác. Cũng giống như cái anh bắn mũi tên này, anh cũng quen cái duyên của anh bắn vô cái hồng tâm. Cho nên mình đừng có chê cái anh bắn dầu mà mình khen anh bắn mũi tên, hay là mình chê cha bắn mũi tên mình khen cái anh bắn dầu, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta, mình có cái duyên nào để trả nợ thì sử dụng cái duyên đó. Đừng có bắt chước người ta bỏ cái nghề của mình, phải không? Mình quen tay bằng cái nghề niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình quen cái nghề đó rồi thì giữ y nguyên đi quý Phật tử. Còn người ta quen cái nghề của người ta là chỉ bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì người ta tu A Di Đà. Còn mình quen sáu chữ thì cứ niệm sáu chữ A Di Đà. Người ta thích tụng pháp hoa thì hãy để cho người ta tụng, còn mình thích tụng vô lượng thọ thì mình cứ tụng kinh vô lượng thọ. Đừng có lấy kinh này để phỉ báng kinh kia, phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử. Đừng có nói Di Đà này tốt hơn, vô lượng thọ này linh hơn pháp hoa, hay là đừng có chê nói pháp hoa này linh hơn là kinh Địa Tạng. Đừng có nói là bốn chữ này là linh hơn sáu chữ, mà cũng đừng có nói sáu chữ này hay hơn bốn chữ. Đừng có nói như vậy là mình phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử, phải không? Cho nên cái nhiệm vụ của đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta tu là để thanh toán món nợ của cuộc đời, nhớ cái điều đó. Thứ hai là câu A Di Đà phải có chất Phật, có chất Phật mới có đủ công đức để trả món nợ của cuộc đời. Hồi nãy tới bây giờ thầy đã chỉ cho quý Phật tử món nợ của cuộc đời mà mình đã vay, cái cách của mình để cho mình trả. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta mãi mãi phải làm sao trong trái tim của mình phải có vô lượng công đức, để từ đó vô lượng công đức này có thể rằng là tất cả chúng ta thanh toán những cái món nợ của cuộc đời. Thanh toán món nợ của cuộc đời rồi, A Di Đà vô lượng công đức này nó mới là cái hành trang, là cái chiếc vé để chúng ta sẵn sàng bước chân lên chiếc xe Phật, để rồi chúng ta đi về Phật một cách thanh thản nhẹ nhàng. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang sẽ có một ngày nào đó Phật tử chùa Bửu Quang sẽ lên nói rằng: Thưa Ni Sư, ngày mai này con sẽ về Phật. Rồi ngày mai các cụ sai cháu của mình mua lá táo về nấu một nồi nước sôi. Các cụ vô trong nhà tắm, các cụ tắm một cách tự nhiên, các cụ tự xoa hương vào thân thể của mình, rồi các cụ bước chân lên giường nằm. Nói với cháu ngoại, con hãy lấy chiếc áo tràng mà ngoại đã từng đi đến đạo tràng Bửu Quang đó mặc vào cho ngoại. Rồi nằm trên giường mỉm cười rồi ra đi bằng cái hình ảnh đẹp tuyệt vời là niếm tay Phật. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta sẽ được như vậy, sẽ mãi mãi niếm tay Phật mà đi, đừng bao giờ buông tay của Phật nữa. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Có một Phật tử hỏi thế, hỏi thầy là còn thắc mắc một vài điều trong Bát Quan Trai Giới. A Di Đà Phật, khi thọ giới rồi ở tại chùa qua một đêm, sáng hôm sau xả giới rồi mới về nhà, thọ giới rồi đi về nhà, sáng hôm sau tự xả giới,
phải không? Cái nào mà nó được, phải không? Cái nào tốt hơn? Ý Phật tử muốn hỏi vậy. Câu hỏi thứ ba là thọ giới, trong đó có giới thứ 8 là ăn phi thời. Nhưng mà có một số Phật tử chỉ thọ có 7 giới thôi, còn lại cái giới, còn lại một giới là ăn phi thời không giữ, phải không? Xin con xin thầy giải đáp chỗ này rõ ràng cho tất cả Phật tử chúng con biết. Vậy công đức đó được bao nhiêu? Hãy nói cho quý Phật tử nghe nè, Bát Quan Trai Giới, Đức Thế Tôn đó chỉ cho chúng ta 8 cánh cửa để đi vào Phật. Kỳ thực có một cánh thôi, hiểu không quý Phật tử? Có một cánh cửa thôi, chứ đâu phải là 8 cánh đâu. Nhưng mà 8 hướng đi vào một cánh cửa đó. Đạo tràng của chúng ta thọ Bát Quan Trai là chúng ta mượn nợ của cuộc đời bằng 8 cánh cửa, cho nên mình phải từ bỏ 8 cánh cửa đó mà mình đi vô, đi vào trong Phật môn là cánh cửa của Phật. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh, phải không? Dây mượn nợ của cuộc đời không? Không trộm cắp, dây mượn nợ của cuộc đời không? Không tà dâm, dây mượn nợ cuộc đời không? Không nói dối, không uống rượu, dây mượn của cuộc đời. Không đàn ca hát sướng, không đeo vòng vàng, không xoa ướp hương thơm vào mình, không có ăn phi thời. Đây là tất cả những cái món nợ của cuộc đời mà mình dây hết. Đó là con nợ nó đến nó đòi mình từ quá khứ. Quá khứ của kiếp này, quá khứ của vô lượng kiếp về trước nữa. Một cái con người mà ngày xưa chưa biết đạo, mình đã lấy 5-7 con gà, con vịt rồi mình cột chân nó, hoặc là mình xách một chùm tất cả những con gà nước nè, rồi con còng cọc nè, con chim này kia, mình cột một chùm, mình treo toàn ten lủng lẳng, khớp chân của nó đau lắm quý Phật tử à. Chúng ta đã vay mượn nó không phải ở kiếp này không, mà vô lượng kiếp về trước. Mình làm cho xương thịt mình, làm cho chân cẳng của chúng sinh nó đau, nó đau nhiều lắm quý Phật tử, phải không? Rồi mình bị nhức đầu là do mình nói nặng người khác một câu là mình dây mượn rồi đó. Người ta suy nghĩ, người ta buồn, người ta đau đầu, tức là mình đã dây mượn sự đau đớn đó rồi. Ở đây là thầy chưa có nói tới lấy cái khúc cây mà đập một cái bóp đâu, phải không? Đi mua con cá lóc về là bắt đầu chở cán dao lại liền, gõ một cái bụp, con cá nó dãy dãy liền. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn của cuộc đời, vay mượn của vô lượng chúng sinh nhiều lắm. Cho nên bây giờ đó, Phật tử nào chúng ta cũng bị nhức tay, nhức chân, nhức mình, nhức mẩy hết đó quý Phật tử à, phải không? Bị nhức đầu là thường xuyên luôn đó. Thành ra rồi mình mượn nợ của cuộc đời, đến khi đó người ta đòi mình là cái đầu mình nó nhức quá mà không chịu dùng A-di-đà vô lượng công đức để mà thanh toán món nợ của cuộc đời, phải không? Nhức đầu quá không biết làm sao bây giờ đây, người ta chỉ là chân ốc heo ăn cái nó hết nhức đầu. Thiếu nợ chưa trả bắt đầu mượn nợ thêm, thấy chưa? Người ta kêu chân ốc heo cái là bắt đầu bỏ vô cái trái bí rợ, mà trái nhỏ nhỏ vậy nè, gọt vỏ xong khoét cái lỗ móc ra, bỏ ốc heo vô chân ăn hết nhức đầu, nghe lời. Về chân ăn cả mấy cái ốc heo rồi mà đầu không hết nhức. Mình thiếu nợ người ta lợi, người ta đòi, người ta làm cho đầu mình nhức. Tại vì ngày xưa mình làm cho chúng sinh bị nhức đầu, mình dây, bây giờ mình trả. Quý Phật tử ơi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, để cho nó hết nhức đầu, phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, cuộc đời của thầy nè, cách đây khoảng chừng 4 năm, bác sĩ đi khám cái đầu của thầy, bác sĩ nói là thầy đã bị suy não, không thể đi giảng được nữa, nó nhức dữ dằn luôn. Thầy ngồi thầy nhìn là biết rồi, hồi kiếp trước chắc cũng dữ dằn lắm chứ không chơi đâu, phải không? Không đạp vô đầu người ta cũng nói trên đầu, trên cổ người ta nè, chứ không gì đâu. Bây giờ cho nên nó nhức nguyên một đêm không thể nào ngủ được hết, ngồi dựa vào trong vách tường không. Đi khám bác sĩ nói bị suy não, mà nếu tiếp tục mà đi giảng hoài đó thì nó đưa đến cái tình trạng khô não. Rồi thầy hỏi bác sĩ là suy não là sao bác sĩ? Bác sĩ nói suy não thì không có gì to tát lắm đâu thầy à. Mình đi ngang cái chùa của mình không có quẹo vô đi luôn không à. Không có nhớ ai hết trơn, không có nhớ chùa, nhớ chiền, không có nhớ đường đi, nước bước gì nữa hết đó.
Rồi cuối cùng rồi bắt đầu đi đi trị bệnh, đi lên bệnh viện này bệnh viện kia, nó cũng nhất y như cũ. Cuối cùng sao thầy gặp được một cái ông thầy đó, ông thầy thuốc thôi chứ không phải là xuất gia. Thì ông mới mời lại ngay cái chỗ, cái thất riêng của ông. Ông hốt thuốc nam cho uống. Ở trong đó ông cho uống có hai vị thôi, mà trong đó có một cái cây mà ở đó gọi là cái cây cái gì thầy quên tên rồi, mà ở miền Nam mình gọi là cây mắc cỡ ta. Không biết là ở đó nó tên cái tên của vùng đó, nó hai vị thôi, với cây đinh lăng, cái đọt đinh lăng, hai cái đó. Rồi cái bắt đầu sắc cho thầy uống, nhưng mà với điều kiện đó là mỗi một ngày phải lại 200 lại, có nghĩa là gục lên gì nè, đứng lên gục xuống đặng cho máu nó lưu thông trên đầu. Lúc bấy giờ thầy mới thấy nó như vậy, uống thuốc bắt đầu sám hối, thấy nó lại không uổng quá, bây giờ sám hối thôi, một ngày lại 1000 lại. Sáng 4 giờ lại 200, 9 giờ sáng lại 200, 2 giờ trưa lại 200, 6 giờ chiều lại 200, 9 giờ tối trước khi đi ngủ lại 200. Mỗi một ngày lại 1000 lại. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Sẵn dịp đó mình sám hối luôn. Quý Phật tử có biết không, khi mà thầy lại đến 150.000 lại, đầu tự nhiên hết nhất. Thấy không? Tự nhiên nó hết nhức đầu rồi, bây giờ cái bác sĩ coi lại cái não không còn là suy não nữa, phải không? Chứ nếu mà nó suy não làm sao ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử. Cho nên đó, không phải rằng là nó màu nhiệm hay nó linh thiêng gì cả, mà đây là một sự thật. Mình thiếu nợ người ta đòi, bây giờ phải trả thôi. Mà muốn trả, tiền của mình không trả được. Mình có tiền đâu có trả được. Thầy ví dụ như thế này, mình thiếu nợ một cái người ngoại quốc, mình lấy tiền Việt Nam mình trả, người ta đâu có lấy. Mình thiếu nợ người Mỹ, người Đức, người Anh, người Úc, người gì bất cứ, mình thiếu nợ người ta lấy vàng ra trả, người ta nhận hết. Đúng không? Cho nên mình thiếu nợ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mình thiếu nợ cõi trời, mình thiếu nợ cõi Phật, mình chỉ dùng A-di-đà vô lượng công đức là trả được hết. Tại vì A-di-đà vô lượng công đức nó cũng giống như vàng vậy đó, nước nào xài cũng được, cõi nào xài cũng được cả. Cho nên quý Phật tử thấy, khi mà cha mẹ mình mà hoặc là người thân của mình qua bên kia cửa tử rồi, tại sao phải niệm A-di-đà vô lượng công đức? Trong cái giấy tiền giảng sanh quý Phật tử thấy không, có cái đề cái chữ Nam-mô A-di-đà Phật đó. Không phải là mình phải viết cái miếng giấy có câu A-di-đà qua bên kia người thân của mình mới xài được, mà tại vì đó các vị tổ sư của mình thấy người thân của mình không ai mà tha thiết với câu A-di-đà để gửi qua bên kia cho thân nhân của mình hết. Phải không? Đâu có đứa con nào mà nó ngồi nó niệm A-di-đà 49 ngày để mà nó gửi công đức về cho cha mẹ nó bên kia cửa tử đâu. Cũng đâu có người thân nào ngồi bên đây mà niệm Phật A-di-đà suốt 49 ngày để đem cái công đức này hồi hướng cho thân nhân của mình ở phía bên kia cõi vô hình. Phải không? Cho nên các vị tổ thấy vậy, biết cái tâm của chúng sinh nó không đủ trình độ niệm Phật gửi, cho nên bắt đầu mới tạo ra tiền vãng sanh để cho quý Phật tử vừa đốt miếng giấy đó để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên người nào mà niệm suốt 49 ngày A Di Đà thì thân nhân của mình nhận vô lượng công đức ở bên đó. Còn ở đây tới tuần thất mà mình đốt có mấy miếng tiền giảng sanh cũng giống như là mình gửi tiền lẻ qua cho ông bà mình bên đó vậy đó. Không có đủ để xài đâu quý Phật tử à. Cái cõi đó đâu có xài tiền mà chỉ xài vàng, cũng giống như là mình ở đây mình xài A-di-đà vô lượng công đức vậy đó. Đổi được hết, công đức đi đến đâu cũng đều xài được, cũng giống như rằng là vàng đi đến nước nào xài cũng được hết. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là chúng ta phải làm sao hiểu được cái món nợ của cuộc đời, để rồi chúng ta mới thanh toán, chúng ta mới trả được cho nó. Chứ còn cái này đó mà mình chưa có trả là mình vay liền rồi, phải không? Ở đây ai bị bệnh mà dám lại Phật đâu, lại Phật cho nó hết bệnh. Có như vậy đó mình mới có thể đủ cái tinh thần và đủ sức mạnh của mình về Phật. Thầy kể cho quý Phật tử nghe, mới vừa rồi đây một Phật tử pháp danh là Diệu Liên ở Vĩnh Long á, cách đây cũng khoảng chừng năm nay cô được 72 tuổi rồi, năm 64 tuổi, bác sĩ nói rằng là thôi chở cô đi về đi,
Rồi cô thèm cái gì cho cô ăn, bởi vì cô bị ung thư đại tràng. Cái nguyên một cái khối ruột già ở trong bụng nó bị ung thư rồi, xuất huyết đại tràng hoài luôn. 64 tuổi, ốm nhôm ốm nhách, con cháu đưa về nhà luôn, cho cái bà nằm ở đó, chứ bà ăn cũng chẳng được luôn. Thì bạn đạo như quý Phật tử vậy nè, mới đi đến mới nói, thôi bác sĩ nói vậy thôi chị cũng vui vẻ đi, cuộc đời ai cũng có một lần đi, và chúng tôi cũng đi như chị thôi, phải không? Cho nên thôi đừng có buồn nữa. Mà bây giờ đó, trước khi đi về Phật, nhớ đem quà cho Phật A-di-đà. Thì bạn đạo nói vậy đó. Thì cô đang buồn mà bác sĩ chê rồi là buồn trong bụng lắm, sợ chết lắm luôn. Nhưng mà nghe bạn đạo nói thôi ai cũng đi, chúng tôi đi cũng như chị đi thôi, mà thôi mình đi về Phật mình phải có món quà để mà cúng dường cho Phật A-di-đà. Thì cô Diệu Liên mới hỏi bạn đạo mình món quà gì. Thì bạn đạo mới nói thôi bây giờ chị niệm Phật đi, chỉ có vô lượng công đức mới cúng dường lên Phật A Di Đà, Phật A Di Đà mới cúng dường nó thanh tịnh được, chứ còn cúng dường tầm bậy tầm bạ tội thêm nữa. Thôi chị niệm Phật đi nghe. Thì cô Diệu Liên này nghĩ rằng là thôi mình cũng đi chứ không có thể nào sống được hết, nó ra máu tối ngày mà ăn không được nữa. Cô Diệu Liên niệm Phật không, niệm Phật suốt như vậy đó. Thì lúc đầu niệm được một tuần lễ, cô Diệu Liên thấy rằng là cái bụng nó đau nhưng mà ít hơn. Niệm được tới 3 tháng thì một đêm đau, một đêm không đau. Tới 6 tháng cô Diệu Liên cảm thấy mình ngủ được. Tới 6 tháng ngủ mà nó không còn đau, và cái xuất huyết nó không còn nữa. Cô Diệu Liên bắt đầu sao tự nhiên cái bụng của mình nó thèm, mới kêu con cháu đút cho một miếng sữa. Thì uống vô không có bị hề hấn gì, hồi xưa uống vô một cái là nó đau chịu không thấu luôn đó. Uống được thì sau đó cô Diệu Liên ngủ được, và ngồi, tự ngồi, chống tay tự ngồi dậy được. Con cháu mừng quá, sáu mừng luôn. Đó thì quý Phật tử biết, khi mà chở cô Diệu Liên đi lại bác sĩ để mà khám siêu âm một lần nữa, thì khối u đại tràng ngày xưa nó bít cái ống đường ruột luôn, bây giờ nó teo lại còn có chút xíu vậy. Thì quý Phật tử thấy mình bệnh có nghĩa là gì? Con nợ đang đòi mình đó. Mà cái dở nhất của mình là sợ hãi, đau khổ, rồi đi tìm cái này cái kia để trị. Mà đi tìm có nghĩa là nợ cũ chưa thanh toán xong, mượn thêm nợ mới. Thấy không? Đau tim là gì? Đau tim có nghĩa là ngày xưa mình làm cho vô lượng chúng sinh đau khổ, nhốt người ta lại, rộng người ta trong thao, nhốt người ta trong chuồng, cột người ta ở trong cây cột. Chúng sinh sợ quá, chúng sinh lo quá, cho nên chính cái nghiệp làm chúng sinh lo âu sợ hãi, mà bây giờ mình trả cái món nợ của cuộc đời, mình bị đau tim. Giật mình một cái là sợ, giật mình một cái là sợ. Bây giờ nó đòi rồi, thì quý Phật tử ơi, cứ hãy niệm Phật A-di-đà vô lượng công đức, để mà mình thanh toán cái món nợ mình đã vay. Đằng này không chịu trả, mua cái tim heo đó mà chưng với con rùa vàng đó nghe, dây tơ hồng nữa là hết đau tim. Phải không? Cái nợ cũ chưa có trả là bắt đầu dây thêm nợ mới nữa thì làm sao đây? Suốt cuộc đời của chúng ta cứ mang nợ cõi ta bà thì làm sao đi về Phật đây? Phải không? Mình mang nợ hoài thôi. Ở trong đây ai nhức chân đau quá trời, cái khớp này đau quá, không có cái gì để hết, mà không biết lại Phật, không biết niệm Phật để mà cho nó hết. Phải không? Cái nghiệp của mình đến thì chỉ có cái đức của mình nó mới có thể tiêu thôi. Thuốc men cái gì, nếu mà cái nghiệp của mình nó nhiều rồi, cái đức của mình không có, bây giờ thuốc của ông thầy thuốc hoặc là thuốc của ông bác sĩ nổi tiếng cũng không thể nào mà chạy chữa hết đó. Có nhiều người rất là giàu, tiền rất là nhiều, còn cái nó nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà có sống được đâu. Quan trọng là cái đức của mình, A-di-đà vô lượng công đức, chứ không phải tiền đâu quý Phật tử. Nợ nó đòi là trả đi. Người càng giàu đó càng giật nợ nhiều, phải không? Cho nên mình thiếu người ta, cha mẹ mình bị đau như vậy đó, mà không lo niệm Phật để mà trả. Cha mẹ mình đang bị tim như vậy đó, mà cứ đi mượn nợ chúng sinh. Mỗi một ngày là một con rùa vàng, mà uống 7 ngày là 7 con rùa vàng, uống 1 tháng là 30 con rùa vàng, chịu sao thấu đây? Phải không? Mình muốn bình an mà mình gieo sự bất an cho chúng sinh khác hoài thì làm sao bình an được? Cho nên đó quý Phật tử thấy, người càng giàu thì chúng ta càng dây nợ nhiều chừng nấy. Kiếp này đó mà cũng chết chứ không có sống nổi với cái bệnh đau tim đâu.
phải không? Thiếu nợ không trả thì vẫn là chết trong cái bệnh đau tim thôi, nhưng mà kiếp sau trả lại 20 mấy con rùa vàng, phải không? Rồi 20 mấy trái tim heo nữa, chàng ơi. Rồi tiếp tục kiếp sau đó, kiếp này đau tim mà nhà giàu, kiếp sau đau tim nữa mà nhà vừa vừa khá giả thôi, rồi tới kiếp sau nữa cũng đau tim nữa mà nhà nghèo thiệt là nghèo. Kiếp sau mới sanh ra bác sĩ nói thằng bé này nó bị tim bẩm sinh. Nó cứ liên tục như vậy, rồi kiếp này càng xuống càng xuống càng xuống hoài luôn đó quý Phật tử. Mình phải trả cái món nợ của cuộc đời, đừng có mượn, đừng có giựt mà cũng đừng vay thêm nữa. Nhớ A-di-đà vô lượng công đức của chúng ta để chúng ta trả nợ. Cô Diệu Liên niệm Phật không, cái món nợ mà cô trả là món nợ ruột, phải không? Ở trong đây quý Phật tử nào mà có từng ăn ruột không? Ăn ruột của chúng sinh không? Có nhiều người ăn ruột của chúng sinh thì bị bệnh ruột thôi, phải không? Ăn ruột non, ăn ruột già, ăn toàn là bộ đồ lòng của chúng sinh không, thì bây giờ bộ đồ lòng của mình nó hư. Mình mượn thì bây giờ mình trả. Mình muốn trả thì phải A-di-đà vô lượng công đức mới trả nổi quý Phật tử à. Còn đằng này đã bị đau ruột rồi mà cứ giết hại chúng sinh à, ông thầy thuốc chân chính đó thì kêu về đó cho bà ăn đồ ngon đồ bổ đi. Còn ông thầy mà không có chân chính đó, chàng ơi, bị tổ cô quở rồi đó, vô mần gà đi, giái heo cúng đi, bị tổ cô hành đó, hoặc là bị dông dựa đó, nói tầm bậy tầm bạ không. Thiếu nợ chúng sinh ngày xưa, bây giờ cứ là giết gà giết heo để cúng trả lễ gì đó. Mình thiếu nợ mà mình không dùng A-di-đà vô lượng công đức để trả, mà mình cứ là dây mượn thêm thôi. Bây giờ quý Phật tử mượn người ta 500 ngàn đi, hay là mượn người ta 40 triệu đi. Bây giờ thiếu nợ 40 triệu, quý Phật tử đem vàng lại trả cho người ta đâu có từ chối đâu, phải không? Đâu có cần mình phải trả tiền đâu, mình đau ruột, mình đâu có cần lấy cái ruột của mình trả cho người ta, mà cứ lấy vàng trả cho người ta là được. Thiếu tiền lấy vàng trả, đâu có ai từ chối đâu, phải không? Mình thiếu người ta sinh mạng, mình thiếu người ta sự đau đớn, mình lấy A-di-đà vô lượng công đức để mà mình trả cái món nợ của cuộc đời. Vậy mà quý Phật tử ơi, chúng ta vay mượn suốt từ khi mở mắt chào đời, trong kiếp này thôi chúng ta đã từng vay mượn rồi. Cái bụng của mình vay mượn, thân xác của mình vay mượn. Trong những lần trước thầy có kể câu chuyện cho quý Phật tử nghe, đó là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời Phật Quan Âm Vương phát nguyện làm thân cây lúa để cho chúng sinh ăn đó, để cho tất cả chúng ta khi mở mắt chào đời cho đến ngày từ biệt cuộc đời đó, mình ăn hạt lúa để mà trong người của mình có Phật chất, phải không? Phật Thích Ca hóa thân thành hạt lúa, rồi chúng sinh trồng cây lúa, cắt cây lúa, đập hạt lúa thành gạo, nấu hạt gạo thành cơm, để rồi chúng ta ăn hạt cơm đó để mà nuôi lớn thân mạng của mình. Ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn thân của quý Phật tử ở đây mang thân Phật. Từ khi mở mắt chào đời là biết ăn cơm rồi, phải không? Cho đến già cũng biết ăn cơm vậy. Tức là ăn nguyện thân của Phật đó. Mà quý Phật tử kiểm tra coi thân của mình có một chút nào Phật không? Không có, thấy không? Tại vì sao? Mình dây mượn chúng sinh nhiều quá, cho nên nó ép cái thân Phật vào trong tận cùng quên lãng của mình. Mình dây mượn thân thể của chúng sinh cho nên rồi đó, cái sự dây mượn đó nó ép cái thân Phật, ép cái nguyện Phật vào trong tận cùng sâu thẳm của quên lãng luôn, không nhớ. Mỗi một ngày đó, khi mà mình chưa đến đạo tràng, khi mà mình chưa biết đạo, quý Phật tử chúng ta đã dây mượn của chúng sinh rất nhiều luôn. Dây mượn không? Trong đạo tràng của mình hồi mới sanh ra ăn chay tới lớn không? Có ai vậy không? Đâu có đâu, phải không? Cho nên đó, mình vay mượn thân thể của chúng sinh nhiều lắm. Rồi mình ngồi tự động mình kiểm tra coi, chẳng lẽ cái bao tử dạ dày của mình nó là một nghĩa trang tập thể sao? Nơi đó mà mỗi ngày chúng ta cứ hạ nguyệt, cứ tẩn liệm vào trong bụng của mình vô số tất cả những chúng sinh vô tội. Có thể rằng là vợ chồng con cái ngồi quanh một cái mâm bàn tròn, rồi mạnh ai nấy tẩn liệm, phải không? Có khi rằng là cả gia đình tẩn liệm một chúng sinh, có khi cả gia đình tẩn liệm vô số chúng sinh. Một cái chảo cá kho thôi, cá nhỏ nhỏ, cá cơm, cá linh, cá lòng tông gì đó hết, là thôi gia đình mình tẩn liệm ít nhất một người cũng 3-4 chúng sinh trong cái nghĩa trang tập thể đó, phải không?
Rồi có đôi khi nướng nguyên một con cá lóc thiệt là bự, cả gia đình, cả bạn bè, bà con của mình xúm nhau, mỗi người một tay, mỗi người một đũa, thi nhau mà tận liệm, biết không? Cho nên mình vay mượn thân thể của chúng sinh rất là nhiều, quý Phật tử à. Cho nên bây giờ thân thể của mình đau đớn, thân thể của mình bị nóng bức. Tại sao chúng sinh đó, có người đó vô trong lửa ngồi chơi để chết? Tại sao vậy? Hồi xưa nướng cá nhiều quá mà, quay heo nè, nướng cá nè, thì bây giờ tự động thôi, cái nghiệp nó đến mà không chịu dùng A-di-đà để trả từ từ, thì một ngày nào đó ngồi trong nhà, cái nhà tự nhiên Phật cháy thôi à. Đó, tự nhiên Phật cháy rồi chết ở trong đó vậy thôi. Mình trả cái nghiệp, mình không chịu trả bằng vàng thì mình trả bằng thân mạng thôi, quý Phật tử à. Mình có câu A-di-đà vốn của mình có, Phật cho mình đó. Đức Phật Thích Ca cho mình vàng, tức là cho mình vô lượng công đức bằng câu A-di-đà để mình trả, để mình giữ cái thân của mình lại. Mà quý Phật tử không chịu, mình không dùng A-di-đà vô lượng công đức để mình trả cái món nợ của cuộc đời, để rồi mình giật người ta hoài, trốn hoài được không? Ở ngoài đời trốn nợ thì tạm thời có thể được, chứ mà ở trong nhân quả trốn không nổi đâu quý Phật tử ơi, phải không? Cho nên có một ngày nào đó cái tự nhiên tất cả chúng ta gì đó ngồi trong nhà, cái nhà nó cháy lên, rồi tự nhiên cái đi xuống sông vậy đó, rồi cái nằm ở dưới sông chết, chết ở trên bờ nực quá, phải không? Xuống dưới đó chết cho nó mát mát một chút đó. Ngộ thiệt đó, chứ không phải chơi. Ở Cần Thơ có một cái chú đó, nhậu vô một cái là qua bên chùa, giọng cửa chùa vậy đó, chửi tùm lum tùm la, rồi chửi mệt cái đi về ngủ. Mà đêm nào nhậu cũng như đêm đó hết đó. Rồi sư ông ở trong chùa Bú Liên, chỗ của thầy ở hồi xưa đó, sư ông nói thôi kệ nó, con ơi đừng có ra nói gì hết đi, bây giờ nó say nó xỉn, nó đâu có biết gì đâu, ra nói đây rồi mình vô tình mình làm cho nó mang thêm khẩu nghiệp nữa, thôi nhịn nó đi, kệ nó. Rồi ảnh chữa vậy đó, rồi cái hoài luôn, hết ngày này tới ngày kia, tháng này năm kia hoài. Rồi mới có cái tuổi mới 25 tuổi thôi, nhậu từ năm mười mấy tuổi vậy đó, rồi nhậu tới năm 25 tuổi thì bắt đầu cái sông Cần Thơ ngay bến Ninh Kiều đó, buổi chiều đó tự động rồi ảnh cứ đi từ cái bãi sông, nước nó cạn đó, rồi đi ở trên bãi đi dài dài đi, người ta tưởng là ổng đi tắm, ổng đi một hồi nước ngập tới cổ, nước ngập tới đầu, nước ngập luôn, rồi đi xuống đi hoài rồi chết luôn ở dưới. Tới cái nghiệp nó đòi rồi là phải trả thôi, chứ không thể nào mà chạy trốn đi đâu hết. Cũng giống như là ở Phụng Hiệp vậy đó, hai vợ chồng chuyên môn đi mua rắn ở bên của Việt Nam mà nó thu mua rắn đem về lột da hết. Hai vợ chồng làm với đứa con trai 15 tuổi, bắt đứa con gái 12 tuổi, xúm nhau hai vợ chồng hai đứa con lột da rắn, rồi cái bắt đầu đem qua miên xuất khẩu, đi mấy chuyến đầu lời hết biết luôn đó. Thành ra về cứ là mua rắn về lột da thôi. Cái bữa đó thằng con trai 15 tuổi nó nói, má ơi con không lột rắn nữa đâu, mỗi lần mà con lột rắn rồi tối con ngủ cái da con nó đau dữ lắm, nó rát mà nó đau từ cần cổ nó đau xuống tới chân, con không có dám lột nữa đâu. Má nó nói, mày làm biến mày đặt chuyện không, mày mà không làm ba mày quýnh mày chết đó, phải không? Rồi nó cũng gán nó làm chứ sao giờ, mà nó sợ lắm. Hai đứa đều nói như vậy hết. Cái buổi trưa đó, sau khi buổi sáng hai vợ chồng hai đứa con ngồi lột một đống da rắn rồi, thì hai đứa nhỏ mới lên ngủ trưa. Mà ở dưới quê Phụng Hiệp mũi lắm quý Phật tử, văng cái mùng vô ngủ trưa, chứ còn ngủ ở ngoài mũi dữ lắm. Ăn cơm xong hai anh em nó lên ngủ, mẹ nó mới châm đèn dầu. Nhà ở dưới quê mà đốt cái đèn dầu thôi, thì khi bà đốt vậy đó thì bà mới đổ dầu, cái dầu lửa đổ xuống đất, cái hột quẹt nó mới phực cái phực lửa lên, thì ngọn lửa nó bay lên vậy thôi. Lửa của dầu mà, chứ đâu phải xăng đâu. Thì nó bay cái ngọn lửa lên, bà nhìn thấy cái ngọn lửa đó nó ngoằn ngoèo như con rắn gì đó, mà nó chui vô trong mùng hai đứa nhỏ. Rồi bà nghĩ bình thường thôi, nó đâu có cháy đâu à, nó chui vô mất tiêu. Xong xuôi một hồi tới giờ lột da rắn, bà dở cái mùng lên, quý Phật tử tin không, hai đứa con nó chết queo, nó cháy queo mà nó cong như con rắn gì đó. Bà ngồi bà khóc, mà bà cứ dỗ xuống đất, bà tức. Bà nói phải cháy nhà mà con bà chết, bà không tức, mà cái miếng dầu lửa nó phật, mà cái ngọn lửa nó đi lên có chút xíu, nó hoằng nó chui vô trong mùng giống như là bình thường thôi. Vậy mà cái mùng không cháy mà hai đứa con chết cháy ở trong, bà tức quá trời.
Đó thì bà mới nhớ lại hai đứa con của bà, nó nói con không dám lột da gắn nữa đâu má ơi, nó đau cái da con dữ lắm luôn. Mà cuối cùng rồi quý Phật tử thấy rằng là cái món nợ trả bằng hai đứa con trước rồi đó. Hai vợ chồng mà không dừng lại mà không quy y Tam Bảo là tới hai vợ chồng trả luôn cái món nợ đó đó. Thấy không? Tại vì sao mà hai đứa con nó trả trước? Là tại vì làm tất cả bao nhiêu tiền là lo cho hai đứa đó thôi. Bao nhiêu tiền mà lột da rắn này là lo cho hai đứa nó ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi học, đi hành. Chứ hai vợ chồng thì không có xài bao nhiêu hết. Nó thành ra rồi trả trước cho hai đứa con. Cho nên hai vợ chồng tự nhiên nhớ lại thằng con trai, con gái mình nó nói như vậy rồi. Không bao giờ đi làm cái nghề lột da rắn nữa, nghỉ luôn đó. Rồi quy y Tam Bảo, bây giờ tu Phật thất như quý Phật tử nè. Đó, nếu không đó thì không có dừng chân kịp lúc, dừng tay kịp lúc đó quý Phật tử. Thì cuộc đời này món nợ nó sẽ đòi tới nữa luôn. Ở trong đạo tràng của chúng ta, không có một người nào mà không vay mượn cái món nợ của cuộc đời hết. Kể cả quý thầy xuất gia, quý ni sư xuất gia cũng vẫn vay mượn, phải không? Nhưng mà nếu mà ni sư nào đó mà đầy đủ công đức, quý hòa thượng nào mà đầy đủ công đức lành rồi, tức là trả liền trong kiếp này. Thí dụ như bây giờ mình thiếu 150.000, thì cái con nợ nó cho mình trả 3 tháng, 1 tháng 50.000, quý Phật tử à, phải không? 3 tháng. Cũng giống như bây giờ mình vay mượn thân xác của chúng sinh, nó sẽ cho mình trả 3 kiếp. Mình vay mượn mình trả 3 kiếp. Nhưng mà quý ni sư của mình, quý hòa thượng tôn túc của mình tu công đức lành nhiều quá, không cần phải 3 tháng, cũng không cần phải 3 kiếp nữa, mà trong kiếp này đầy đủ công đức để trả. Cho nên gọi là gì? Dồn nghiệp. Cho nên quý Phật tử đừng có thấy quý ni sư của mình tu rồi cái khi mà mất đó, bị tai nạn xe cộ đụng nè, bị té nè, mấy cái đó là các người đã đầy đủ nghị lực chấp nhận dồn nghiệp để trả một lần. Để trả một lần rồi đi về Phật, chứ không muốn luân hồi sanh tử mà trả góp nữa. Đủ tiền trả một lần, không cần phải trả góp tháng này tới tháng kia nữa quý Phật tử à, phải không? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta đừng có một cái suy nghĩ gì về cái chuyện đó cả. Bây giờ đó, mình muốn đi Mỹ, món nợ này phải trả góp 3 tháng, bây giờ phải đi liền. Quý Phật tử ơi, mình phải trả liền cho người ta, chứ làm sao trả góp nữa. Về bển thì làm sao trả góp được đây. Cho nên, có đôi lúc đó, mình còn ở lại cõi Việt Nam, người ta cho mình trả 3 tháng, nhưng mà đi qua Mỹ rồi là trả hết cho người ta đó quý Phật tử. Còn ở lại cõi ta bà, trả kiếp này, trả kiếp sau, đầu thai lên, đầu thai xuống, tiếp tục trả, không sao hết. Nhưng mà chấp nhận về Phật A-di-đà rồi, một lần chót để trở về quê Phật là phải thanh toán cái món nợ của cuộc đời ngay từ ở kiếp này. Có một cái chú đó, chú là người ở của một ông trưởng giả. Hình như thầy có kể câu chuyện này cho Phật tử nghe rồi. Làm người ở thôi. Một ngày kia có một vị hòa thượng đến để mà xin ông trưởng giả một chút tiền để mà bố thí cho những người dân bị lũ lụt và để đúc cái tượng Phật. Ông trưởng giả không cho, ông đuổi hòa thượng đi. Thì cái anh chàng người ở này mới nói rằng là đúc cái tượng Phật bao nhiêu. Thì hòa thượng nói khoảng 100 đồng vàng, rồi thêm 100 đồng vàng nữa để bố thí cho những người dân bị lũ lụt là 200 đồng vàng. Anh người ở này anh mới hỏi ông trưởng giả, con ở đợi cho ông suốt cuộc đời của con được bao nhiêu tiền? Thì ông trưởng giả ông mới tính khoảng 30 năm thôi. Tính ông này khoảng 30 năm là suốt cả cuộc đời đó, thì mỗi một tháng ông trả bao nhiêu đó thì trả được khoảng 210 đồng tiền vàng. Anh thanh niên anh mới nói thôi bây giờ ông cho con ứng 200, con ở đợi cho ông suốt đời không lấy tiền, cúng dường cho hòa thượng về để mà 100 đúc tượng Phật và 100 bố thí cho người nghèo. Thì ông trưởng giả này thấy lời rồi, phải không? 210.000 là có 30 năm thôi, mà bây giờ đưa có 200 đồng tiền vàng mà nó ở suốt đời cho mình, quá lời rồi. Ông lấy 200 đồng tiền vàng ông đưa cho hòa thượng. Anh thanh niên này ảnh làm cho ông trưởng giả tới năm thứ hai anh bị mù. Anh thanh niên ảnh mù, hắn không thấy đường.
Ông trưởng giả nói mù hả? Mày làm chuyện mù chứ cho mày ở không, đưa mày hết 200 đồng tiền vàng rồi cho mày ở không sao được. Cho làm cái chuyện của thằng mù luôn. Mù cà quạng vậy đó mà cũng phải đi làm. 6 tháng sau tự nhiên cái cùi. Mình mẩy cái anh thanh niên này cùi lên thấy gớm luôn. Buộc lòng ông trưởng giả mời nó đi luôn. Bỏ 200 đồng tiền vàng mời nó đi chứ nó cùi thấy gớm quá trời quá đất rồi làm sao ở. Rồi anh cùi này mới đi ăn xin. Đi ăn xin mù mà còn cùi nữa làm sao chịu nổi. Ai cũng chạy, ai cũng sợ, ai cũng né hết. Sao tình cờ gặp cái hòa thượng đi. Hòa thượng thấy vậy cái hòa thượng bưng về. Bưng về chùa cho chú ở. Săn sóc, tắm rửa, cơm nước cho chú. Được 6 tháng vậy đó cái chú đi ra sau giường chùa đó. Ra cũng dọn dẹp chúng làm đó, rồi lọt xuống mương té dưới chết chứ. Té dưới mương chết. Cái hòa thượng đi về mới kiếm hoài không thấy, đi ra làm sao giường nhịn dưới mương thấy anh thanh niên đó nằm chết ở dưới. Hòa thượng mới vớt lên rồi kêu bạn bè Phật tử đến rồi chôn cất. Chôn mới có 3 ngày trời đánh nứt cái mã luôn. Ông hòa thượng ông mới nói ủa sao kỳ vậy ta. Một thanh niên tốt bụng như vậy đó, cúng dường 200 đồng tiền vàng làm đầy tớ suốt cả cuộc đời, làm tượng Phật, cúng dường cho người nghèo nữa mà tại sao rồi bị đuôi, bị cùi, bị chết dưới sông, rồi đem dưới chôn trời đánh nữa, kỳ cục quá. Vị hòa thượng mới đến tượng Quan Âm, quỳ lại 7 ngày 7 đêm như vậy. Hòa thượng không ăn uống luôn quý Phật tử. Lại hoài, mệt thì nằm ngủ, giật mình thức dậy tiếp tục lại, không có bao giờ đi vô phòng luôn. Ra Quan Âm ở ngoài sân chùa, lại suốt 7 ngày. Đến cái ngày thứ 7, cứ bằng nó đuối hết mình rồi, hòa thượng ngã ngang qua rồi ngủ luôn. Lại gì nổi nữa. Thì trong giấc ngủ hòa thượng thấy Bồ Tát Quan Âm đến cho hòa thượng biết, chàng thanh niên này, cái tạo cái tội từ quá khứ dữ dằn lắm đó. Nhưng mà ta nói cho hòa thượng nghe, nhờ cái công đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này mà vị thanh niên này dồn nghiệp. Thay vì thanh niên này một kiếp làm ở đợ xong rồi, kiếp thứ hai nó phải chịu mù một kiếp luôn. Kiếp thứ ba nó phải bị cùi một kiếp luôn. Kiếp thứ tư nó phải chết ở dưới sông. Kiếp thứ năm nó bất hiếu, nó phải bị trời đánh. Nhưng mà nhờ đức cúng dường 200 đồng tiền vàng này cho nên chỉ có một kiếp này thôi mà nó gom lại 4 kiếp kia, nó trả một lần để về Phật. Chỉ một lần thôi để về Phật. Chịu mù có 1 năm, chịu cùi có 6 tháng, rồi chết dưới sông, rồi bị trời đánh khi mà mình đã chết, còn hơn là lúc mình sống mà trời đánh mình. Cho nên nhờ công đức cúng dường đó mà thanh niên vô nghiệp. Quý Phật tử thấy chàng thanh niên đó biết cách để trả nợ của cuộc đời không? Ở đây mình không biết cách để trả nợ của cuộc đời. Mình cứ chạy trốn là một, rồi mình trả nửa, rồi mình dây hai. Trả có phân nửa cái dây hai hà. Mình đang đi ở ngoài đường, tự nhiên rồi cái bà đó bà đi ngang, xe của bà sắn chúng mình đó quý Phật tử à, là mình đang trả nợ. Phải không? Ngày xưa mình làm một chúng sinh nào đó đau đớn, thì bây giờ chúng sinh đó tự động đụng mình cho mình đau đớn để trả. A-di-đà Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời thì có gì đâu. Phải không? Bà đụng mình đó, rồi xong xuôi bà còn chửi mình nữa. Món nợ mà ngày xưa làm người ta đau đớn rồi chửi người ta, bây giờ cái món nợ nó đã đến, nó đòi rồi. Nếu mà quý Phật tử A-di-đà vô lượng quang có chất Phật trong đầu, nếu mà nó đụng mình, nó còn chửi mình nữa, A Di Đà Phật, Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đã trả được món nợ của cuộc đời rồi. Bỏ đi là mình không còn nợ nần ân oán nữa. Còn đằng này nó đụng mình, nó còn chửi mình, rồi bắt đầu mình đứng đó mình chửi lại nó. Nợ này mình trả gần xong rồi cái bắt đầu mình mượn thêm. Cứ mỗi món nợ vừa trả gần xong cái mình cứ mượn thêm như vậy. Giống như mình đi vô ngân hàng, mình đáo hạn, đóng lời vô ngân hàng gì đó. Vô ông trọng đóng xong cái mượn lại, vô ông trọng đóng xong cái mượn lại. Phải không? Thiếu nợ ngân hàng, đóng tiền lời có 100 ngàn, vô kiếm 100 ngàn trả vô xong cái mượn lại 300 ngàn đi ra. Mà mượn hoài suốt cuộc đời của mình không bao giờ trả được, rồi làm sao đi về Phật đây? Trong đạo tràng chùa Bửu Quang ai thích mượn nợ của cuộc đời?
mô Phật con không có thích mà tự nhiên nó đến với con không à, phải không? Tự nhiên rồi hai đứa ở hai nơi xa lơ xa lắc vậy đó, phải không? Chung một cái chuyến xe đi về nhà, tự nhiên nhìn nhau ngồi mà băng đa băng đối diện vậy nè, nhìn qua nhìn lại cười cười nói nói, cái món nợ bắt đầu gặp nhau, phải không? Món nợ của cuộc đời đó, chứ đâu phải là tự động mà thương nhau đâu. Đâu có người nào mà tự động thương nhau đâu. Nó có một cái món nợ rồi tự động nó đến nó đòi. Không biết là cô ấy nợ chàng ta hay là chàng ta thiếu nợ cô ấy. Hai người gặp nhau, cuối cùng rồi sau khi đi về nhà chung sống với nhau rồi đó quý Phật tử ơi, anh chàng này vô trong chùa nói: thầy ơi con khổ quá, hồi đó con đi chùa con mới gặp bả mà bây giờ con khổ hết biết luôn. Con đi làm hồ suốt cả ngày mưa nắng gì đó, ở trần mặc quần cục leo lên xây từng viên gạch, xây từng viên gạch, mồ hôi mồ kê nó đổ tùm lum hết, tới tuần con lãnh lương về đưa cho bả. Con chỉ mong là bả ở nhà bả lo mấy đứa nhỏ thôi, đằng này bả xách tiền con bả chơi tứ sắc không. Khổ không? Ai nợ ai? Đó là món nợ của cuộc đời, phải trả thôi. Phải không? Mà trả chưa xong đi không có được đâu quý Phật tử à, trốn nhà đi không có được đâu. Phải không? Giận vợ vậy đó, bà cứ tối ngày bà cứ đánh bài đánh bạc, bà không lo mấy đứa nhỏ, giận quá bỏ nhà đi. Mà thầy ơi nó lạ lùng, một cái ở thì giận bà mà đi con bữa nhớ bà hết biết luôn, rồi bắt đầu đi về. Nợ trả chưa xong mà trốn làm sao được, phải không? Còn có nhiều đứa vậy đó, đi vô than phiền chèn: ơi thầy ơi con khổ hết biết luôn, tối ngày ổng cứ nhậu hoài luôn vậy đó, không có đem tiền về nuôi con, nhậu không. Con nói vậy nè, bây giờ anh ở nhà anh lo mấy đứa nhỏ đi, anh đừng có đi nhậu nữa, tôi đi bán tôi kiếm tiền về tôi nuôi cha con ông, phải không? Con đi bán cóc ổi mới ghim cực lắm thầy à, con đội bán dạo mà đi tiền bán lời được nhiêu nó về nó lục túi nó lấy hết. Bữa nào nó lục mà không có, nó quýnh con sưng con mắt hoài luôn vậy đó, phải không? Đó là nợ của ai? Cho nên vô quan trái bất thành phu phụ, không có cái món nợ ân tình quan gia trái chủ thì vợ chồng không bao giờ bước chân lên xe qua ký tên vào một bản án tù chung thân đâu, phải không? Đó, thành ra rồi đó, vợ quýnh chồng quýnh bầm con mắt hoài, bạn bè nó nói chồng con của mày nó nhậu nhẹt, nó không có biết thương mày, mày bỏ nó mày đi cho rồi đi. Trả lời một câu sanh dờn với bạn bè: ảnh quýnh tao sưng con mắt vậy đó mà tao bỏ ảnh không được mày ơi. Nợ mà thiếu là phải trả, mà không bao giờ giựt được đâu quý Phật tử. Cho nên chấp nhận món nợ ân tình rồi thì đừng bao giờ chạy trốn, phải không? Không có chạy trốn được đâu. Cho nên cái món nợ của cuộc đời mình cứ dây mượn hoài. Mình dây cái món nợ bằng thân xác, mình dây cái món nợ bằng cái mà đồng tiền, mình dây món nợ bằng tình cảm, mình dây từ kiếp này sang kiếp khác, không bao giờ mình dừng lại được đâu. Dừng lại được là chỉ có những người A-di-đà vô lượng quang, có ánh sáng trong đầu biết dừng lại. A-di-đà vô lượng thọ, tâm kiên định không chao đảo để dừng lại. Khi bị người ta đạp lên chân mình đau quá, mình đã sắp sửa, mình đã trả xong món nợ rồi. Mà nếu không có A-di-đà vô lượng thọ, quý Phật tử chửi người ta tắt bếp luôn. Cái món nợ này trả chưa xong là mình dây cái món nợ khác rồi, quý Phật tử thấy không? Cho nên cần phải có A-di-đà vô lượng thọ, để khi cái nợ nó đòi mình đủ cái tâm lực của mình: A-di-đà Thế Tôn, hôm nay con đã trả được nợ rồi. Là mình bắt đầu mình quay lưng đi trong tâm trạng bình yên của mình, là món nợ đó sẽ không còn nữa. Đằng này mình cứ dây rồi cái mình cứ mượn, dây cứ mượn hoài suốt cuộc đời, rồi làm sao mình trả cái món nợ này đây, phải không? Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử chùa Bửu Quang đó, khi câu niệm Phật của mình đã có chất Phật bên trong rồi đó, thì quý Phật tử phải làm sao sáng suốt để trả những cái món nợ của cuộc đời. Đừng để cho cái món nợ ân quán của cuộc đời nó đeo mình qua tới bên kia đất Phật. Đừng có để cho nó đeo nữa, phải không? Nợ của cuộc đời nó nhiều lắm quý Phật tử ơi, mình không thể nào mà mình trả hết đâu. Bây giờ mình phải ngồi suy xét lại từ từ trong tâm của mình, để rồi mình bắt đầu mình trả. Mình bắt đầu mình trả từ từ. Tại sao con của mình nó làm cho mình khổ? Tại sao con của mình nó làm mình thức hoài không ngủ được? Tại sao vậy? Mình làm cho chúng sinh khóc hoài, mình làm cho chúng sinh đau thương hoài, thì bây giờ mình sẽ nhận lấy cái quả đó.
mà cái quả đó nó đến ngay người thân của mình. Cũng giống như hai vợ chồng lột da rắn như vậy đó, mà trả cái món nợ ngay người thân của mình là hai đứa con. Bây giờ mình cũng vậy, mình phải trả cái món nợ của cuộc đời mà ngay người thân của mình đến đòi. Phải không? Chỉ có người thân lợi đòi mình mới trả thôi. Sanh nó ra thương nó nhất nhà, mà nó phá của nhất nhà, nó quậy nhất nhà luôn, nó làm khổ nhất nhà luôn mà thương nó nhất nhà. Phải không? Vì cái chỗ thương đó để món nợ mình mới có thể trả được. Nó đến nó lột sạch vàng bạc của mình hết cũng đưa luôn, ngồi ngồi khóc. Phải không? Bây giờ tôi nói cho bà nghe một câu, giờ bà đưa không? Bà không đưa tôi cũng có chìa khóa, tôi mở tủ à. Rồi tới chừng mở tủ ra tiền bạc gì đó mất tiêu hết luôn, ngồi khóc chứ làm gì? Không lẽ đi thưa con của mình, không lẽ báo công an để nhốt đầu con của mình? Cho nên cái món nợ đó phải trả, mà trả trong đau đớn. Nếu quý Phật tử hiểu được rồi đó, thì đây là món nợ của cuộc đời từ quá khứ xa xưa. Mình mượn cái thằng con của mình nè, bây giờ nó đến nó lấy lại. A-di-đà Thế Tôn, hôm nay con trả được cái món nợ này rồi, bắt đầu niệm Phật đi. Phải không? Thì từ từ cái món nợ nó hết à quý Phật tử. Bây giờ mà mình cứ tiếc của làm cái gì? Của đó không mang theo khi mình về Phật, mình tiếc chi cái chuyện đó? Cho nên đó, mình phải biết A-di-đà vô lượng thọ, để tâm của mình không chao đảo, tâm của mình không có bị lung lạc, để mình đủ nghị lực trả cái món nợ, đủ sáng suốt để mình nhìn thấy rõ cái thực tướng của nó. Rồi mình đầy đủ công đức A-di-đà của mình để mình trả cho nó nhẹ nhàng một chút thôi, chứ có gì đâu. Bây giờ quý Phật tử nè, cái món nợ trước mắt của quý Phật tử chùa Bửu Quang nè là món nợ bệnh đó. Phải không? Mình ăn thịt chúng sinh nhiều quá, bây giờ bệnh chuyện đó rất là bình thường. Dây mượn người ta thân xác nhiều thì bệnh. Bởi vì sao vậy? Đáng lẽ mình dây mượn người ta một cái xác chết thì mình đem cái xác của mình phải trả người ta. Nhưng mà cái công đức của kiếp người nó cao hơn công đức của kiếp cá, quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là một con cá tuổi thọ của nó, thí dụ mà một năm, một con cá đó tuổi thọ nó một năm, còn con người mình tuổi thọ quy định là 100 năm. Như vậy đó, cho nên mình ăn một con cá, hai con cá, có nghĩa là mình phải trả cái món nợ 1-2 năm cái tuổi thọ của nó bệnh. Chừng nào mà mình ăn đó ha, mà mình ăn cái tuổi thọ của con cá, mình giết tuổi thọ của con cá mà nó nhiều tới bằng cái tuổi thọ của mình, cái mình chết à. Đi ra ngoài biển quăng lưới, kéo lưới mà đúng cái số lượng của con cá mà mình kéo lên là bằng cái tuổi thọ của mình đó quý Phật tử ơi, một cơn sóng thần nổi lên là chết hết. Chết không còn một người nào trên chiếc ghe đó luôn. Bằng nào chừng nào cái tuổi thọ của con cá nó chồng vậy đó, nó đếm bằng cái tuổi thọ của mình, tuổi thọ sát nghiệp của mình, nó quất một cái là nguyên tàu đi hết. Nhưng mà khi tuổi thọ nó còn chưa có chết, nó chưa có đủ đó, thì nguyên tàu chết chỉ còn con thằng ôm miếng dán lội vô bờ được thôi. Thấy không? Cho nên đó, mình ăn thịt cá chúng sinh nó chưa có đủ để mà mình trả một cái mạng của mình, thì bây giờ mình đang dây mượn nó những cái thân mạng, mượn nợ ít đó là bệnh thôi quý Phật tử à. Thì bây giờ mượn ít rồi thì A-di-đà vô lượng công đức để trả từ từ đi. Đừng có lo chạy thầy chạy thuốc rồi người ta bàn tầm bậy tầm bạ, người ta nói dông dựa cô đó, cửu quyền quở cô đó, tổ cô lãnh cô gì đó, cứ vậy không à. Mà không biết cô đó tên gì mà cứ tổ cô lãnh cô không, cửu quyền nào mà quở con cháu, cửu quyền thất tổ, nam thất nữ cửu. Tức là bên đàn ông là thất, bên đàn bà là cửu. Cho nên cửu quyền là tất cả dòng họ quá cố bên ngoại, còn thất tổ là những người quá cố bên nội. Cho nên cửu quyền thất tổ là ông bà nội ngoại hai bên. Cửu quyền nào mà quở con cháu, ông bà nào mà ghét con cháu đến mức độ mà quở cho nó tan nhà bại sản đâu. Phải không? Đổ thừa tầm bậy tầm bạ nghe lời mấy ông thầy đó rồi về cứ trách cứ cửu quyền của mình, về rồi giận hờn cửu quyền của mình, nó sai lầm dữ lắm đó quý Phật tử. Mình phải có A-di-đà vô lượng quang, cái chất sáng suốt trong tâm của mình. Đừng có nghe lời người ta rồi nói cái chuyện không ra đâu hết. Đừng có đem kinh pháp qua về nhà tụng đổ nghiệp. Lời của Phật dạy đem về nhà là bình an, chứ đem về nhà đổ nghiệp cái gì? Cho nên chúng ta không nên hiểu một cách mà nó mơ hồ, không nên hiểu mà một cách thiếu suy xét, không nên có một cái niềm tin mà tối tâm. Niềm tin tối tâm là mê tín đó. Niềm tin mà không có sáng suốt, không có cụ thể gì hết. Kinh pháp qua Đức Phật dạy mình là cái hành trang giúp cho mình bớt phiền não, dứt trừ đau khổ. Đem về nhà tụng mà tự nhiên cái nói rằng là đem về nhà tụng đổ nghiệp.
Cái này chỉ tụng ở chùa thôi. Phải không? Cuốn sách vật lý, đi vô trong lớp, vô trong trường, ông thầy giáo dạy xong rồi, học vật lý đàng hoàng. Thằng nhỏ đem cuốn sách về nhà, cái nó mày đem cuốn vật lý này về nhà đọc coi chừng đổ nghiệp à. Cuốn vật lý này vô trong lớp mới học được. Có ai nghĩ vậy không? Phải không? Cuốn sách học ở lớp, đem về nhà vẫn đọc được, mắc mớ gì đâu mà đổ nghiệp. Quyển Kinh Pháp Hoa cũng vậy, là vô lượng công đức trong đó. Quyển Kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ đi về Tây Phương. Quyển Địa Tạng là một địa chỉ thứ hai, một loại khác đưa mình về Tây Phương. Vô Lượng Thọ là một địa chỉ đưa mình về Tây Phương. Cũng giống như từ thành phố Hồ Chí Minh của mình đi Hà Nội vậy đó. Kinh Pháp Hoa là cái địa chỉ cho mình đi về Tây Phương, mà đi bằng xe đò, xe Phương Trang, xe Mai Linh. Phải không? Còn Vô Lượng Thọ là một địa chỉ cho mình đi về Phật, mà đi bằng tàu hỏa. Phải không? Còn Kinh A Di Đà đó là một địa chỉ nữa, nhưng mà đi xe riêng của mình, bốn chỗ ở nhà mình có mình đi đó. Còn Kinh Hoa Nghiêm là một địa chỉ về Phật A Di Đà mà đi bằng máy bay. Phải không? Cho nên sở dĩ mà các thầy không cho quý Phật tử mà tụng Hoa Nghiêm, bởi vì sao vậy? Không có tiền mua vé máy bay đâu mà đi. Phải không? Lên máy bay chóng mặt khó chịu lắm, cho nên đòi hỏi cái người đó đầy đủ công đức thì mới có thể tụng Hoa Nghiêm thấy Phật A Di Đà. Còn không đủ công đức tụng Hoa Nghiêm không thấy. Nội con cái tụng Pháp Hoa mà còn chưa thấy Phật A Di Đà đây thì làm sao mà nói tới Hoa Nghiêm, phải không? Cho nên tất cả những cái kinh Đức Phật dạy đều là địa chỉ để dạy cho chúng ta, để chỉ đường cho chúng ta đi về Phật. Trong kinh mà hiện bảo tháp, kinh Pháp Hoa đó, ở trong cái tháp Đa Bảo có Phật Đa Bảo ngồi trong đó, mà cái tháp bị khóa cửa lại hoài. Phật Thích Ca mới nói với Phật Đa Bảo ở trong cái tháp đó, là tất cả chúng sinh ngồi ở đây muốn thấy cái toàn thân của Đa Bảo Như Lai. Thì ở trong cái tháp nó vang ra cái âm thanh nói với Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: tất cả những chúng sinh muốn thấy toàn thân của Đa Bảo Như Lai thì mười phương hóa thân của Thích Ca gom về làm một. Đó, thì khi mười phương của Phật Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, tự nhiên cái ổ khóa nó tự nhiên nó vang ra tiếng động lớn như là mở cửa thành lớn vậy đó. Cửa tháp mở ra, chúng sinh thấy toàn thân của Phật Đa Bảo. Và lúc bấy giờ Phật Đa Bảo mời Thích Ca lên tháp để ngồi. Đúng không? Trong Kinh Pháp Hoa. Thì tháp Đa Bảo là gì? Là thân của quý Phật tử. Đó là tháp. Đa Bảo là gì? Là A-di-đà, câu vô lượng thọ trong tâm của mình đó. Đa là nhiều, là vô lượng. Bảo là gì? Là trí tuệ. Bảo là gì? Là niềm tin. Bảo là gì? Là công đức. Cho nên Đa Bảo là A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là toàn thân của Phật Đa Bảo. Ở trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cái tháp là thân của mình, nhưng mà mình cứ khóa cái cửa thân của mình hoài, không có rộng mở tâm hồn, cho nên Phật bị nhốt ở trong đó hoài luôn. Phải không? Cho nên muốn thấy được toàn thân của Phật Đa Bảo thì mười phương chúng sinh gom về làm một, có nghĩa là hãy yêu thương tất cả với nhau. Tất cả chúng ta đều là một. Đạo tràng Bửu Quang, đạo tràng Pháp Thủy, đạo tràng Giác Huệ, đạo tràng Ấn Quang, tất cả các đạo tràng đều là một. Hãy gom về làm một đi. Thì lúc bấy giờ tâm của mình tự nhiên rộng mở, thân của mình tự nhiên thanh tịnh, tất cả các ổ khóa cố chấp từ ngàn xưa tự nhiên nó xúc ra hết.
mở rộng cánh cửa tâm hồn. Lúc bấy giờ Phật A Di Đà toàn thân đang ngồi trong ta. Lúc bấy giờ trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Quý Phật tử thấy đó chính là cái con đường, cái địa chỉ trong Kinh Pháp Hoa dạy mình đi về Phật. Cái địa chỉ là muốn gặp Phật A Di Đà, hãy yêu thương nhau. Đó là một địa chỉ, phải không quý Phật tử? Yêu thương và kết nối với nhau. Cho nên Kinh Pháp Hoa là một cái địa chỉ để hướng dẫn chúng ta đi về Phật. Vậy đó mà không hiểu, phải không? Là một cái mà pháp bảo để cho chúng ta trả nợ cuộc đời. Vậy đó mà đem về nhà trì kinh để mà có công đức để trả món nợ của cuộc đời, mà nói về đó thì đổ nghiệp. Kỳ cục không? Không lẽ đem Kinh Pháp Hoa về rồi cái mắc nợ thêm? Mình phải hiểu làm sao cho nó rõ ràng cụ thể. Trong tâm của mình phải có sự sáng suốt của vô lượng quang mới được. Đằng này không có sáng suốt miếng nào hết, cứ là cứ đổ thừa. Niệm Phật ở cư sĩ tại gia niệm Phật được rồi, đừng có trì kinh. Trì kinh là nhất là Kinh Pháp Hoa đó, kinh đó là kinh đại thừa đó, ở trong chùa mới đọc được, phải không? Ở nhà mà đọc là đổ nghiệp đó. Mà tự nhiên nói chú hai, chú tụng Kinh Pháp Hoa hả chú? Chú có ăn chay không? Nó dạ ăn chay kỳ. Chèn ơi, ăn chay kỳ tụng Pháp Hoa không có được đâu nghe, tội chết đó. Ăn chay kỳ, ăn chay trường gì mà tụng Pháp Hoa không được, phải không? Đọc Pháp Hoa, có đôi khi nhờ đọc Pháp Hoa mà người ta từ không biết ăn chay mà người ta đọc riết người ta ăn chay luôn đó. Cái Kinh Pháp Hoa là cái phương pháp để dạy con người làm lành lánh dữ, mà người ta đang sắp sửa tới tiến tới con đường làm lành rồi. Người ta đang lánh dữ là ta ăn chay kỳ đó quý Phật tử, lánh dữ là ăn chay kỳ, mà tiến tới con đường làm lành nữa sẽ ăn chay trường thôi. Người ta tụng Pháp Hoa vậy tự nhiên lên rồi phán một câu làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta lui bồ đề tâm, thấy không? Cho nên quý Phật tử nhớ một điều cho chân chính, cho dù chúng ta chưa có điều kiện ăn chay trường, quý Phật tử vẫn có thể đọc tụng lời dạy của Thế Tôn. Đó chính là những lời dạy mà giúp cho chúng ta cảnh tỉnh, giúp cho chúng ta giác ngộ được. Đừng bao giờ có những cái tư tưởng gọi là mờ mịt, phải không? Đem về nhà tụng kinh tội, đổ nghiệp, hay là ăn chay kỳ, tụng kinh tội, hay là đổ nghiệp, sai rồi. Tụng kinh Phật tức là thấy được con đường về Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa là địa chỉ để thấy Phật. Kinh Địa Tạng là địa chỉ để thấy Phật. Địa là dày chắc, là thọ đó. Tạng là chứa đủ, là vô lượng đó. Cho nên Kinh Địa Tạng là A-di-đà vô lượng thọ. Đa bửu là A-di-đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Cho nên cái con đường nào cũng về Phật, quyển kinh nào cũng chỉ cho chúng ta đi về Phật hết, để cho chúng ta có vô lượng công đức. Cô này tìm tiền, tìm cái đồng tiền công đức bằng Pháp Hoa. Cô này tìm tiền công đức bằng Kinh Địa Tạng. Cô này tìm tiền công đức bằng vô lượng thọ. Cô này tìm tiền công đức bằng Nam Mô A-di-đà Phật. Chỗ nào cũng có tiền công đức hết. Cho nên quý Phật tử thấy cái tâm của mình thích cái nào thì cứ kiếm tiền cái đó. Mình là thợ may thì kiếm tiền theo thợ may. Bà kia buôn bán thì kiếm tiền theo buôn bán. Đừng có nói rằng là đi bán đi chị có tiền nhiều hơn may, mà bán không phải là cái gian của mình. Còn nghe lời người ta bỏ thợ may đi buôn bán lỗ, bán tháo, lum hết. Phải không? Cái mà tâm của mình là Kinh A-di-đà vô lượng thọ. Ví dụ vậy đi, đọc Kinh vô lượng thọ mới được. Thấy người ta tụng Pháp Hoa, cái chạy theo Pháp Hoa, bỏ A-di-đà vô lượng thọ. Đó, hoặc là cái tâm của mình là đi bằng con đường Địa Tạng, thì cứ tụng Kinh Địa Tạng đi. Nghe người ta nói Kinh vô lượng thọ linh, bỏ Địa Tạng đi, cái bỏ Địa Tạng qua vô lượng thọ. Đừng có làm như thế. Chúng ta mỗi một người có một cái người ta gọi là cái Phật niệm riêng. Một người đi Phật niệm bằng kiểu này, người đi Phật niệm bằng kiểu kia. Người thích Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người thích Phật niệm A Di Đà Phật, như vậy thôi. Mỗi một người có một Phật niệm riêng, đừng có chê người nào hết, phải không? Mình biết thở mai, mình đừng có chê cái bà này đi buôn bán, đừng có chê như vậy. Mỗi một người nó có một cái người ta gọi là gì, cái thủ thuật riêng, cái bàn tay vàng riêng, phải không? Cho nên đó, cái ông này ông bắn mũi tên, ông đứng từ xa, cái mũi tên tuốt đẳng đó, ông bắn cái là xuyên qua hồng tâm liền. Thì mọi người khen ông này, công nhận ông bắn mũi tên siêu thiệt. Ông bắn cái 10 mũi đều vô trong cái lỗ thiệt là nhỏ đằng đẳng. Ta khen anh bán dầu, anh đi lợi, anh nói chèn ơi, ông đó cũng không có cái gì đó mà giỏi. Đó, anh lấy cái đồng xu đó, anh mới để lên trên cái chai dầu. Cái đồng xu nó có cái lỗ chính giữa đó quý Phật tử.
ảnh gót dầu từ ở trên đó mà ảnh xuyên qua cái lỗ dầu không có lem ra ngoài đồng xu luôn. Đó, thành ra rồi đó, cái quan trọng là cái quen của mình, cái duyên của mình, cái duyên của anh bắn dầu, anh châm dầu xuyên qua cái lỗ đồng xu, nó hay, nó chính xác. Cũng giống như cái anh bắn mũi tên này, anh cũng quen cái duyên của anh bắn vô cái hồng tâm. Cho nên mình đừng có chê cái anh bắn dầu mà mình khen anh bắn mũi tên, hay là mình chê người cha bắn mũi tên mình khen cái anh bắn dầu, hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta, mình có cái duyên nào để trả nợ thì sử dụng cái duyên đó. Đừng có bắt chước người ta bỏ cái nghề của mình, phải không? Mình quen tay bằng cái nghề niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình quen cái nghề đó rồi thì giữ y nguyên đi quý Phật tử. Còn người ta quen cái nghề của người ta là chỉ bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì người ta tu A Di Đà. Còn mình quen sáu chữ thì cứ niệm sáu chữ A Di Đà. Người ta thích tụng Pháp Hoa thì hãy để cho người ta tụng. Còn mình thích tụng Vô Lượng Thọ thì mình cứ tụng kinh Vô Lượng Thọ. Đừng có lấy kinh này để phỉ báng kinh kia, phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử. Đừng có nói Di Đà này tốt hơn, Vô Lượng Thọ này linh hơn Pháp Hoa. Hay là đừng có chê nói Pháp Hoa này linh hơn là kinh Địa Tạng. Đừng có nói là bốn chữ này là linh hơn sáu chữ, mà cũng đừng có nói sáu chữ này hay hơn bốn chữ. Đừng có nói như vậy là mình phỉ báng pháp bảo đó quý Phật tử, phải không? Cho nên cái nhiệm vụ của đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta tu là để thanh toán món nợ của cuộc đời, nhớ cái điều đó. Thứ hai là câu A Di Đà phải có chất Phật, có chất Phật mới có đủ công đức để trả món nợ của cuộc đời. Hồi nãy tới bây giờ thầy đã chỉ cho quý Phật tử món nợ của cuộc đời mà mình đã vay, cái cách của mình để cho mình trả. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta mãi mãi phải làm sao trong trái tim của mình phải có vô lượng công đức, để từ đó vô lượng công đức này có thể rằng là tất cả chúng ta thanh toán những cái món nợ của cuộc đời. Thanh toán món nợ của cuộc đời rồi, A Di Đà vô lượng công đức này nó mới là cái hành trang, là cái chiếc vé để chúng ta sẵn sàng bước chân lên chiếc xe Phật, để rồi chúng ta đi về Phật một cách thanh thản nhẹ nhàng. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang sẽ có một ngày nào đó Phật tử chùa Bửu Quang sẽ lên nói rằng: Thưa Ni Sư, ngày mai này con sẽ về Phật. Rồi ngày mai các cụ sai cháu của mình mua lá táo về nấu một nồi nước sôi. Các cụ vô trong nhà tắm, các cụ tắm một cách tự nhiên, các cụ tự xoa hương vào thân thể của mình. Rồi các cụ bước chân lên giường nằm, nói với cháu ngoại: con hãy lấy chiếc áo tràng mà ngoại đã từng đi đến đạo tràng Bửu Quang đó mặc vào cho ngoại. Rồi nằm trên giường mỉm cười rồi ra đi bằng cái hình ảnh đẹp tuyệt vời là niếm tay Phật. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta sẽ được như vậy, sẽ mãi mãi niếm tay Phật mà đi, đừng bao giờ buông tay của Phật nữa. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Có một Phật tử hỏi thế, hỏi thầy là còn thắc mắc một vài điều trong Bát Quan Trai Giới. A Di Đà Phật, khi thọ giới rồi ở tại chùa qua một đêm, sáng hôm sau xả giới rồi mới về nhà. Thọ giới rồi đi về nhà, sáng hôm sau tự xả giới, phải không? Cái nào mà nó được, phải không? Cái nào tốt hơn? Ý Phật tử muốn hỏi vậy. Câu hỏi thứ ba là thọ giới, trong đó có giới thứ 8 là ăn phi thời. Nhưng mà có một số Phật tử chỉ thọ có 7 giới thôi, còn lại cái giới, còn lại một giới là ăn phi thời không giữ, phải không? Xin con xin thầy giải đáp chỗ này rõ ràng cho tất cả Phật tử chúng con biết. Vậy công đức đó được bao nhiêu? Hãy nói cho quý Phật tử nghe nè, Bát Quan Trai Giới, Đức Thế Tôn đó chỉ cho chúng ta 8 cánh cửa để đi vào Phật. Kỳ thực có một cánh thôi, hiểu không quý Phật tử? Có một cánh cửa thôi, chứ đâu phải là 8 cánh đâu. Nhưng mà 8 hướng đi vào một cánh cửa đó. Đạo tràng của chúng ta thọ Bát Quan Trai là chúng ta mượn nợ của cuộc đời bằng 8 cánh cửa. Cho nên mình phải từ bỏ 8 cánh cửa đó mà mình đi vô, đi vào trong Phật môn là cánh cửa của Phật. Giới thứ nhất là gì? Không sát sanh, phải không? Dây mượn nợ của cuộc đời không? Không trộm cắp, dây mượn nợ của cuộc đời không? Không tà dâm, dây mượn nợ cuộc đời không? Không nói dối, không uống rượu, dây mượn của cuộc đời.
không đàn ca hát sướng, không đeo vòng vàng, không xoa ướp hương thơm vào mình, không có ăn phi thời. Đây là tất cả những cái món nợ của cuộc đời mà mình dây hết. Đó là con nợ nó đến nó đòi mình từ quá khứ, quá khứ của kiếp này, quá khứ của vô lượng kiếp về trước nữa. Một cái con người mà ngày xưa chưa biết đạo, mình đã lấy 5-7 con gà, con vịt rồi mình cột chân nó, hoặc là mình xách một chùm tất cả những con gà nước nè, rồi con còng cọc nè, con chim này kia, mình cột một chùm, mình treo toàn ten lủng lẳng, khớp chân của nó đau lắm quý Phật tử à. Chúng ta đã vay mượn nó không phải ở kiếp này không, mà vô lượng kiếp về trước. Mình làm cho xương thịt, mình làm cho chân cẳng của chúng sinh nó đau, nó đau nhiều lắm quý Phật tử, phải không? Rồi mình bị nhức đầu là do